chương 980, mặc diệt tại cùng mặc khuynh trì. Vong tâm, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mặc thanh ánh mắt phức tạp nhìn về phía vong tâm, trong lòng lại cảm giác khó chịu, đầu tiên vong tâm lúc này đến mặc phủ, hắn bản thân cũng là phản đối. Bởi vì hiện tại mặc Gia là mẫn cảm thời kỳ, một cái khác điểm thì là vong tâm lai lịch không biết, té xỉu vị trí vừa vặn ở bọn hắn trở về con đường phía trên, nếu như vong tâm đi tới hắn mặc Gia thực sự là trăm phương ngàn kế kế hoạch lợi hữu ích, như vậy mặc thanh cũng không thể không bội phục địch nhân đáng sợ, dùng sinh mệnh đến xem như trong kế hoạch một cái phân đoạn, nếu lúc ấy bọn họ không có để ý tới té xỉu vong tâm, kết quả kia lại sẽ như thế nào. Có thể hiện tại, vong tâm lại đi tới người hầu cấm chỉ đi vào đúc kiếm trọng địa, tự nhiên sẽ gây nên kẻ khác hoài nghi. Mạc Thanh, hắn thực sự là người người hầu, Mạc Khuynh chỉ nói ra, Mạc Thanh nghiêm mặt nói, không thể nghi ngờ, hắn liền là ta người hầu. Vậy hắn là ai, đến từ đâu, Mạc Khuynh chỉ dò hỏi, hiện tại Mặc Gia chính là mẫn cảm thời kỳ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ nhường toàn bộ mặc ra người lộ ra có chút khẩn trương cái này mặc thanh không cách nào nói ra dù sao vong tâm quên mình là người nào càng không biết hắn đến từ đâu hắn là chúng ta ở trên đường mang trở về lúc ấy vong tâm thâm thụ trọng thương hơn nữa hắn không có tu vi cho nên chúng ta sẽ hắn mang về mặc phủ ta nhường hắn cùng ở bên người mặc thanh làm người hầu mặc tình chủ động nói ra đoàn người nhìn xem mặc tình nhưng lại nói cho tất cả mọi người một cái tin tức người là nàng mặc tình mang trở về Hồ đồ, các người sao có thể như thế hồ đồ, người này lai lịch không biết, các người dĩ nhiên đem hắn đưa vào mặc phủ, bây giờ hắn lại xâm nhập ta mặc ra trọng địa, hai người tỉ muội chẳng lẽ thật không biết hiện tại mặc ra tình huống như thế nào sao? Mặc ra một cái nam tử trung niên mở miệng quát mắng, mà hắn chính là mặc tiểu vân phụ thân, mặc ra lão tam. Người tới, đem kẻ này cầm xuống, tha giết lầm không buông tha. Mặc lão tam mở miệng quát mắng, mặc ra tiến lên mấy người, chính là muốn đối vong tâm xuất thủ. Dừng tay, Mặc tình hai tỷ muội đồng thời quát mắng, phong tâm dù sao là bọn họ người, sao có thể mặc cho mặc lão tam như thế cản rỡ. Đại ca, mặc lão tam nhìn về phía mặc diệt tại, hiển nhiên là muốn đem chuyện này giao cho mặc diệt tại định đoạt. Mặc diệt tại ánh mắt biến ảo, tình nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mọi người nghe một chút người trong cuộc giải thích không phải càng tốt sao? Mặc tình cực kỳ thông minh, cùng với mọi người ở trong này suy đoán, bọn họ hỏi một chút phong tâm bản nhân không phải tốt sao? Hỏi hắn, hắn không phải người câm sao. Mạc Tiểu Vân lạnh lùng nói ra, hiển nhiên bởi vì trước đó sự tình còn canh cánh trong lòng. Người câm, cái gì người câm, Mạc Thanh một mặt im lặng nhìn về phía Mạc Tiểu Vân, lại liếc mắt nhìn vong tâm. Vong tâm, người giải thích một cái đi, Mạc Tình nhìn về phía vong tâm, vong tâm một mặt im lặng, lại vẫn là không nói. Người chung quanh đều có chút sinh khí, Mạc Thanh cũng gấp thối tiểu tử, người điếc hay sao, nhường người nói chuyện. Nghe vậy, vong tâm cuối cùng thở dài một hơi, rốt cục có thể nói chuyện. Ân, không phải người câm." Mạc huynh chỉ cùng Mạc Tiểu Vân sắc mặt run lên, trước đó vô luận bọn họ hỏi thế nào, cái này Vong Tâm liền là không mở miệng, hiện tại Mạc Thanh nhường hắn nói, hắn lúc này mới lên tiếng. "Hừ, quả nhiên là một cái tặc tử, trước đó ta hỏi thăm, hắn không mở miệng, hiện tại chứng minh hắn căn bản là không phải người câm." Mạc Tiểu Vân cả giận nói, "Nhưng lần này, những người khác còn không có mở miệng, ngược lại là Vong Tâm nổi giận, ta trước khi đến đáp ứng Mạc Thanh không có hắn cho phép không cho phép nói chuyện." người cái này nữ nhân ta đã sớm muốn nói ngươi, ngươi thật vô lễ. Hỗn trướng, ngươi dám số bản tiểu thư vô lý, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thân làm mặc ra người hầu dám chống đối chủ nhân, liền đáng chết. Mặc tiểu vân giận dữ, khư, người đẹp da trắng, tâm như xà hạt, uổng cho ngươi có một bộ túi da tốt, ta xuất hiện ở nơi này, là bởi vì lâm tuyền không có mang ta đi ta ở địa phương, lần thứ nhất đến mặc phủ, lại không biết nên làm cái gì, thiếu ra không cho ta nói chuyện, ta liền chỉ có thể đi một mình, đi tới đi tới liền đến nơi này về phần ngươi trước đó nói ta nhìn lén đúc kiếm điểm này ta cũng không phủ nhận. Phong Tâm nói ra, xem đi, hắn thừa nhận. Mặc Tiểu Vân kén ăn chẳng lẽ? bất quá ta không có nửa điểm học trộm ý tứ. Ta trong lúc vô tình đi tới nơi này cũng là bị cái này đúc kiếm tay nghề hấp dẫn. nhưng ngươi không nói lời gì, lại xấu roi đối mặt. ngươi cái này nữ nhân thật ác độc. Phong Tâm chỉ Mặc Tiểu Vân nổi giận mắng. Phong Tâm ngay trước tất cả mọi người mà chỉ trích Mặc Tiểu Vân làm khó dễ ngoan độc, tâm như sa hạt cái này khiến Mạc Tiểu Vân tự nhiên sinh lòng bất mãn. Mạc Tiểu Vân, đủ rồi, ta người không tới phiên người tới giáo huấn. Mạc Thanh giận dữ, giờ phút này nếu là tại không làm một cái nam nhân đứng ra mà nói, như vậy hắn cũng không phải là Mạc ra người. Đại bá, nhị thúc, phụ thân, các người muốn vì ta làm chủ A. À. Mạc Tiểu Vân làm ra bộ dáng ủy khuất, tốt, Mạc Tiểu Vân, người cũng không cần ở trong này diễn, phong tâm căn bản không có tu vi, người linh cảnh đỉnh phong, người từ tiêu tiên mạnh bao nhiêu, ngươi cho rằng chúng ta không biết a à, ta không truy cứu ngươi dùng từ hình ẩu đả ta người hầu liền đã cho ngươi mặt mũi, ngươi nếu lại dây dưa không rõ, đừng trách ta mặc thanh rất cay. Mặc thanh cũng là một cái có quyết đoán người, một tiếng quát mắng, dọa đến mặc tiểu vân hoa dung thất sắc. Nói bậy, hắn sao có thể không có tu vi, ta trước đó công kích hắn thế nhưng là toàn bộ tránh ra, nếu không phải nhị thúc phóng xuất ra kiếm đạo ý chí, ta căn bản là không gây thương tổn được hắn, hơn nữa. Nếu hắn chỉ là một cái người bình thường mà nói, ta từ tiêu tiên sớm sẽ phải tính mạng hắn, không tin các ngươi có thể hỏi nhị thúc. Mặc tiểu vân cả giận nói, nhưng là nàng trói mắt không phải không có lý, đoàn người ánh mắt lần thứ hai tập trung ở thanh niên này trên người. Mặc huynh chỉ gật gật đầu, tiểu vân không có nói dối. Đoàn người nghe vậy, ánh mắt biến đổi, đối vong tâm thức khác cảnh giới lên, nhưng mặc huynh chỉ lại mở miệng, bất quá, mặc thanh cũng không có nói dối, cái này thanh niên xác thực không có nửa điểm tu vi. Trên thực tế, điểm này, mặc ra mấy cái trưởng bối cũng đã biết rõ, bọn họ đã sớm tra xét phong tâm bản nhân, liền mặc diệt tại đều rõ ràng biết rõ, phong tâm không có nửa điểm tu vi, hắn không phải linh giả, càng không phải võ giả. thế nhưng là cái này vẫn như cũng không thể loại trừ hắn không có mưu đồ làm loạn, nói không chừng liền là diệp gia phái tới gian tế đây. mặc tiểu vân không buông tha, đủ rồi, tiểu vân hắn sẽ không là mặc gia gian tế, không có khả năng, cũng sẽ không, thậm chí diệp gia hiện tại cũng căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. nói chuyện là mặc diệp tại, mặc gia tộc trưởng mở miệng toàn trường người chỉ có thể trầm mặc. Bất quá gia hỏa này xác thực khả nghi, Mạc Thanh, hắn giao cho ngươi, nếu là xuất hiện nửa điểm vấn đề, hướng ngươi mà hỏi. Mạc Diệp tại lạnh lùng nhìn về phía bản thân nhi tử Mạc Thanh. Mạc Thanh gật gật đầu, phụ thân, ta biết, hiểu lầm giải trừ, nhưng vòng tâm hiểm nghi còn tại, hơn nữa Mạc Tiểu Vân đối với hắn rất là bất mãn, hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, đương nhiên, Vong tâm cũng không thèm để ý. Ngược lại là Mạc Huynh chỉ đối vong tâm rất là hiếu kỳ, người kêu vong tâm A. Vong tâm không có nói, nhìn về phía Mạc Thanh, Mạc Thanh gật gật đầu. Vong tâm mới nói ra ân, người vừa mới thấy được ta đúc kiếm quá trình, người muốn đúc kiếm. Mạc Huynh chỉ hỏi, vong tâm gật gật đầu, không do dự nghĩ, vậy thì tốt, ta cho phép người tiến vào cái này đúc kiếm chi địa, người nếu ưa thích mà nói, có thể mỗi ngày đến. Mạc Huynh chỉ cũng không thèm để ý vong tâm thân phận, hắn càng để ý là cái này thanh niên thần bí. Không có tu vi hắn, lại có thể ngăn cản bản thân kiếm đạo ý chí, mà mặc tiểu vân nếu không phải vong tâm cố ý không né tránh, hắn căn bản không gây thương tổn mảy may. Thật có thể chứ, vong tâm trên mặt, tràn đầy tiếu dung, sạch sẽ, ánh mắt cũng thanh tịnh. Có thể, ta để ngươi đến không có người sẽ ngăn cản, cũng không có người sẽ trách tội ngươi. Còn không mau cảm ơn ta nhị thúc, mặc thanh nói, đa tạ tiền bối, vong tâm khom người nói. Tốt, tất cả giải tán đi, tình nhi, thanh kiếm này liền cho ngươi a. À. Cái kia tinh tế lục kiếm, lại có thần bí hỏa diễm đường vân, mười phần mỹ lệ, cùng mặc tình hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhị thúc, thanh kiếm này vẫn là lưu cho trong tộc có thể sử dụng người A. Không, thanh kiếm này, không có người nào so với người thích hợp hơn. Mạc huynh chỉ khẳng định nói ra, mặc tình không có cách nào đành phải cảm ơn, tiếp tới, mặc tiểu vân sinh khí rời đi, lại đối vong tâm càng thêm thống hận. Đám người lần lượt rời đi, mà vong tâm cũng là hữu kinh vô hiểm. Vong tâm, người cái này tiểu tử làm sao làm, người sớm một chút giải thích không phải tốt sao. Mạc Thanh có chút tức giận nói ra vong tâm ngẩng đầu trong mắt lóe ra thanh tịnh thiếu gia không có ngài cho phép ta không thể nói chuyện a à, đây là ngươi nói thế nhưng là ngươi nhìn xem trên người ngươi tổn thương bị đánh chết ngươi cũng không nói lời nào sao mạc thanh có chút tức giận vong tâm do dự một cái sau đó gật gật đầu bởi vì đây là cùng thiếu gia ở giữa ước định a à. nghe vậy mạc thanh tâm thần hung hăng run lên hắn nhìn xem vong tâm tiến lên thân ảnh trong lòng đúng là tạo nên gợn sóng vong tâm vì cùng bản thân ước định tình nguyện chết cũng không nguyện ý phá hư hơn nữa hắn không có tu vi từ hiện trường tổn thương đến xem phong tâm không chết là coi như hắn mạng lớn có thể nghĩ phong tâm lúc ấy nội tâm cỡ nào ủy khuất người như vậy tại sao có thể là tặc nhân nếu thực sự là Mạc thanh cũng nhận hắn chỉ có thể nói bản thân nhìn lầm người mà một phương diện khác Mạc khuynh trì mặc diệt tại hai người đồng hành nhị đệ cái này không giống người tác phong a Mạc khuynh chỉ đối phong tâm mời nhưng mặc diệt tại có chút kỳ quái cái này thanh niên có thể ở không bị ta phát giác tình huống dưới tiến vào kiếm mộ bên trong, nói thực ra, ta mười phần để ý, mặc kệ hắn có mục đích gì, tiếp xúc một cái coi như hắn lại hoàn mỹ, cũng sẽ lộ ra chân tướng, đại ca, lúc này, ta mặc ra có thể chịu không được rằng co. Mặc huynh chỉ điểm xuất phát, tự nhiên tất cả đều là vì mặc ra. Mặc diệt tại nghe vậy, cũng ít sâu một hơi, lập tức liền đến ước định thời gian, tình nhi độc vẫn là không thể giải trừ, thật chẳng lẽ chỉ có thể hướng diệp ra thỏa hiệp sao. Hừ, bọn họ muốn mặc kiếm, vậy liền phải dùng mệnh để đổi, ta mặc ra truyền thừa mấy ngàn năm, há có thể bị hắn diệp ra áp đảo, ai, chỉ là khổ tình nhi cái này nha đầu, nàng vốn có thể không lo không. Đây chính là mặc ra tính mạng người, nếu là mặc duẫn còn ở mà nói liền tốt. Mặc diệt tại thở dài một hơi, lại là phảng phất nhắc tới mặc huynh trì chuyện thương tâm, vội vàng ngậm miệng lại. Diệp ra, duẫn nhi cái chết, cùng diệp ra nhất định có quan hệ. Mặc huynh trì trong mắt, lóe qua kinh thiên nội ý. Trường 981, thiên tài chú kiếm sư, Ngươi là nói Lâm Tuyền đối với ngươi xuất thủ, sau đó cố ý không mang ngươi đi ở địa phương A, cho nên ngươi mới đánh bậy đánh bạ đi chú kiếm trọng địa." Mạc Thanh nghe Vong Tâm mà nói, phân tích ra trong này vấn đề. Lâm Tuyền muốn giáo huấn Vong Tâm không thành, ngược lại xấu mặt, cho nên xử một cái bím tóc, có lẽ Lâm Tuyền mình cũng không nghĩ đến sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vong Tâm không có đáp lại, nhưng Mạc Thanh trong lòng cũng đã không nhiều. Bất quá, người cái này tiểu gia hỏa vẫn rất lợi hại, Mạc Tiểu Vân công kích người trước đó thật né tránh mặc tình bọn họ nhìn về phía vong tâm cùng bọn họ mang trở về thời điểm có khác biệt một trời một vực bất quá bởi vì ra hỏa này ánh mắt lúc ấy vẫn là liếc mắt liền nhận ra vong tâm có lẽ liền mặc tình cùng mặc thanh đều không nghĩ đến thu thập sạch sẽ sau đó vong tâm sẽ có như thế một bộ xinh đẹp dung nhan ta cũng không biết vì cái gì luôn cảm giác có thể tránh né bọn họ công kích hơn nữa bọn họ xuất thủ tốc độ thật chậm vong tâm phong khinh vân đạm nói ra trong ngôn ngữ mặc thanh đột nhiên một tay mà đến hơn nữa không lưu tình chút nào đánh ra một trường nhưng lần này vong tâm lại không có né tránh mặc thanh dừng bản thân trưởng lực người sau không trốn vong tâm ánh mắt thanh tịnh nhếch miệng cười một tiếng bởi vì ngươi sẽ không thật đánh ta ầm um, Mạc thanh một trường đánh vào vong tâm trên đầu ngươi tiểu tử cho ta thành thật một chút đừng lại sai lầm ta mặc ra hiện tại tình huống không cho phép lạc quan làm sao vậy thiếu gia có thể cùng ta nói một chút a còn có bọn họ vì cái gì sẽ cho rằng ta là diệp gia người đây diệp ra là mặc gia địch nhân sao vong tâm ra hỏa này mở miệng sau đó muốn hỏi đồ vật có thể không ít được rồi người chính là im miệng a mặc thanh lúc đầu muốn cho vong tâm tự do nói chuyện có thể tiểu tử này nhiều vấn đề như vậy đúng là có loại nhường hắn vĩnh viễn im miệng ý nghĩ thiếu gia ta muốn biết rõ người biết rõ lại có thể có thể nào như thế nào đây Hảo hảo phục thị bản thiếu gia mới là ngươi công tác mặc thanh thở dài một tiếng dường như không nghĩ nói thêm mà lúc này mặc tình thân thể phát sinh run rẩy cả khuôn mặt trắng bệch vô cùng. Mặc thanh sắc mặt biến đổi lớn tỉ, ta đưa người trở về phòng, tiểu thúy, người mang vong tâm xuống dưới đổi một bộ quần áo, sau đó dẫn hắn về ta tiểu viện A. Vong tâm xem như một cái người hầu mà nói, rất dễ dàng gây nên kẻ khác ghen ghét, mặc tình tâm tư kín đáo, suy nghĩ một chút vẫn là đem hắn an hàng ở trong tự mình viện, dù sao hắn vốn liền là bản thân người hầu. Ân, biết thiếu ra, bất quá, tiểu thư thế nào? Vong tâm nhìn về phía mặc tình ánh mắt, tràn đầy lo lắng yên tâm đi, ta không sao. Mặc tình cố nén thống khổ, ở trước mặt vong tâm lộ ra kiên cường tiếu dung, nhưng vong tâm có thể cảm nhận được, hiện tại mặc tình rất thống khổ. Có thể bọn họ đều không nói cho bản thân, vong tâm cũng không thể làm gì. Không nghĩ đến cái kia thối hoắc vong tâm, thế mà cái bộ dáng này đây. Tiểu thúy gặp vong tâm dung mạo lúc, lộ ra vẻ thẹn thùng, dù sao, chẳng ai ngờ rằng cái kia đầy người huyết phát ra hôi thối vong tâm, cư nhiên như thế xuất chúng, hơn nữa hắn tiếu dung sạch sẽ, ánh mắt thanh tịnh, Phong tâm lộ ra trắng noãn răng, tiểu thúy cô nương, tình tỷ đến cùng thế nào? Tiểu thúy toát ra một tia yêu thương, phong tâm, coi như người biết thì phải làm thế nào đây đây, chúng ta chỉ là người hầu, làm tốt bản thân sự tình là được rồi. Phong tâm tổng cảm thấy bản thân có thể giúp một tay làm chút gì, có chút chưa từ bỏ ý định nói ra, có thể một phần vạn ta có thể hỗ trợ đây. Người có thể giúp giúp cái gì a? À? liền bản thân họ gì tên gì đều không nhớ kỹ, người hảo hảo làm người hầu a, à, có lẽ không cẩn thận liền có thể làm được chủ quản rồi, bất quá phong tâm ngươi không nên lưu ở mặt gia tiểu thúy có chút mê ly nhìn về phía phong tâm hắn bộ dáng rất dễ dàng cho người mê muội chỉ một cái liếc mắt liền để tiểu thúy dạng này cô nương tâm động vì cái gì nói như vậy phong tâm không hiểu hiện tại mặc gia chính diện gặp một trận to lớn phong bạo vậy ngươi sao không đi phong tâm nhìn về phía tiểu thúy ta từ nhỏ không có cha mẹ là tiểu thư đem ta mang trở về đợi ta như tỉ muội mặc ra vô luận chuyện gì phát sinh ta đều sẽ không rời đi Tiểu Thúy trong mắt lộ ra vẻ kiên định, bất quá người khác biệt, người vừa tới mặc ra, nếu là mặc ra thật có nguy hiểm gì, người liền bản thân trốn a. À. Đây là Tiểu Thúy cho Vong Tâm cuối cùng thông cáo. Trở về trên đường, bọn họ lần thứ hai thấy được Lâm Tuyền. Lâm Tuyền có vẻ hơi sợ hãi, dù sao hắn cũng biết rõ phát sinh chuyện gì, hiện tại hắn có thể không dám đắc tội cái này Vong Tâm. Hơn nữa Tiểu Thúy ở bên người, Lâm Tuyền một mặt nịnh nọt, nhưng Tiểu Thúy căn bản khinh thường để ý đến hắn, cầm quần áo sau đó, hai người rời đi nơi này. Lâm Tuyền nhìn xem vong tâm bóng lưng, toát ra thật sâu căm hận, tiểu tử này bộ dáng quá xuất chúng, xuất chúng đến nhường hắn ghen ghét, mà lại nhìn đến hắn và tiểu thúy rời đi lúc thân mật, trên mặt hắn tràn đầy dữ tợn nội ý. Mặc tình cùng mặc thanh phủ đệ, cách xa nhau chỉ là một cái tiểu viện. Mà vong tâm cùng tiểu thúy trở về thời điểm, mặc tình bệnh tình cũng đã ổn định lại, có thể tấm kia trắng bệch trên mặt, vẫn viết đầy lúc ấy độc phát lúc thống khổ. Dược phương cho dược, chỉ có thể duy trì một tháng. Một tháng sau nếu là đang tìm không đến biện pháp phá giải, độc liền sẽ thâm nhập cốt tủy, đến lúc đó hết cách xoay chuyển. Mạc Thanh nhìn chăm chú tỷ tỷ mình, trong lòng nổi lên dược phương đối bản thân nói chuyện, nếu là tiếp tục như vậy mà nói, bọn họ chỉ có thể hướng Diệp gia thỏa hiệp, mới có thể cam đoan mặc Tình tính mệnh. Thế nhưng là Diệp gia điều kiện, lại là muốn mặc gia giao ra bọn họ thời đại thủ hộ đồ vật, cái này cùng thôn phệ mặc gia, không có cái gì khác nhau. Mà từ khi gia tộc bên trong cái kia thiên tài chết rồi, Mạc Thanh liền nâng lên gia tộc một chút to lớn trách nhiệm, những cái này gánh vác ép tới hắn phảng phất không thở nổi thiếu ra ta có thể đi chú kiếm trọng địa sao phong tâm đi tới Mạc thanh trước mắt Mạc thanh thần sắc có chút phảng phất 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 tay phong tâm liền rời đi nơi này nhìn xem hắn thân ảnh Mạc thanh đúng là có chút tự diếu nếu là mình cũng có thể hướng hắn dạng này quên bản thân vô ưu vô lượng muốn làm cái gì tốt biết bao nhiêu a à? thế nhưng là hắn không thể hắn không thể như thế ngồi chờ chết nhất định phải tìm kiếm giải độc chu ti mã tích dù là chỉ có một tia hy vọng Mạc Thanh cũng tuyệt không thể từ bỏ. Chú kiếm trọng địa, một ngày bên trong, Vong tâm lần thứ hai đặt chân. Quả nhiên thật xa liền thấy Mạc Khuynh Trì, bất quá lần này, Mạc Khuynh Trì lại là phát hiện vong tâm thân ảnh, cái này thanh niên trên người, khắp nơi lộ ra thần bí, bất quá hắn không nghĩ đến là, tiểu tử này như thế cấp bách, cái này vừa mới rời đi không đến hai canh giờ, hắn rốt cuộc lại trở về. Tiền bối, tiểu tử, người đối đúc kiếm cứ như vậy cảm thấy hứng thú không? Mạc Khuynh Trì cười cười, Phong tâm không che giấu chút nào bản thân trong lòng ý nghĩ, ta nghĩ thử xem. Thử xem, không cần ta dạy cho ngươi sao. Mặc khuyên chỉ sững sờ. Phong tâm lắc lắc đầu, ta nhìn một cái quá trình, chỉ cần chú ý hỏa hầu cùng rèn đúc lúc hô hấp là được rồi. Hô hấp, cái này thanh niên chỉ hẳn là rèn đúc lúc kỹ xảo A, à, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên thông qua bản thân hô hấp, có thể nhìn ra rèn đúc lúc cần thiết phải chú ý chi tiết. Bất quá tiểu tử này không khỏi quá cuồng vọng, nếu hắn chỉ là lần thứ nhất mà nói, đem rèn đúc nhìn quá mức đơn giản, nghĩ thầm đợi lát nữa có hắn dễ chịu. Vậy thì tốt, người tới thử xem, Mạc Khuynh chỉ đến nồng đậm hứng thú, vong tâm đi tới hỏa lô chỗ, cái này khiến trùy chính là Mạc Khuynh chỉ thiếp thân đồ vật. Vong tâm cũng không chút khách khí chuẩn bị cầm lấy trùy, có thể Mạc Khuynh chỉ giật mình, bản thân chiến trùy có thể nặng đến 3000 cân, người bình thường căn bản không cầm lên được, huống chi chế tạo. Thế nhưng là hắn mà nói còn không có nói xong, Phong tâm cũng đã cầm lên trong tay thiết trùy, cả người nhẹ nhõm vô cùng, trên mặt không có chút nào nửa điểm gợn sóng. Rất thuận tay, vong tâm vuốt vuốt trong tay thiết trùy, Mạc huynh chỉ một mặt ngốc trệ, 3000 cân thiết trùy, dĩ nhiên ở trong tay hắn rất thuận tay, hắn thậm chí không tiếc muốn dùng thần niệm dò ngó vong tâm tất cả. Hơn nữa ý nghĩ này càng ngày càng nồng đậm, thần niệm ra, liền giống như sâm lấn đồng dạng, thế nhưng là vừa mới đến vong tâm thần niệm từ ngoài nháy mắt, một cỗ kinh khủng thần niệm đại năng cắn nuốt, phảng phất muốn đem sâm lấn người triệt để chôn vùi. Mạc huynh chỉ giật mình, lùi về phía sau mấy bước, lại phát hiện bản thân toàn thân đều là mồ hôi lạnh nếu không phải hắn rút đi kịp thời, vừa mới hắn khẳng định liền là người chết không khác. Tiền bối, người thế nào? Phong tâm không hiểu quay đầu lại, nhìn thấy cái kia thanh niên sạch sẽ ánh mắt, mặc khuynh trì trong lòng càng là chấn kinh, cái này thanh niên đến tột cùng là nơi nào đến quái vật. Không có tu vi, lại nắm giữ kinh thiên thần thức lực lượng, nhưng ngoại nhân căn bản không cách nào xâm lấn, tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Khanh, ngay tại mặc thanh trì suy đoán thời khắc, phong tâm cũng đã bắt đầu rèn sắt quá trình, hắn sử dụng chỉ là một khối tinh khiết sắt, không có bất kỳ tạp niệm nào, đương nhiên vong tâm cũng không có cái khác có thể dung luyện đồ vật, cho nên chỉ có thể bằng đơn giản phương thức tiến hành đúc kiếm. đúc kiếm quá trình là phi thường gian nan, hơi không cẩn thận liền sẽ đối kiếm có ảnh hưởng. một bước cần dung luyện, đem tinh thiết luyện hóa, hai bước thì là chế tạo, tiếp xuống mới là thành hình, dung luyện, thậm chí là tăng thêm một chút cái khác lực lượng tiến hành hồn gen. mới đầu, mặc khuyên chỉ là muốn thấy được vong tâm xấu mặt hình ảnh, thế nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy vong tâm mỗi một bước dĩ nhiên không có nửa điểm dư thừa động tác toàn bộ dung luyện đến rèn sắt quá trình càng là một mạch mà thành không có dây dưa dài dòng thẳng đến ba bước thành hình thời điểm vong tâm mới xuất hiện một tia gợn sóng kiếm ý thành hình nhất định phải ngưng tụ trong lòng suy nghĩ kiếm ý kiếm ý càng mạnh rèn đúc đồng thời cũng càng thêm thuận lợi mặc huynh chỉ một phen nhắc nhở vong tâm thất ý cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt ngưng tụ ra trong lòng suy nghĩ bộ dáng kiếm ý thành hình trong tay thiết trì vùng đánh càng ngày càng bình ổn mà vong tâm nói tới hô hấp, kỳ thật liền là đối lực lượng một loại khống chế, thân kiếm bất luận cái gì một mặt, đều không thể có dư thừa vụn sắt, nhất định phải bình quân, nếu không sẽ ảnh hưởng kiếm cảm nhận. Kiếm hình chậm rãi xuất hiện, đây là một thanh ba ngón khoan kiếm, hơn nữa chuôi kiếm tạo hình kỳ lạ, hình dạng 10 phần đặc biệt, có kiếm vẻ đẹp, còn có kiếm bá chủ, bá bên trong mang theo lăng lệ, còn hàm chứa một tia kinh khủng kiếm đạo ý chí. Chẳng lẽ, cái này thanh niên là một cái dùng kiếm thiên tài? Tiền bối, mượn một mồi lửa mặc khuynh chỉ cũng không keo kiệt hỏa diễm ra năng lượng màu tím phủ lên tức khắc đem cái này khiến bình thường không có gì lạ lợi kiếm dính vào một tầng tử sắc chiến hỏa thoạt nhìn thêm nữa mấy phần mỹ cảm kiếm triệt để ra lò mà vong tâm cũng đã mồ hôi đầm đìa mặc khuynh chỉ cầm lấy lợi kiếm nhoáng một cái kiếm ý tức khắc đem mặt đất phân chia hai đoạn hào kiếm tinh khiết sắt hạ phẩm nhất đồ vật dĩ nhiên có thể để ngươi chế tạo ra thượng phẩm địa khí nếu là vừa mới đổi lại thượng phẩm đoán tạo tinh thạch thanh này vũ khí tất nhiên là thiên khí không thể nghi ngờ tiểu tử, người trước kia học qua đoán tạo thuật. Mạc Huynh chỉ giống như là phát hiện bảo vật đồng dạng ánh mắt nhìn về phía vong tâm. Vong tâm lắc lắc đầu, không, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy đúc kiếm, cũng là lần thứ nhất rèn đúc. Nghe vậy, Mạc Huynh chỉ thần sắc run lên, một giây sau lại là kích động lôi kéo vong tâm hai vai, thiên tài, đơn giản liền là một cái thiên tài. mươi 982, Diệp ra người tới, thiên tài, đơn giản liền là một cái thiên tài. Mạc Huynh chỉ kích động nhìn về phía vong tâm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt phong tâm xấu hổ cười cười tiền bối tiền bối mặc khuynh chỉ ý thức được bản thân thất thố rất nhanh thần sắc lại mở đi ai nếu là lúc trước ta nhất định phải thu ngươi làm đệ tử thế nhưng là hiện tại ta mặc ra tình huống nếu là thu ngươi làm đệ tử lại hoàn toàn là hại ngươi phong tâm không thua một lần nghe được nói như vậy tiền bối mặc ra gặp nguy hiểm sao phong tâm hỏi mặc khuynh chỉ không muốn nhiều lời không có việc gì thiên đại sự tình ta mặc ra cũng có thể giải quyết, bất quá gần nhất là có chút hạng giá áo túi cơm khiêu chiến ta mặc ra quyền uy thôi. a, à, vong tâm ứng một tiếng, lại có thể cảm giác được mặc khuyên trì trong lòng áp lực. đúng rồi, tiền bối, người cái này từ sắc hỏa diễm đến tột cùng là cái gì a? À? vong tâm đương nhiên không cho rằng chỉ dựa vào bản thân đoán tạo thuật có thể xuất hiện thượng phẩm địa khí, chỉ sợ có thể tới cái này phẩm cấp, phải cùng hỏa diễm có quan hệ. đây là thú hỏa, bên trong thiên địa, linh hỏa vi tôn, thú hỏa ở tại phía dưới nhưng vận dụng tốt, cũng là rất cường đại sức chiến đấu. Mạc Huynh chỉ triệu hồi ra tử sắc hỏa diễm, đập vào mặt nhiệt khí, nhưng vong tâm cảm thấy cái này hỏa diễm lực lượng. Nhưng không biết vì cái gì, chính hắn thể nội phảng phất có một loại lực lượng tại rung động, hơn nữa, thú hỏa lần thứ hai xuất hiện như ẩn như hiện hình ảnh. Ân, Mạc Huynh chỉ biến sắc, trước đó tại rèn đúc thời điểm, cũng có dạng này dấu hiệu, thú hỏa phảng phất tại e ngại cái gì. Nhưng rất nhanh, thú hỏa lại khôi phục thái độ bình thường, một màn này, nhưng Mạc Huynh chỉ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn tại e ngại cái gì? Mặc Huynh chỉ nhìn về phía vong tâm, cái này thanh niên trên người, thật sự cảm giác không thấy nửa điểm tu vi khí tức, nhưng lại có thể tùy tiện cầm lấy 3.000 cân thiết trùy. Hơn nữa trước đó cùng mặc Tiểu Vân tranh chấp hắn đều nhìn ở trong mắt, trọng yếu nhất là cái này thanh niên tựa hồ cũng không e ngại bản thân kiếm đạo ý chí. Người dùng qua kiếm sao? Mặc Huynh chỉ nhìn về phía vong tâm, đem hắn rèn đúc kiếm đưa cho hắn. Vong tâm tiếp nhận kiếm nháy mắt, kiếm ra, mũi kiếm chỉ, lại không có nửa điểm gợn sóng, phong tâm lắc lắc đầu không biết bất quá cầm lấy kiếm thời điểm cảm giác rất thân thiết không có kiếm ý không có kiếm khí mặc khuynh chỉ nhìn qua trước mắt một màn lợi kiếm những nơi đi qua hết thảy đều không có chút nào gợn sóng chẳng lẽ là bản thân đã đoán sai nếu hắn không có nửa điểm tu vi như vậy cái này thanh niên làm ra tất cả liền càng là tràn đầy thần bí sắc thái hắn đến tột cùng là ai người tối nay liền lưu ở nơi này a à, ta kể cho ngươi giảng đoán tạo thuật cùng chú kiếm thuật hy vọng đối với ngươi hữu dụng cân nhắc liên tục Mặc khuynh chỉ cuối cùng không nghĩ bản thân tay nghề này thất truyền, tựa hồ muốn đem mình học truyền thụ cho vong tâm. Dòng rã một đêm, vong tâm đều ở rèn đúc cùng nghe trong giáo vượt qua, mà hắn đối cái này chú kiếm thuật càng là có nồng đậm hứng thú, bất trì bất giác, dĩ nhiên cũng đã qua sáng sớm. Mà mặc khuynh chỉ cũng đã rời đi trong chốc lát, vong tâm thì là ở trong này một mình thực tiễn. Oanh, nhưng ở giờ phút này, mặc ra đại điện phương hướng đúng là truyền đến một tiếng ẩm vang, điều này khiến cho vong tâm chú ý. Vong tâm hướng về phía kia hướng mà đi, Lúc này, Mạc Huynh chỉ từ trong phòng đi ra, đồng thời một đạo thân ảnh chạy như bay tới, nhị ra, Diệp ra người đến, tựa hồ cùng chúng ta người phát sinh xung đột. Diệp ra, đến ngược lại là rất nhanh, Mạc Huynh chỉ trợn mắt chừng một cái, nhìn về phía đại điện phương hướng, sát cơ tận phát hiện. Nhị ra, thế nào? vong tâm tiến lên một bước, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Không có gì, người ngay ở chỗ này tiếp tục rèn đúc tốt. Mạc Huynh chỉ hiển nhiên không nghĩ vong tâm cuốn vào trong đó. Có thể vong tâm ra hỏa này, há lại sẽ ngồi chờ chết, lặng lẽ cùng ở sau lưng. Giờ phút này, mặc ra đại điện phía trên, một trận kịch chiến bộc phát, song phương đều là gia tộc thế hệ tuổi trẻ đại biểu, mà xuất thủ người thì là mặc trì. Mặc trì cũng là dùng kiếm cường giả, chính là thiên sinh kiếm tu, kiếm võ hồn càng là nắm giữ khó chơi thủy thuộc tính lực lượng, mà đối thủ của hắn thì đồng dạng là một cái dùng kiếm cường giả, đồng thời còn nắm giữ võ hồn hai tay võ hồn thiên tài. Song phương giao thủ, kiếm ra đoạt mệnh, toàn bộ đại điện đều là cái kia cuồng bạo kiếm đạo ý chí. Diệp ra thiên tài cường thế mà đến, chiến hỏa dẫn bạo, song phương chiến thế đã không có cứu vãn, đột nhiên kiếm quyền ngàn sóng, triển lộ mang phong, vô tận lãnh mang chấn nhiếp thiên địa, đã thấy mặc chỉ bá khi ứng chiêu, tá chém ở giữa, kiếm trong tay thần uy lại xuất hiện, song hùng chiến, chiến đến mặc ra chấn động, khắp nơi mê mang, chỉ riêng thừa gấp rút gấp rút kiếm thanh âm, cổ động chiến hồn thiêu đốt. Hai người cầm kiếm phong giới, thoáng chốc lòng đổ như ứng như múa, khắp nơi rung động, kiếm cảnh bên trong, mặc chỉ không dám chủ quan, cúi lưng cất bước, chu vi trăm hủy ra khỏi vỏ, hai người kiếm thế chuyển phong, thi triển hết bất thế kiếm mới. Hừ, ma trì, liền bằng ngươi còn không phải bản thiếu ra đối thủ. Kiếm nhược du long, bàn nhược kiếm sát, oanh sát một tiếng vang thật lớn, diệp ra người quát lớn mà lên, trên lòng bàn tay nộ khí rõ ràng, dưới kiếm còn gặp sát chiêu, đoạt mệnh kiếm chiêu, thuận thế giết ra. Mặc trì trong lòng run lên, cuồng bạo vừa quát, đến ta mặc ra làm càn, diệp phân, ta muốn ngươi chết, mực công kiếm pháp. Hai đầu thân ảnh quấn quyết, kiếm đấu đăng thiên nhất thời khó phân cao thấp mặc chỉ không được cảnh dơ kiếm hướng thiên nhất vẽ kiếm cực kỳ chiêu uy năng lại xuất hiện diệp vân nhìn thấy trên thân kiếm ngưng khí thành long gọi gió tụ mây tức khắc tiếng sét đánh động cực chiêu đối kích bầu không khí lập tức động lại hành vân lưu thủy kiếm ý lao nhanh song phương đúng là đánh mãi không xong đối mặt phiến ngữ thù nói tận trả tiếng giết trước mắt thấy không rõ kẻ thù tại sao chỉ có đầy dẫy hận nghiến răng hắc mai song phương cừu hận càng không cần nói mặc chỉ bức người huy kiếm nổi giận chém Diệp Vân trong lòng biết đối thủ sát ý thịnh nộ, lại ngưng ba phần tâm thần, kiếm thế càng thêm lăng lệ, kiếm quang huy sái giống như phiêu giật tung bay, lạnh lùng ngựa phong, mở hết trên thân kiếm văn chương. Cả hai kiếm ý bộc phát, ở trong kỳ huyễn, toát ra kinh thiên kiếm mang. Kiếm ngân vang, gió hú, ảnh bay lượn, thân tung bay, bước tật, ý mang giết, mặc trì thân ảnh như ma quỷ, như si, như trang chu huyễn mộng, kiếm ra, chiêu chiêu lấy làm kỳ, kiếm khí ngưng kết, nặng hiểu dáng trần, mặc ra tuyệt học lại xuất hiện kỳ chiêu. Diệp Vân không dám chủ quan, chỉ xoáy chiêu rơi ở giữa, tuyên cáo thủ cùng kiếm cuộc chiến, không chết không thôi. Một phen điên cuồng kiếm đấu, đúng là chưa phân thắng bại. Đủ rồi, hiểu, ngay ở giờ phút này, một đạo lôi đình cuồng bạo vang lên, lại là một cái thanh niên phát ra nội ý. Nhưng mặc chỉ lại không có mảy may dừng tay ý, cái kia mở miệng thanh niên không khỏi chia tay, để công mà lên, một trường oanh sát, mặc chỉ lại bị đánh bay mấy trăm mét bên ngoài, đụng vào mặc ra đại điện, trong miệng thốt ra máu tươi. Diệp bất lạc, người ý tứ gì? mặc Vũ một bên giận dữ, kiếm chỉ diệp bất lạc, thần sắc lẫm nhiên. Ta hôm nay cũng không phải đến cùng các người giao đấu, nghe nói tẩu tử cũng đã trở về, ta là thay ta đại ca đến xem mặc tình tẩu tử. Hỗn đàn Ta tình tỷ chưa bao giờ nói qua muốn gả cho Diệp Phạm cái kia hỗn đản, các người Diệp ra khinh người quá đáng. Mặc trì giận dữ, hư, mặc ra trung quy là quá khứ thức, hôm nay ta tới bất quá là thay ta đại ca nói cho các vị một tiếng, còn thừa lại ba ngày thời gian, sau đó các người nếu minh ngoan bất linh, đừng trách ta diệp ra vô tình diệp bất lạc cường thế nói ra vô tình cho ta lăn ra diệp ra liền ở lúc này bá đạo một trưởng mà đến đúng là đem diệp bất lạc oanh sát ra ngoài mặc thanh thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt cái kia diệp bất lạc bưng bít lấy vết thương mình trong mắt tràn đầy vô tận sát cơ mặc thanh ngươi cho ta trở lấy lan bằng ngươi còn không xứng cùng ta nói chuyện mặc thanh giận dữ mặc ra lúc nào đến phiên ngươi cái này tiểu bối tới làm chủ cút cho ta đúng lúc này một cái diệp gia lão giả xuất hiện, giận dữ rung trời, lòng người rung động. Ta mặc ra cũng không tới phiên ngươi diệp gia người làm càn. Lúc này mặc lão tam thân ảnh mà thôi xuất hiện ở nơi đây. Diệp gia lão giả cười lạnh, mặc lão tam, cái này mặc ra lúc nào đến phiên ngươi làm chủ, nhưng mặc diệp tại ra đi, ngươi còn không xứng cùng ta nói chuyện. Hỗn trướng, diệp lão chó, đến tột cùng là ai cho ngươi diệp gia gan to như vậy? Mặc lão tam giận dữ, mặc ra thật sự cho rằng bản thân vẫn là năm đó mặc ra sao? Hiện tại, thiên kiếm thành lấy ta diệp ra vi tôn. Cái kia diệp ra trưởng bối càng thực cường thế vô cùng nói ra. Hừ, coi như ta mặc ra xuống dốc, cũng không tới phiên ngươi diệp ra dương oai, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lăn, nếu không, chết. Đúng lúc này, mặc khuynh chỉ thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, trong tay hắn dẫn theo một thanh khoa trương cử kiếm. Cử khuyết, diệp ra người trên mặt, lóe qua một tia sợ hãi. Mặc ra thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Diệp ra lão giả lạnh lùng nói ra muốn ta mặc ra thần phục ngươi diệp ra đơn giản người xin nói mộng mặt khác ta mặc ra không chào đón các ngươi diệp lão chó mang theo ngươi người lăn mặc diệp tại cùng mặc tình xuất hiện bất quá mặc diệp tại lại là cường thế vô cùng mặc tộc trưởng chẳng lẽ ngươi thật không để ý gia tộc nguy cơ không để ý nữ nhi tính mệnh cũng phải cùng ta diệp ra đối kháng đến cùng sao phải biết hóa cốt chi độc giải dược hiện tại có thể ngay tại ta diệp ra bên trong tình tiểu thư còn có cuối cùng 7 ngày thời gian nếu là tại khó giải muốn mà nói chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển dược vương hẳn là cũng thúc thủ vô sách a diệp gia lão giả tự tin nói ra lan lập tức cút cho ta nữ nhi của ta độc không cần các ngươi lo lắng mặc diệp tại trong lòng giận dữ nếu không phải hiện tại diệp gia cường thế hắn hận không thể đem những người này một trường chụp chết tốt mặc tộc trưởng hy vọng ba ngày sau đó ngươi còn có dạng này lực lượng thiếu ra đi đế triều hoàng thành tham gia thiên tài đại tái giao lưu hội đại khái ba ngày sau đó liền sẽ trở về hy vọng các ngươi mặc gia đến lúc đó cũng có thể như thế có cốt khí diệp gia lão giả cả giận nói người đây là đang uy hiếp ta sao ta cũng không có nói như vậy đây là thiếu gia nguyên thoại ba ngày sau hắn biết tự mình đến cầu hôn đúng rồi tam thiếu gia còn nói đây là các ngươi cơ hội cuối cùng nếu không ta diệp gia không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được muốn đồ vật mặc tộc trường người suy nghĩ thật kỹ một cái đi vật này các ngươi không giao cho ta nhà thiếu gia sớm muộn cũng sẽ bởi vì hắn mà gây nên mặc gia huyết án đến lúc đó máu chảy thành sông, thi chất thành sơn, cũng đừng trách ta Diệp ra không nhắc nhở các ngươi. Diệp ra lão giả quay người rời đi, nhưng là hắn cuối cùng mà nói, lại làm cho toàn bộ mặc ra người khắp khuôn mặt là hắc mai. Diệp ra người, phách lối rời đi, toàn bộ mặc ra lại là run rẩy kinh hãi. Tộc trưởng, Diệp ra người khinh người quá đáng, muốn dùng cái này đến uy hiếp chúng ta, đơn giản người xin nói mộng. Đoàn người phận uống, tộc trưởng, tuyệt không thể đem đồ vật giao cho bọn hắn, thanh kiếm kia chính là ta mặc ra đời đời kiếp kiếp thủ hộ đồ vật, làm sao có thể giao cho Diệp ra. Trong lúc nhất thời, khơi dậy ngàn cơn sóng, đủ rồi, Diệp ra tại thời điểm các ngươi sao không nói. Mặc Diệp tại hừ lạnh một tiếng, đối mặt ra một số người, mặc Diệp tại căn bản không có ôm lấy nửa điểm hy vọng. Mà mặc tình, mở đi rời đi hiện trường, Diệp ra người đến, nhưng toàn bộ mặc ra tràn đầy âm u, bọn họ thời gian chỉ còn ba ngày. Trường 983, mặc tình tâm sự, mặc ra, Mặc phủ đình viện bên trong, một đạo xinh đẹp thân ảnh, ảm đạm rời đi. Tỷ, thật xin lỗi, đều là ta vô dụng, nếu là ta đầy đủ cường đại mà nói, liền sẽ không mặc cho Diệp ra không gì không làm bậy. Thanh niên tại mặc tình sau lưng, một mặt phiền muộn nói ra. Mặc thanh, cái này không liên quan gì đến ngươi, có lẽ đây chính là ta mệnh. Mặc tình yêu sầu nói ra, ba ngày, lưu cho nàng thời gian chỉ còn lại ba ngày, thời gian này thoáng qua một cái, nàng nhất định phải đứng trước bản thân lựa chọn. Nếu là mặc tình phản kháng mà nói, liên lụy sẽ là toàn bộ gia tộc liền trước mắt mà nói gia tộc chia làm hai phái một loại là vô luận như thế nào cũng không chuẩn bị thỏa hiệp một loại khác thì là đáp ứng diệp gia yêu cầu nếu không mặc gia sẽ bị diệt tộc vô luận là loại nào đối với mặc diệt tại đám người nói đều là không cách nào tùy tiện hạ quyết định một loại mặc tình là bản thân con gái ruột hắn không thể chôn vùi nữ nhi hạnh phúc đồng thời hắn cũng là mặc gia gia chủ cho nên từ vừa mới bắt đầu mặc diệt tại liền đã lâm vào lưỡng nan quyết định trừ phi còn có một loại khả năng mặc ra có thể ở nơi này cuối cùng ba ngày bên trong tìm tới cường đại ngoại viện hoặc là gia tộc bên trong có người có thể đột phá thành thánh. Hơn nữa, số lượng nhất định phải tại hai cái thánh giả trở lên, nếu không căn bản khó có thể cùng Diệp ra chống lại. Hỗn chướng, nếu không phải đồng ý đại ca không còn nữa, lúc nào đến phiên Diệp phàm càn dỡ, liền hắn cái này hỗn đản, cũng muốn cưới tình tỷ làm thê, đơn giản người si nói mộng. Mặc Thanh trong lòng phẫn nộ, hiển nhiên đối trong miệng Diệp phàm tràn đầy vẻ phẫn hận, nhưng hắn nắm chặt nắm đấm cùng run rẩy thân thể lại cho thấy, chuyện này mặc thanh căn bản không thể làm gì. Tiểu rõ ràng, đừng nói nữa, nếu như lần này đại biểu đế triều tham gia cương vực đại tái là nàng mặc ra tiếng người, như vậy hết thảy đều sẽ khác biệt, nhưng toàn bộ thế giới chưa bao giờ có nếu như. Đáng giận, nếu như có thể giải độc mà nói, chúng ta cũng không cần bị quản chế đối người. Mặc thanh trong lòng bi thương, hắn lời nói càng làm cho mặc tình thần sắc ảm đạm. Hai người một đường không nói gì, thiếu ra, người không phải nói mặc ra là thiên kiếm thành mạnh nhất nha, cái này Diệp ra làm sao nhường các ngươi sầu mi khổ kiểm. Đúng lúc này, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, hấp dẫn hai người chú ý. Quay đầu lại đến, vừa vặn nhìn thấy vong tâm tấm kia sạch sẽ mặt. Người không nói lời nào không ai đem người coi thành người câm. Mạc Thanh thật muốn đem vong tâm vặn ra sức đánh dừng lại, nhưng nghĩ nghĩ được rồi, bởi vì như vậy cũng không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là, trước đó bọn họ liền đem ta xem như câm A. Vong tâm một mặt hồn nhiên nói ra, ngươi, Mạc Thanh chỉ chỉ vong tâm, kém chút liền không nhìn được động thủ, có thể nhìn tiểu tử kia ánh mắt, giận không đánh một chỗ đến, luôn cảm giác tiểu tử này liền là thượng tiên phái tới chuyên môn châm đối bản thân. Thiếu ra, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? À? Vong tâm tiếp tục truy vấn, người cầm miệng cho ta, hiện tại bắt đầu không cho phép người nói chuyện. Mặc thanh phiền não trong lòng. Ba ngày sau cái này phảng phất trở thành mặc ra trên dưới kỳ hạn chót, mặc thanh căn bản không có tâm tình cùng vong tâm lúc này cãi nhau. Tốt, tiểu đệ, vong tâm, ta nghĩ một người an tĩnh một hồi. Mặc tình cũng không quay đầu, một mình một người rời đi. Mặc thanh vẻ mặt buồn thiêu, cũng ly khai, thậm chí không có để ý tới vong tâm. Thanh u đình viện bên trong, mặc tình nhìn qua trong ao con cá đở ra, giờ khắc này nàng cảm giác mình giống như là cầm bị nhốt trong nước cá, cho dù có thể thoải mái bốn phía du tẩu, có thể cuối cùng vẫn là bị trói buộc ở trong thủy trì. Con cá mặc dù mỹ lệ, lại vĩnh viễn không thể bay lượn trên chín tầng trời. Tình tỷ, sau lưng một đạo thanh âm, nhưng mặc tình tâm thần đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, có lẽ là quá mức chuyên chú, dĩ nhiên không có phát hiện có người ở chính mình sau lưng. Phong tâm, sao ngươi lại tới đây? Mạc tình hỏi, ta nhìn thấy tình tỷ không vui, cho nên ta cũng không vui. Phong tâm nói ra, ta không có không vui đây. Mạc tình miễn cưỡng cười một tiếng, che giấu trong lòng yếu đuối bi thương, có thể vong tâm từ nàng ánh mắt bên trong, cảm nhận được chỉ có vô tận bi thương. Mạc tình không nói lời nào, chỉ là lặng lặng ngốc ở chỗ này. Tình tỷ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ba ngày sau lại sẽ phát sinh cái gì. Phong tâm hiếu kỳ, vì cái gì Diệp ra người nói ba ngày sau đó, mặc ra người toàn bộ đều toát ra khẩn trương thậm chí là tuyệt vọng biểu lộ. Mặc tình nghe xong, một trận khí huyết dâng lên, trong miệng dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phong tâm nhìn thấy, đúng là hoàng hồn. Hắn tiến lên một bước, đỡ mặc tình, đây là hai người lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, dương mắt liền có thể nhìn thấy hai bên dung nhan, mặc tình rất đẹp, nhưng là tấm kia không có huyết sắc mặt, lại cho người thương yêu. Mặc tình cũng không nghĩ đến, phong tâm sẽ như vậy lớn gan, đây là ngoại trừ phụ thân và mặc thanh bên ngoài, lần thứ nhất cùng một cái nam tử như thế tiếp xúc thân mật, hơn nữa hắn hay là mặc ra người hầu. Nhưng không thể phủ nhận là, hắn xuất chúng, coi như là mặc một bộ thô vải quần áo, cũng rất khó cho người tin tưởng, vong tâm là một tên người hầu. Vong tâm để tay đến mặc tình mạch đập chỗ, mặc tình tỉ, tâm tư ngươi nhảy rất nhanh. Mặc tình hơi đỏ mặt, không có đây, có, ta cảm thấy, vong tâm đường đường chính chính nói ra, mặc tình mặt càng đỏ hơn, tiểu tử này liền là quá trực bạch, cái gì đều nói ra, không có chút nào cố kỵ. Mặc tình tỉ, mặc ra đến cùng phát sinh sự tình gì. Phong tâm đem mặt xích lại gần tới, thiếu nữ mùi thơm sông vào mũi, phong tâm trong lúc nhất thời đúng là có chút say mê. Ai, cùng ngươi nói, lại có thể cải biến cái gì đâu. Mặc tình thở dài một tiếng, phong tâm áp quá gần, cảm thụ được nam tử cực nóng khí tức, trong lúc nhất thời đầu thấp hơn. Ta chỉ là cảm thấy, có lẽ tình tỷ nói ra sẽ tốt hơn. Phong tâm ý nghĩ, luôn luôn như vậy hồn nhiên, mặc tình cười cười, lại là như vậy đắng chát, ba ngày sau, ngươi rời đi chúng ta mặc ra a à. Tình tỷ ngươi đuổi ta đi, phong tâm có chút kinh hoàng, đúng rồi, ta liền là đuổi ngươi đi, ba ngày sau, nếu ta không thỏa hiệp mà nói, mặc ra liền sẽ gặp diệp ra chèn ép, cái này có lẽ là hai đại gia tộc ở giữa bỏ ra sinh mệnh chiến đấu, nhưng là ta mặc ra chỉ có một vị thánh giả, mà diệp ra năm gần đây, xuất hiện hai cái, tăng thêm diệp phàm trở thành cương vực đại tái tuyển thủ, diệp ra có thể nói như mặt trời ban trưa, ngươi nếu không đi, ba ngày sau, đáng sợ không có cơ hội. Gia tộc chi tranh, một khi bộc phát, kia chính là không chết không thôi cục diệt, diệt tộc là thường có sự tình. Không có người nào nguyện ý cho mình lưu lại hậu hoạn, cho dù là gia tộc nô bộc, đều muốn chém tận giết tuyệt. Tình tỷ cứu sống hấp hối ta, ai cũng không cho phép tổn thương tình tỷ. Vong tâm nghĩa chính ngôn từ, thần sắc nghiêm túc, có thể bọn họ muốn ta chết đây. Vong tâm nghe vậy sững sờ, lại cười, vậy ta liền chết ở tình tỷ phía trước, có ta ở đây, ta sẽ không cho người khi dễ ngươi đồ đần mặc tình cười cười tình tỷ người cười cùng trước đó khác biệt đây là phát ra từ nội tâm ý cười ta cười người rất vui vẻ nha mặc tình nhìn về phía vong tâm đương nhiên tình tỷ cười lên thời điểm rất đẹp vong tâm một mặt trịnh trọng gật gật đầu khừ người cái này ra hỏa mất trí nhớ cũng miệng lưới chân chu, người khẳng định không phải cái gì đồ tốt mặc tình xoay quá mức không để ý tới vong tâm vong tâm gấp không có a à tình tỷ coi như ta không phải người tốt ta cũng chỉ đối tình tỉ một người nói những lời này đi tiểu thí hài ít nói những thứ vô dụng này vong tâm ba ngày sau ngươi thật muốn lưu lại nha mặc tình nhìn xem vong tâm đương nhiên có ta ở đây ai cũng không cho phép tổn thương tình tỉ thanh niên nhếch miệng cười một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định vong tâm ngươi nhìn đó là cái gì mặc tình chỉ hồ nước vong tâm tiến lên một bước lại đột nhiên cảm thấy cái ót bị ráng đòn nặng nề lập tức vong tâm liền ngã ở trên mặt đất ngã xuống nháy mắt hắn trong miệng còn kêu lên tình tỉ hai chữ. Đồ ngốc, sao có thể để ngươi liên lụy đến tự dưng tranh đấu đây, đã có quá nhiều người vì ta hy sinh tính mệnh, ta làm sao có thể ích kỷ như vậy. Mặc tình nhìn xem nằm xuống vong tâm, tựa hồ muốn đem thanh niên gương mặt ấn ở chính mình trong lòng. Hai ngày sau một cái sáng sớm, một đường sóc này, trong xe ngựa một cái thanh niên tỉnh lại. Khi hắn nhìn về phía bốn phía những cái kia lạ lẫm gương mặt lúc, trong mắt tràn đầy ngây người. Nơi này là địa phương nào? Trong xe ngựa, có rất nhiều người, bọn họ ăn mặc cùng bản thân một dạng quần áo, phong tâm trong lòng hiện ra không ổn, không biết vì cái gì, luôn cảm giác mất đi cái gì trọng yếu đồ vật. Trung quanh những cái này lạ lẫm đoàn người nhìn về phía vong tâm, không có một người trả lời hắn lời nói. Vong tâm đại náo lên, dừng xe, dừng xe, trách móc cái gì trách móc, một tiếng tiếng quát mắng chuyển đến, lâm tuyền xuất hiện ở vong tâm trước mắt. Lâm Tổng Quản, chúng ta đây là muốn đi địa phương nào? Chúng ta hiện tại đi thiên hương thành, mặc ra phân ra. Lâm Tuyền đối vong tâm có lòng ghen tị, không nghĩ tới tên này thế mà cũng có thể đang chạy trốn trong danh sách, giống hắn người như vậy hẳn là lưu ở tông gia chịu chết mới đúng. Sao lại muốn đi phân ra? Vong tâm trong lòng dự cảm càng trở nên không ổn, Diệp gia liền muốn đánh đến đây, nếu là tông gia không thể hóa giải tràng nguy cơ này mà nói, mặc gia liền xong rồi, mà chúng ta cũng đem bốn phía chạy trốn. Suốt cục có người mở miệng nói chuyện, "Hỗn đản, ta muốn trở về, để cho ta trở về." Vong tâm kích động nói ra, ngớ ngẩn chúng ta hiện tại cứ ly thiên kiếm thành đã có hơn một ngàn cây số, ở trên xe ngựa cũng đã đi qua hai ngày, coi như trở về lại có thể làm cái gì, người một cái không có tu vi phế vật, liền pháo hôi cũng không tính. Lâm Tuyền châm chọc nói, các ngươi đều là mặc ra người hầu A, à, mặc ra không có xảy ra việc gì thời điểm, đối các ngươi hẳn là không sai A, à, cho dù đại nạn lâm đầu, lại hay là cố kỵ các ngươi an nguy, nhưng các ngươi nhưng ở mặc ra cần có nhất thời điểm lựa chọn rời đi, ta mặc dù mới vừa vào mặc ra, nhưng là minh bạch tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo xem như nam nhân ta xem thường các ngươi phong tâm không để ý đoàn người khuyên can nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa phong tử tên điên cao tốc tiến lên xe ngựa chạy như bay phong tâm mới vừa rơi xuống đất chính là lăn mấy chục vòng rất nhanh trên xe ngựa lại cũng nhìn không thấy hắn thân ảnh thế nhưng là phong tâm mà nói nhưng ở bọn họ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng đáng giận tình thì vì cái gì vì cái gì xe ngựa cũng đã đi về phía trước hai ngày lấy vong tâm tốc độ, coi như trở lại trở về cũng cái gì cũng làm không được, thế nhưng là hắn sao có thể xem thường từ bỏ. Nàng và mặc tình đã hẹn, nhất định sẽ bảo hộ hắn, vong tâm trong lòng, cứ như vậy kiên định không rời chạy như điên. Mà ở hắn quay trở lại đồng thời, hôm nay chính là cái kia vận mệnh ngày thứ ba. mươi 984, Diệp Phàm điên cuồng, mặc phủ, một ngày này, mọi thứ mặc phủ người, toàn diện đều yên lặng tại quỷ dị bầu không khí bên trong. Mà mặc phủ đại điện bên trong, càng là chia làm hai phái hôm nay vô luận như thế nào đều không thể thỏa hiệp diệp ra khinh người quá đáng chẳng lẽ đế triều thật từ bỏ ta mặc ra sao từng đạo từng đạo thanh âm đàm thoại quanh quẩn lại không có người trả lời những vấn đề này tộc trưởng đại cục làm trọng a à, một khi phản kích mà nói toàn bộ mặc ra đều sẽ máu chảy thành sông những cái kia phái bảo thủ các trưởng lão hưởng thụ lấy quá lâu an nhàn sớm cũng đã không có năm đó nhiệt huyết mặc diệt tại chỉ là mắt lạnh nhìn trước mắt tất cả không nói tiếng nào trong lòng chỉ còn lại không thể lắng lại nội ý đủ rồi, ta mặc ra truyền ra mấy ngàn năm, chẳng lẽ sẽ e ngại một cái diệp ra. Mặc diệp tại một tiếng quát mắng, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Tất cả mọi người đều biết rõ, hôm nay là có thể hay không quyết định mặc ra sinh tồn mấu chốt, mỗi người trong lòng đều do bản thân tâm tư. Mà ở trong đại điện, mặc tình an tĩnh đứng ở một bên, hôm nay nàng phương pháp phá lệ mỹ lệ, đứng ở đám người bên trong, như là tiên nữ. Tỷ, người không nên lưu lại, hai ngày trước đưa cách đám người bên trong, tự nhiên cũng có mặc gia huyết mạch, mặc tình bọn họ tự nhiên cũng có thể rời đi. Vô luận ta phải chăng tại mặc gia, đối diệp gia đều sẽ không có ảnh hưởng, nhưng ta nếu đi, diệp gia người liền có thể tìm tới càng tốt lý do đối ta mặc gia xuất thủ, ta muốn lưu lại lấy bản thân phương thức giải quyết. Mặc tình nói, mặc thanh nắm chặt bản thân nắm đấm, thống hận bản thân bất lực, nếu hắn có thể càng mạnh một ít mà nói, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Tỷ, người đem cái kia ngốc tiểu tử đưa đi, mặc thanh lại nhớ tới vong tâm, tựa hồ muốn phân tán chút khẩn trương lực chú ý, nhưng bản thân nhẹ nhõm chút. Mạc Tình gật gật đầu, ngươi để ý hắn, Mạc Thanh cùng Mạc Tình là chị em ruột, hắn có thể cảm nhận được Mạc Tình đối vong tâm thái độ hoàn toàn khác biệt. Mạc Tình không có trả lời, lại giống như chấp nhận. Mạc Thanh thở dài một tiếng, đế chiều bao nhiêu thiên tài theo đuổi qua Mạc Tình, có thể ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà sẽ đối một cái ngốc tiểu tử lưu tâm, ở nơi này gia tộc thời điểm then chốt, không quên đem hắn đưa rời Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Thành mặc ra bên ngoài, một chi cuồn cuộn đội ngũ xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Diệp ra người đến, thiên kiếm thành bên trong, truyền đến đoàn người kinh hô thanh âm. Không nghĩ tới cái này sao nhanh, hai cái này kiếm đạo thế ra, một cái đúc kiếm, một cái dùng kiếm, bọn họ ở giữa đã từng thân mật khăng khít, không nghĩ đến hiện tại vậy mà sẽ lưới kiếm đối mặt. Trên đường cái, truyền đến đoàn người tiếng nghị luận mặt ngoài hài hòa, người nào biết rõ vụng trộm bọn họ ở giữa phát sinh qua cái gì, mặc ra ba ngàn năm nay một mực là thiên kiếm thành chủ nhân, có thể mặc ra xa sút Diệp gia quật khởi, Diệp Phàm càng là trở thành đế triều top 10 người, đại biểu nguyên ương đế triều xuất chiến cương vực, phần này vinh quang cũng không phải người nào đều có. Bây giờ Diệp gia như mặt trời ban trưa, Diệp Phàm cưới mặc tình, ngược lại cũng xứng. Đoàn người mở miệng nói ra, nghe nói trước mấy ngày, Diệp Phàm đi đế triều hoàng thành, ở trong hoàng thành đại phát thần uy, đem đế triều 16 quốc một chút thiên tài làm nhục một phen. Đúng rồi, ta cũng nghe nói, tựa hồ Diệp Phàm lần lượt khiêu chiến thiên phủ đế quốc những cái được gọi là thiên tài, thế nhưng là cuối cùng bọn họ đều làm rùa đen rút đầu, không có một người ứng chiến. Thiên phủ đế quốc, đó là cái gì đế quốc? Giống như mỗi 10 năm bọn họ đều tham gia, nhưng là một lần cũng không có thành công thông qua tuyển bạt A. Như thế nhỏ yếu quốc độ, lại còn có thể trở thành đế triều nước phụ thuộc A, thực sự là mất mặt, dĩ nhiên không dám ứng chiến. Đoàn người nghị luận ầm ý, đúng rồi, chúng ta đi mặc ra, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Diệp Phàm đây. Đoàn người hưng phấn hướng về mặc ra mà đi, lúc này, Diệp ra người còn chưa tới, nhưng toàn bộ mặc ra dĩ nhiên như lâm đại địch, tiểu viện bên trong, mấy ngàn mặc ra người, nghiêm ngặt đối đãi trận. Ở trong đám người, một cái thanh niên bước ra một bước, hướng về mặc phủ mà đi. Gia hỏa này thật cuồng, dám cả người vào mặc phủ. Mặc ra người nhìn thấy bóng người này thời điểm, toát ra hoảng sợ, đoạn thời gian trước nghe nói nàng đi hoàng thành 16 quốc thiên tài giao lưu hội. Đối với người này, toàn bộ mặc ra trên dưới đều có chút e ngại. Bởi vì trước đây không lâu, hắn chém giết mặc ra năm vị trưởng lão, chỉ dựa vào sức một mình, biết rõ hiện tại vẫn làm cho mặc Gia người kinh hãi run rẩy diệp phàm ánh mắt như kiếm cả người khí thế càng là cường hãn vô cùng mỗi đi một bước mặt đất đều ở lắc lư cường đại khí thức nhường mặc Gia kiến trúc chung quanh đều sinh ra vết rách mới vừa tiến vào mặc Gia, cũng đã tại mặc Gia người nội tâm tạo thành không thể chiến thắng vô địch hình tượng diệp phàm xuất hiện mặc Gia lòng người thần hung hăng rung động thanh niên đi vào đại điện bên trong trước tiên thấy được mặc tình thân ảnh chỉ là nhất niệm lắc lư người nào cũng không có phát hiện nháy mắt nàng cũng đã đi tới mặc tình trước mắt. Tình nhi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vươn tay, đặt ở mặc tình trên mặt, diệp phàm, mời ngươi tự trọng, mặc tình nội ý xô trào, vén lên tay hắn, ta cùng ta vị hôn thê thân mật, chẳng lẽ cũng có sai sao. Diệp phàm khóe miệng, mang theo tà mị tiếu dung, vô cùng khinh cuồng. Người nào là ngươi vị hôn thê, đừng muốn hổ môn loạn ngữ. Mặc tình hung dữ cả giận nói, chẳng lẽ không phải sao. Diệp phàm lạnh lùng nói ra, trong lời nói mang theo một tiêu uy hiếp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía mặc diệt tại, mặc tộc trưởng, hôm nay ta tới chính thức hướng ngài cầu hôn, còn mời mặc tộc trưởng thành toàn ta, cưới mặc tình tiểu thư làm thê. Mặc diệt tại sắc mặt âm trầm, ta nếu là không đồng ý ân. Ha ha, mặc diệt tại, ta cho ngươi mặt mũi, có thể gọi ngươi một tiếng nhạc phụ, nếu là không cho mặt mũi ngươi, ngươi ở trong mắt ta, tính được cái gì? Diệp phàm đột nhiên thần sắc biến đổi, cuồng vọng phát ngôn bừa bãi. Diệp phàm, ngươi làm càn, mặc thanh giận dữ, đột nhiên kiếm ra, bạo tẩu mà đến. Ở trước mặt ta, người cũng xứng dùng kiếm, một đời ầm vang, đáng sợ kiếm đạo ý chí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ mặc thanh toàn thân, trong nháy mắt, hắn toàn thân cảm giác run rẩy phương pháp chỉ cần động một cái, cũng sẽ bị kiếm khi xé rách một dạng. Diệp phàm, người dám động mặc thanh, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Mặc tình mà nói, kịp thời xuất hiện, Diệp phàm nhìn thấy mặc tình mỉm cười, tất nhiên là ngươi mở miệng, ta có thể tha cho hắn một mạng, bất quá ta nghĩ các ngươi mặc ra cần rõ ràng hiện tại lập trường. Diệp Phàm mà nói, dẫn động gợn sóng, phải biết nơi này thế nhưng là mặc ra, nhưng là hắn lại cuồng vọng đến không có sợ hãi. Tất cả mọi người đều minh bạch, Diệp ra hôm nay tới mục đích, không chỉ có là muốn cưới mặc tình, càng là muốn lập uy, muốn hướng tất cả mọi người biểu hiện ra Diệp ra cường đại một mặt, muốn tất cả mọi người biết rõ, từ nay về sau, hôm nay kiếm thành chủ người, là Diệp ra. Tiểu bối, người không khỏi quá ngông cuồng, nơi này thế nhưng là ta mặc ra. Đúng lúc này, một cái lão giả sử lấy quải trượng mà đến, trong tay quải trượng đập mạnh, dẫn động một trận gợn sóng, đúng là nhường Diệp Phàm kiếm ý không còn sót lại chút gì. Mực lão thái thượng a, không nghĩ đến đem ngài kinh động đến, ta Diệp Phàm hôm nay tới mục đích cũng đã rất rõ ràng, nhường mặc tình trở thành thê tử của ta, ta có thể vì đó nàng giải trừ hóa cốt chi độc, đồng thời giao ra ta muốn đồ vật, các người biết rõ, cương vực đại tái sắp bắt đầu, nếu là có như thế đồ vật mà nói, đại tái ta có thể vào top 10. Diệp Phàm thật cuồng cho dù là đối mặt thánh giả mặc ra thái thượng, trong mắt hắn vẫn không có mảy may e ngại. Liền bằng ngươi một câu, liền muốn ta mặc ra giao ra thời đại thủ hộ đồ vật, ngươi cho rằng ngươi cũng đã cường đại đến có thể không coi ai ra gì trình độ nha. Mực thái thượng lạnh lùng nói ra, sát ý tràn ngập hai mắt. Mực thái thượng, ta thế nhưng là vì ngươi gia tộc suy nghĩ, các ngươi thời đại thủ hộ đồ vật, cùng với đem hắn thả ở cái kia tối tăm không mặt trời kiếm mộ bên trong, làm sao không như đem hắn giao cho ta, đem hắn phát triển làm dạng dỡ, nhưng mặc ra kiếm vang vọng toàn bộ cương vực đây. Diệp Phàm hai mắt cực nóng nói ra, ta thế nhưng là biết rõ, các người mặc ra huyết mạch tựa hồ không thể để cho vật kia thần phục đây, có lẽ nó đang là ở chờ đợi bản thiếu ra cũng nói không chừng đây. Diệp Phàm lần thứ hai lạnh lùng chế diễu nói, tất cả mặc ra người sắc mặt biến đổi lớn, phẫn nộ vô cùng. Mặc diệt tại hư lạnh một đời, coi như ta mặc ra người không cách nào lấy được tán thành, nhưng ta tin tưởng có thể lấy được mặc kiếm tán thành cũng sẽ không là ngươi diệp phàm nghe vậy toát ra xâm nhiên lãnh ý mặc tộc trưởng người đây là không có ý định giao ra tới sao Hừ, coi như hủy nó ta cũng sẽ không giao cho người cái này lang tâm cẩu phế đồ vật diệp ra cùng mặc gia giao hảo diệp phàm càng là từ nhỏ ra vào diệp ra nhưng chẳng ai ngờ rằng bọn họ chân thành đối đãi diệp phàm lại là một cái vong ân phụ nghĩa đồ vật mặc gia thậm chí đem mực công kiếm pháp giao cho hắn mà hắn lại dùng mặc gia tuyệt kỹ chém giết mặc gia người mà mặc ra rất tuyệt thế thiên tài Mạc Duấn cùng Diệp Phàm cùng nhau tiến nhập một cái thượng cổ di tích bên trong, nhưng Mạc Duấn cũng không còn trở về, cái kia sau đó, Diệp Phàm trở về tựa như thay đổi một người một dạng, thực lực càng là tăng nhanh như gió, cuối cùng qua năm quan chém sáu tướng, dĩ nhiên như kỳ tích tiến nhập đế chiều top 10, đồng dạng, Diệp Phàm thân lão tổ cũng đột phá thành thánh, nhất cử lấn át Mạc ra, trở thành thiên kiếm thành thực lực cường đại nhất gia tộc. Từ cái kia sau đó, bọn họ liền lộ ra dã tâm răng nanh, tại lần trước tranh đấu, diệp phàm tự tay giết dậy bảo hắn mặc ra kiếm kỹ mặc phân cũng là mặc ra một vị thiên tôn trưởng lão mà diệp phàm biết được mặc ra có một chuôi tuyệt thế thần kiếm phong tồn tại kiếm mộ sau đó liền bắt đầu chiếm đoạt mặc ra kế hoạch mặc tình chúng độc càng là bản thân hắn kiệt tác cho nên mặc ra người thống hận diệp phàm hận không thể ăn thịt hắn uống máu hắn đem hắn chém thành muôn mảnh hiện tại diệp phàm xuất hiện càng là nhắc lên bọn họ trong lòng thống hận mặc diệp tại diệp ra xưa đâu bằng nay có thể lại cũng không phải lúc trước diệp phàm quát lạnh một tiếng sát ý nồng đậm a à, lúc trước phụ thuộc ta mặc da chó cũng rốt cục sẽ cắn ngược lại chủ nhân mặc diệp tại thanh âm đàm thoại vừa rơi xuống diệp da phẫn nộ diệp phàm càng là cuồng bạo kiếm đạo ý chí bao phủ toàn bộ mặc da mặc lão đầu đây chính là người bước ta ta cho ngươi mười hơi thời gian căn cứ ngươi trả lời sẽ quyết định ngươi mặc da vận mệnh thoại âm rơi xuống chỉ là trong nháy mắt diệp da người đem mặc da bao quanh vây quanh ở cùng một chỗ mà ở trên bầu trời Diệp ra mạnh nhất hai người càng là lăng không xuất hiện, hai cái thánh giả khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ở mặc phủ, nhưng toàn bộ mặc ra người trên mặt, viết đầy tuyệt vọng. chương 985, mặc ra đường cùng. Trên bầu trời, Diệp ra mạnh nhất hai người xuất hiện, thánh giả khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở mặc phủ, mặc ra người trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Tin đồn Diệp ra thái thượng đột phá thành thánh, quả nhiên là thật. Lúc này mặc ra thực sự là vô kế khả thi, mặc ra chỉ có một cái thánh giả A. À. Mặc phủ bên ngoài đoàn người không cách nào tiến vào mặc ra, có thể là nhìn đến diệp ra người xuất hiện liền minh bạch hôm nay mặc phủ tai kiếp khó thoát, mặc dù bọn họ ở giữa tranh đấu, đoàn người sớm có nghe thấy, cho dù diệp ra cách làm hèn hạ, lại không có người dám nhiều lời cái gì. Bây giờ, diệp ra dốc toàn bộ lực lượng, cũng đã biểu lộ nhất định phải được quyết tâm. Mặc diệp tại càng là sắc mặt tái nhợt, diệp ra thật xuất thủ, chẳng lẽ bọn họ cũng đã cuồng vọng đến tình trạng này sao? Diệp Thiêm Long, người thật muốn cùng ta mặc ra vạch mặt ta nghĩ thiên kiếm thành thậm chí đế triều gia tộc sẽ không cho phép người diệp ra như thế tùy ý làm bậy đem. Mặc diệt tại còn có cuối cùng át chủ bài, mấy ngàn năm qua mặc ra đối bất kỳ một cái nào gia tộc đều có ân huệ, bọn họ càng là chú kiếm thế gia, vì không ít danh môn vọng tộc đúc kiếm, ở toàn bộ đế triều đều hưởng có danh dự. Mà hiện tại, diệp ra dám như thế cuồng vọng đối mặc ra xuất thủ, mặc diệt tại trong lòng tự nhiên phẫn nộ. Mặc ra cũng đã trở thành quá khứ thức, nếu là huy hoàng thời kỳ mặc ra, có lẽ các ngươi được nhiều người ủng hộ, ta diệp gia lại còn có thể cùng các người đối kháng nhưng hiện tại ta diệp gia xuất hiện ở nơi này người cho rằng còn có người dám trợ giúp mặc gia sao diệp thiêm long là diệp gia lão tổ hắn thanh âm đàm thoại ám trầm lại cho mặc gia lòng người bên trong tạo thành to lớn cảm giác đè nén mặc gia đã đến như thế cấp độ sao bọn họ hẳn là căm hận gia tộc khác phong ân phụ nghĩa không cái kia cũng không có tác dụng gì bọn họ chỉ là hận lúc trước làm sao mắt bị mù trợ giúp những người kia bây giờ mặc gia tứ cố vô thân đối với rất nhiều người tới nói diệp ra như mặt trời ban trưa nếu lúc này chen chân hai cái gia tộc ở giữa chiến đấu cuối cùng diệp ra nếu là chiến thắng mà nói bọn họ chẳng phải là phải tao ngộ họa diệt tộc người đều là từ tư mặc gia huy hoàng cũng đã trở thành quá khứ thức mặc diệp tại quên đi thôi các người bảo vệ chỉ là mặc gia đã từng vinh quang mà thôi liền mặc kiếm đều không cách nào kế thừa mặc gia đệ tử làm sao có thể đến triều lưu của thời đại diệp ra quật khởi đã là tất nhiên con ta cưới mặc tình đây cũng là cho các ngươi cơ hội đừng quên diệp phàm cùng mặc tình vốn là có hôn ước diệp gia tộc dài lạnh lùng mở miệng liền giống như tuyên bố mặc gia tử vong ta sẽ không gả cho nàng ta đã có người ưa thích linh hoạt kỳ ảo thanh âm chuyển đến mặc tình thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ mặc gia đoàn người ánh mắt biến đổi ngay cả mặc gia người nhìn về phía mặc tình ánh mắt đều tràn đầy hiếu kỳ bao nhiêu thiên tài theo đuổi qua mặc tình cho tới bây giờ không có ưa thích bất cứ người nào bởi vì diệp phàm duyên cớ về sau cơ hồ không có người nào dám công nhiên truy cầu mặc tình, bây giờ, mặc tình trong miệng dĩ nhiên nói ra nàng đã có người ưa thích. Cái này khiến cao cao tại thượng Diệp Phàm làm sao có thể tiếp nhận. Diệp Phàm đè nén giết người xúc động, đi tới mặc tình trước mắt, người nói người có người ưa thích. Hắn là ai, phẫn nộ, tràn ngập tại Diệp Phàm hai mắt, mặc tình cười, người vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Hốn trướng, Diệp Phàm giận dữ, kiếm đạo ý chí băng phát, ta Diệp Phàm coi như lại hỗn đản, nhưng đối với người tình cảm lại không có nửa điểm hư giả, Ta vì không cho hai đại gia tộc máu chảy thành sông, thật vất vả thuyết phục gia tộc để cho ta cưới ngươi liền có thể hóa giải tất cả nguy cơ, mà ngươi nói cho ta, ngươi có người ưa thích, chẳng lẽ hiện bây giờ ta còn không xứng với ngươi mặc tình sao?" Phẫn nộ quát mắng tiếng quanh quẩn ở toàn bộ Mặc phủ, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Diệp Phàm giờ phút này nộ khí. Cười nhạo, "Ngươi Diệp gia lang tử dã tâm, ta lúc trước mắt bị mù mới có thể để ngươi tiến vào ta Mặc ra, bây giờ ngươi Diệp gia muốn tiêu diệt ta Mặc ra, ta chẳng lẽ hẳn là đối với ngươi mang ơn a?" À, diệp Phàm Ngươi sớm đã không phải là lúc trước ta biết người kia không phải ngươi không xứng với ta là ta mặc tình không xứng với ngươi mặc tình lạnh lùng chế diễu nói mặc tình người không nên ép ta người biết rõ ta là thực tình yêu ngươi từ nhỏ đến lớn ta đều yêu ngươi ta có thể vì ngươi làm tất cả diệp phàm rất tức giận hai mắt xích hồng có thể vì ta làm tất cả cười nhạo như vậy hiện tại diệp phàm nguyên ương đế triều xếp hạng đệ bát thiên tài ngươi có thể hay không vì chứng minh ngươi thích vì ta đi chết đây mạc tình năm đó vạch trần cái kia gian ác khuôn mặt mạc tình ngươi diệp phàm thân thể run lên đừng đem bản thân tự tư nói như thế vĩ đại mạc tình mà nói phương pháp ma chú một dạng quanh quẩn ở diệp phàm trong lòng làm không được a à, liền chết cũng không chịu vì ta bỏ ra còn nói cái gì thích đừng tại giả mù sa mưa mạc tình lạnh lùng chế diễu nói hắn là ai ngươi ưa thích cái kia nam nhân nói cho ta ngươi nói ta làm không được vậy hắn lại có thể vì ngươi làm đến trình độ gì đây đứng đi ra, thân làm một cái nam nhân, có bản sự đứng đi ra. Diệp Phàm rời đi chủ đề giống giận nhìn về phía bốn phía. Không có người trả lời, thậm chí người bên ngoài đều lui về phía sau một cái, sợ cái này Diệp Phàm phát cuồng. Người ưa thích nam nhân, chẳng lẽ là một tên hèn nhát a, à, đối mặt dũng khí đều không có. Mặc tình, nhưng hắn đi ra, ta muốn xem hắn đến tột cùng là nơi nào thiên tài, có thể lấy được người yêu ái. Diệp Phàm giận dữ, mặc tình cười, hắn không có tu vi, hắn chỉ là một cái người bình thường, nhưng ta liền là ưa thích hắn không có tu vi người bình thường nếu là thiên tài diệp phàm có lẽ sẽ tiếp nhận có thể mặc tình lại nói hắn là một cái người bình thường hắn diệp phàm để chiều xếp hạng đệ bát thiên tài dĩ nhiên không có nhục một cái người bình thường không ngươi nói láo ngươi là cố ý ngươi làm tức giận ta cố ý nói như vậy diệp phàm không tin không tiếp nhận ta cần dùng một người tức giận ngươi sao diệp phàm ta đời này vĩnh viễn không thể thích ngươi người cái này đã từ tư lại dơ bẩn hỗn đản ngươi chỉ là muốn lấy được ta mặc ra thần kiếm mà thôi, ngươi chỉ là vì danh tiếng dương cương vực thôi, đừng đem bản thân tự tư nói như thế vĩ đại. Mặc tình, ngươi có thể nghi vấn ta tất cả, lại không thể hoài nghi chúng ta tình cảm, ta đối với ngươi là chân tâm chân ý, ta hiện tại cũng là ở trong người. cho ngươi, cho ngươi gia tộc cơ hội, ngươi chỉ cần gả cho ta, chẳng những có thể giải độc, còn có thể hóa giải hai nhà chúng ta ân oán. ngươi biết rõ, nếu là các ngươi cự tuyệt mà nói, sẽ có hậu quả gì. Diệp phàm mặt mũi dữ tợn nói ra, cả người giống như điên cuồng một dạng chớ nói nữa, ta nghe lấy ác tâm, mặc tình cắt ngang hắn lời nói, trận trận buồn nôn. Người mặc gia thật muốn tuyệt hậu sao, Diệp Phàm rốt cuộc mất kiên trì, vô luận như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải lấy được mặc kiếm, 16 quốc thiên tài giao lưu hội bên trên, hắn Diệp Phàm mặc dù đem thiên phủ đế quốc người nguyên một đám vỗ nhục, nhưng đó là yếu nhất quốc độ, hắn gặp được cái khác quốc gia thiên tài, bọn họ đều rất mạnh. Tuyệt sẽ không so bản thân yếu, nhưng bản thân có thể lấy được mặc kiếm mà nói, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả đối thủ cho nên hắn càng thêm muốn lấy được mặc gia thanh kiếm kia thanh kia thượng cổ phong tồn mặc gia thần kiếm diệp phàm người không phải muốn lấy được ta lấy được thanh kiếm kia a ta cho ngươi một cái cơ hội người nếu có thể đánh bại ta ta có thể gả cho ngươi thậm chí dẫn ngươi đi kiếm mộ đúng lúc này mạc tình thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn trường người bên tai vô luận là mặc gia hay là diệp gia thậm chí là vây xem người đều bởi vì mạc tình mà nói mà toát ra kinh hãi gương mặt Mặc tình muốn khiêu chiến diệp phàm cái này sao có thể trước không nói mặc tình thực lực, coi như nàng có thể cùng Diệp Phàm một trận chiến, có thể phát hiện ở trong nàng hóa cốt chi độc, căn bản không thể sử dụng lực lượng, một khi sử dụng, độc nhập cốt tủy, thiên thần hạ phàm cũng hết cách xoay chuyển. Mặc tình, người tại sao có thể là ta đối thủ, hơn nữa người còn trúng độc. Diệp Phàm ánh mắt biến ôn nhu, có thể đối với mặc tình tới nói, hắn quan tâm đều làm cho người buồn nôn, làm sao, đường đường đế triều đệ bát thiên tài cũng sẽ sợ hãi sao. Người biết rõ ta không phải ý tứ kia, ta không muốn người thụ thương diệp phàm mở miệng nói người sợ a à, diệp phàm cũng đúng từ nhỏ đến lớn người có thể cho tới bây giờ không có thắng nổi ta mặc tình ánh mắt cao cao tại thượng cái này phảng phất nhường diệp phàm nhớ tới khi còn bé tất cả mặc ra người luôn luôn như thế cao cao tại thượng nhìn xem hắn tất cả mọi người đều xem thường hắn trong nháy mắt một cỗ kiềm chế cũng đã lửa giận tùy tâm sôi trào ngươi thật muốn cùng ta một trận chiến không hối hận ngươi một cái nam nhân làm sao dài dòng như vậy người thắng, ta có thể dẫn người đi kiếm mộ, cũng để người cưới ta. Mặc tình lạnh lùng nói ra, đây chính là người nói. Mặc tình, không muốn, mặc ra người vội vàng ngăn cản, mặc tình tại sao có thể là diệp phàm đối thủ. Những cái kia người chống lại giận tím mặt, muốn ngăn cản. Thế nhưng là mặc tình, cũng đã rút ra kiếm trong tay, đó là một chuôi lục sắc kiếm, chính là mặc huynh chỉ tạo thành. Người động thủ đi, diệp phàm cuồng ngạo nói ra, cũng không phải hắn xem thường mặc tình. Mà là hiện tại hắn cũng đã xưa đâu bằng nay, Mạc duẫn đều chết ở trong tay hắn, huống chi Mạc tình. Kiếm ra, đòi mạng mà đến, nhưng là những cái này kiếm lại tạo thành vây quanh. Vô dụng, Diệp Phàm chấn động, chung quanh kiếm ý vỡ nát, mà lúc này, Mạc tình đã xuất hiện ở Diệp Phàm trước mắt. Một khắc kia, nữ tử khóe miệng chảy ra một tia kiên quyết, Diệp Phàm người thật sự cho rằng, ta sẽ cùng người chiến đấu sao. Mạc công tuyệt kỹ, kiếm vẫn thiên địa biến sắc, nổi sóng gió. Hôn thiên ám điện lực lượng trong nháy mắt bao phủ ở Mạc tình trên người. Kiếm vẫn. Mặc tình muốn cùng Diệp Phàm đồng quy vô tận, đây là lấy bản thân sinh mệnh làm đại giá kiếm kỹ. Không muốn, mặc ra người bạo uống, Diệp ra người trong nháy mắt cũng toát ra vẻ kinh hoàng nếu là Diệp Phàm chết rồi, Diệp ra quật khởi hy vọng liền không có. Trong nháy mắt, toàn bộ Diệp ra người đều run rẩy kinh hãi, mà mặc ra thì là cực kỳ bi ai không thôi, người nào cũng không có nghĩ đến, một đời thiên tri kiêu nữ, dĩ nhiên lấy tính mệnh làm đại giới phát động kiếm vẫn. Phong, nhưng mà, ngay tại thiên địa u ám không sáng, một đạo vỡ nát kiếm mang bao phủ thiên địa nháy mắt diệp phàm thể nội bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng một đạo mạnh hơn kiếm vẫn lực lượng tại kiếm vẫn bộc phát trước đó dĩ nhiên đem mặc tình lực lượng gắt gao phong tỏa ở đoàn người trước mắt diệp phàm ánh mắt lạnh lùng trong mắt chỉ có lạnh lẽo cô quạnh cùng đắc ý mặc tình người còn coi là ta là năm đó diệp phàm a người biết rõ không phải ta đối thủ lại muốn cùng ta một trận chiến cho nên ta đã sớm đoán được người ý tưởng người muốn sử dụng kiếm vẫn cho nên sớm ở người công kích thời điểm ta liền làm xong vạn toàn chuẩn bị, chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại, ngươi làm tất cả đều là phí công, cam chịu số phận đi. Diệp Phàm ngăn chờ kiếm vẫn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một loại mặc ra người. Tất cả mọi người trên mặt, hiện ra, là khó có thể phản kháng tuyệt vọng. chương 986, mặc ra kiếm mộ, mặc ra người ánh mắt ngưng tụ ở giữa không chung, tất cả mọi người sắc mặt đều càng ngày càng trắng bệch. Diệp Phàm đế chiều xếp thứ 8 người, mặc tình đem hết toàn lực kiếm vẫn, lại bị hắn trước một bước biết được thất bại. Cái này đối mặt ra người tới nói, là tuyệt vọng. Diệp phàm, thả mặc tình, mặc diệt tại quát mắng tiếng quanh quẩn giữa thiên địa. Diệp phàm ở trên cao nhìn xuống, giờ phút này mặc tình liền ở trong tay hắn, bởi vì vận dụng linh lực, cho nên mặc tình độc trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, độc thâm nhập cốt tủy, nếu là tiếp tục bỏ mặc mặc kệ mà nói, đại la thiên tiên cũng hết cách xoay chuyển. Diệp phàm mỉm cười, liền giống như mở mày mở mặt một dạng, mặc tộc trưởng muốn ta thả người, muốn mặc ra người sống sót, quyền lựa chọn không phải một mực ở ngươi trên tay nha. Mặc diệt tại nghe vậy trên mặt lộ ra hàn quang, mặc ra trên dưới người cũng tập trung vào mặc diệt tại trên người, giờ phút này chỉ cần mặc diệt tại cúi đầu, thừa nhận Diệp ra nói tới tất cả, song phương đều có thể dừng tay, không có bất luận kẻ nào sẽ chết. Có thể một khi đáp ứng Diệp phàm, mặc ra mới là vạn kiếp bất phục. Điểm này, mặc diệt tại rõ ràng, nhưng lại không phải tất cả mặc ra người đều minh bạch. Đại ca, muốn nhìn thấy mặc gia máu chảy thành sông, thì chất thành sơn ngài mới cam tâm sao? Mạc Lão Tam nhất thời kích động nói ra, Lão Tam, ngươi, Mạc Huynh Trì cũng không nghĩ đến, ở vào thời điểm này, Mạc Gia Tam đương ra vậy mà sẽ nói ra dạng này mấy câu nói. Mạc Diệp tại lạnh lùng quay đầu lại, hắn trên thực tế đã sớm biết rõ Mạc Lão Tam tâm tư, nhưng hiện tại hắn cũng đã không có cách nào đi trách cứ người nào, hắn là Mạc Gia tộc trưởng, cũng là Mạc tình phụ thân. Tộc trưởng, không thể a, à, Mạc Kiếm chính là ta Mạc Gia suốt đời tâm huyết thủ hộ kết tinh, nếu là rơi vào Diệp ra tay. Mặc ra thế hệ này sẽ là thiên cổ tội nhân, nếu là chúng ta đáp ứng Diệp Gia, từ nay về sau Mạc Gia liền lại cũng khó có thể huy hoàng, Diệp Gia sẽ đem ta Mạc Gia triệt để chiếm đoạt. Lại có một số người kích động nói ra, bọn họ căn bản không quan tâm mặc tình tử hỏa, bọn họ muốn bảo hộ chính là Mạc Gia truyền ra, nhưng là bọn họ lại không có cái này năng lực. Mạc Diệp tại tâm, trầm trọng, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Mạc Lão Thái Thượng, thế nhưng là hiện tại cái này duy nhất thánh giả ở Diệp Gia hai đại thánh giả một mực đối phía dưới, sớm mồ hôi đã chạy ướt lưng. mặc lão thái thượng rõ ràng, chỉ cần hắn hơi không cẩn thận, hai đại thánh giả liền sẽ đồng thời đối bản thân phát động công kích, khi đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi bản thân chết rồi, cái kia Diệp gia đem càng không cố kỵ đối mặc ra xuất thủ, Diệp gia quá ác, đối mặt ra từ trong xương cốt tràn đầy cừu hận, có thể nghĩ một khi bọn họ đạt thành bản thân muốn mục đích mà nói, mặc ra sẽ có cái gì hạ tràng, diệt tộc đều không quá đáng. Có thể hiện tại, bọn họ đâm lao phải theo lao, vô luận là cái dạng gì lựa chọn, đối mặt ra tới nói đều là kết quả xấu nhất. Mặc thúc, đây là ta cuối cùng một lần gọi ngài, tình nhi độc cũng đã thâm nhập cốt tủy, ngài lại do dự mà nói, nàng liền phải chết. Diệp phàm động dung nói, mặc diệt tại tâm thần hung hăng run lên, người đến tột cùng muốn cái gì? Mang ta đi mặc ra kiếm mộ, nếu ta vô duyên lấy được mặc kiếm, vậy ta cũng nhận, ta sẽ vì tình tỷ giải độc, đồng thời không còn khó xử mặc ra. Diệp phàm mở miệng nói ra, gặp mặc diệt tại còn có chút do dự, người hẳn là biết rõ, cho dù không có ta diệp gia xuất hiện. Tiếp xuống còn có vô số gia tộc sẽ đặt chân ngươi mặc gia để ngươi mở ra kiếm mộ là ta diệp ra đè xuống tất cả gia tộc nhưng nếu như ta diệp phàm cũng không chiếm được mặc gia mà nói toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ đến tranh đoạt cái này từng tại đế triều tàn sát 100 vạn hồn kiếm đến lúc đó mặc gia còn có thể tiếp tục tồn tại sao mặc gia nắm giữ trọng bảo thế nhân đều biết cho dù không có diệp phàm cũng sẽ có lâm phàm lý phàm xuất hiện đây là không thể không nói sự thật không thể a à, tộc trưởng diệp gia lang tử dã tâm bọn họ mà nói sao có thể tin tưởng mặc ra bên trong truyền đến tiếng phản đối, đều câm miệng cho ta, hiện tại có nguy hiểm tính mạng là ta nữ nhi, các ngươi luôn mồm không thể, có thể các ngươi lại làm cái gì, ta mặc ra tao mộ kiếp nạn này, còn không phải các ngươi tranh quyền đoạt lợi tạo thành. Mặc diệt tại phẫn nộ quát mắng nói, đoàn người không nói gì, nếu không phải năm đó mặc ra nội đấu, tổn thất mấy tên bán thánh cường giả, lại làm sao sẽ lưu lạc đến bước này. Mặc diệt tại ngẩng đầu, diệp phàm, ta có thể dẫn người đi kiếm mộ, nhưng là người nhất định phải cam đoan ta mặc ra người sau đó an toàn, nếu không, ta mặc ra không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngươi Diệp ra bỏ ra thảm trọng đau đớn. Mặc Diệp tại thần sắc tuyệt không phải nói đùa, kiếm vẫn là mặc ra liều chết mất kỹ, mặc tình sẽ, mặc ra người đều biết. Nếu là toàn bộ liều chết đến cùng mà nói, Diệp ra cho dù có hai tên thánh giả lại như thế nào, đối mặt sắp chết bộc phát mặc ra người, chỉ sợ bọn họ cũng phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Phụ thân, không muốn, mặc tình suy yếu nói ra, nhìn thấy nữ nhi của mình thống khổ vạn phần, mặc diệp tại ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú diệp phàm đương nhiên bởi vì sau đó ta diệp mặc hai nhà liền thân như một nhà diệp phàm đáp ứng lão nhị mặc diệp tại ánh mắt nhìn hướng về phía mặc khuynh trì mặc khuynh trì ánh mắt phức tạp lại hay là một tiếng thở dài quay người hướng về mặc ra kiếm mộ phương hướng mà đi kiếm mộ ngay ở chú kiếm chi địa sở dĩ nơi này là mặc gia trọng địa chính là bởi vì nơi này là kiếm mộ vị trí mà mặc khuynh trì thì phụ trách kiếm mộ trông coi cho nên hàng năm ở tai nơi này bên trong Diệp Phàm thậm chí Diệp ra người tâm tình đều vô cùng thoải mái. Bao nhiêu năm, bọn họ bám vào mặt ra sau lưng giống như một đầu thấp kém đáng thương chó, có thể bây giờ, bọn họ rốt cuộc quang minh chính đại tiến nhập mặt ra, đồng thời rốt cuộc có thể lấy được mặt ra thời đại thủ hộ đồ vật. Mặc kiếm, ở trên đế triều lịch sử, đó cũng là từng có nồng hậu dày đặc sắc thái vũ khí, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bị mặc ra vĩnh hằng phong tồn tại mặc ra kiếm mộ trọng địa. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể lấy được cái này được ghi vào lịch sử thần kiếm, Diệp Phàm trong lòng liền tạo nên gợn sóng, có thanh này vũ khí, hắn Diệp Phàm tất nhiên có thể ở cương vực đại tái bên trên đại phóng quang thải, một khi hắn có thể tiến vào vực, nếu là có thể lấy được cái nào đó đại thế lực hoặc là một vị nào đó đại nhân vật coi trọng, như vậy hắn Diệp Phàm liền có cơ hội ly khai cái này đế chiều, trở thành cương vực một phần tử. Chỉ có tiếp xúc đến cương vực tầng cao nhất, hắn mới có cơ hội xông ra một phiến thiên địa. Mà Diệp gia, tự nhiên đem hy vọng ký thác vào Diệp Phàm trên người, tin chắc hắn có thể cho Diệp ra mang đến mấy ngàn năm qua chưa từng có qua huy hoàng. Chú kiếm chi địa, mặc Khuynh chỉ lấy mặt ra huyết mạch ngưng tụ ở phương trận bên trong, nhỏ máu nháy mắt, phương trận nở rộ quang mang, một đầu thông hướng dưới mặt đất uốn lượn thông đạo xuất hiện ở đoàn người trong mắt. Mặc gia kiếm mộ, đây là mỗi một thế hệ đều sẽ đi đến địa phương, bởi vì cái này không những là mặc gia phong tồn mặc kiếm địa phương, càng là Mạc gia ngày xưa đã từng rèn đúc ra huy hoàng di tích. Mỗi một thời đại mặc gia thanh niên đều có cơ hội đi kế thừa Mạc kiếm nhưng từ khi đời trước người sử dụng yếu đuối sau đó, cũng không còn một người có thể kế thừa cái này khiến đã từng khuấy động phong vân kiếm. Ngoại nhân đã từng dò ngó qua mặc kiếm, có thể bởi vì đế triều hoàng thất cùng mặc ra quan hệ, không có người dám quang minh chính đại cướp đoạt, thẳng đến Diệp Phàm làm ra một hệ liệt thủ đoạn. Hắn vì lấy được mặc ra, hạ độc, sát hại mặc duẫn, thừa dịp mặc ra nội bộ tranh đoạt, nhưng mặc ra suy yếu, càng thêm cho người tuyệt vọng là Diệp Phàm chiếm được nơi nào đó di tích truyền gia thực lực nhất cử đột phá, dĩ nhiên trở thành đế triều xếp thứ 8 thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất. Bởi vì đã từng cùng mặc ra mặc tình hôn ước, nhưng Diệp Phàm có vô cùng tốt xuất thủ lý do. Uốn lượn dưới mặt đất, Diệp, mực hai người nhà đều tùy theo tiến vào, không có người nói chuyện, hiện trường vô cùng ngưng trọng. Đây là Diệp ra người lần thứ nhất đến, mặc ra thái thượng, Diệp ra hai đại thánh giả đều theo sát phía sau. Thông đạo kéo dài đến lòng đất 5.000 mét, từ trước đó tiểu đạo dần dần tạo thành một cái to lớn hang đá, hang đá bên trong tràng cảnh, nhường Diệp ra người sợ ngây người. Không nghĩ đến, mặc ra dưới mặt đất dĩ nhiên còn có như thế ảo diệu. Diệp ra người không ai không phải là kinh ngạc, theo lấy càng ngày xâm nhập, một bên bày ra vật phẩm cũng đưa tới bọn họ chú ý, cái này không những chỉ là mặc ra kiếm mộ, càng là mặc ra tất cả nội tình tồn tại địa phương. Nơi này tồn phóng không ít võ khí thậm chí đan dược, kỳ chân dị bảo, nhìn Diệp ra người trợn mắt há hốc mồm. Cho dù mặc ra thật diệt phong, chỉ sợ nơi này cất giữ đồ vật cũng có thể nhường mặc ra đông sơn tái khởi A diệp ra người trong lòng cảm giác khó chịu bọn họ cũng là tồn tại mấy ngàn năm gia tộc nhưng là cùng mặc ra những cái này chân chính có nội tình gia tộc so ra vẫn không đáng giá nhắc tới nhưng là nuốt mất mặc ra ý nghĩ nhưng ở bọn họ trong lòng càng thêm kịch liệt tiếp xuống chúng ta liền muốn đến kiếm mộ vị trí địa phương cảnh cáo ta trước tiên nói tại dẫn đầu kiếm mộ niên đại xa xưa nếu là phát sinh chiến đấu tất nhiên đổ sập các ngươi nếu là muốn đồng quy vô tận không ngại các ngươi xuất thủ mặc diệt tại cũng không nói dối kiếm mộ tồn tại đã lâu mặc dù kiên cố kiên cố, nhưng nơi này cũng chỉ là xem như kiếm mộ mà dùng, nơi này có ba tên đại thánh, mặc diệt tại cùng rõ ràng diệp ra người khi nhìn đến kiếm mộ bên trong vật phẩm sau đó, tất nhiên sẽ đỏ mắt, cho nên không thể không nhắc nhở. Hừ, mặc diệt tại, người không cần thăm dò chúng ta, chúng ta mục đích chỉ là mặc kiếm. Diệp gia tộc dài hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cảm thấy mặc diệt tại xem nhẹ bọn họ. Mặt khác, mặc kiếm cái này trăm ngàn năm qua liền mặc ra huyết mạch đều không cách nào tán thành, cho nên diệp phàm, người nếu là thất bại cũng đừng oán trời trách đất mặc diệt tại lại liếc mắt nhìn đem mặc tình mang theo bên người diệp phàm diệp phàm cười lạnh điểm này không nhọc mặc tộc trưởng quan tâm có thể hay không lấy được loại này sự tình cần nhờ cơ duyên người mặc ra người không được không có nghĩa là ta không được diệp phàm đối bản thân tương đối tự tin tương đối lúc trước trong di tích hắn chiếm được mặc duẫn đều không có đạt được truyền thừa đây cũng là hắn tu vi thực lực tăng nhanh như gió nguyên nhân hừ những lời này nhường mặc ra thế hệ thanh niên rất tức giận mọi người trong lòng đều mong đợi diệp phàm xấu mặt thời điểm đến kiếm mộ mặc khuynh trì thanh âm đàm thoại truyền đến thời điểm diệp ra người ánh mắt nháy mắt biến cực nóng mà ở bọn hắn trước mắt một mảnh cực nóng hồng sắc quang mang ánh vào tầm mắt bên trong đoàn người hướng về cái kia to lớn động quật đi tới liếc nhìn lại nhìn thấy lại là nhường bọn họ khó có thể quên một màn kiếm mộ hàng ngàn hàng vạn lợi kiếm rải rác ở bốn phía mũi kiếm xuống đất phát ra cổ lão trầm trọng khí tức hơn nữa chung quanh dĩ nhiên còn có dung nham lưu động khó trách nơi này sẽ như thế cực nóng. Nhưng chân chính hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt lại là, cái kia đứng vững tại dung nham bên trong một thanh dài 30 mét, rộng 3 mét khoa trương cự kiếm. Thân kiếm phủ đầy đen như mực dơ bẩn, mặc cho cuồn cuộn dung nham không ngừng bắn tóe thân kiếm. chương 987, mở ra mặc kiếm phương pháp. Đây mới là mặc ra chân chính nội tình, những cái này kiếm đều không phải phàm phẩm, hơn nữa chung quanh còn có vô số dương lớn. Diệp ra người ánh mắt càng ngày càng tham lam, những cái kia cái dương bên trong, tất nhiên phong tồn lấy mặc ra chân tàng đồ vật, cho dù là hai cái diệp ra lão tổ trong mắt đều là hưng phấn. Bọn họ tự nhiên có thể cảm ứng được, trong dương đồ vật. Bên ngoài đồ vật đã để bọn họ giật mình, cái này kiếm mộ bên trong vật phẩm, chỉ sợ mới đều là chân chính bảo vật. Nếu là có thể đem những cái này toàn bộ biến thành diệp ra đồ vật, cái kia diệp ra nên cường đại đến mức nào a? À? Không hổ là lúc đầu truyền thừa gia tộc, diệp ra ý thức được cùng mặc ra tranh lệch, nhưng phát hiện ở trong mắt bọn hắn lại chỉ còn lại vẻ cuồng nhiệt, bởi vì lập tức những cái này cái gì cũng sẽ thành Diệp ra. Hiện tại động thủ A, à, Diệp lão quỷ, Diệp ra một người khác hỏi, cũng đã kìm nén không được muốn xuất thủ. Không, tạm thời không cần, mặc kiếm còn không có tìm tới, lại nói ta tra xét nơi này địa hình, sợ là chịu không được dày vò, hơn nữa mặc lão quái rất có thể cùng chúng ta liều mạng, nguyên kế hoạch tiến hành, một khi lấy được chúng ta muốn đổ vật, nhanh nhất thời cơ trước hết giết mặc lão quái. Hôm nay, tiến nhập kiếm mộ mặc ra người, một cái cũng tuyệt không thể sống sót ra ngoài nơi này tất cả đều sẽ thành vĩnh hằng bí mật. Mặc diệt tại, người tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao, nhiều như vậy kiếm, cái nào một đem mới là chân chính mặc kiếm. Diệp gia tộc dài nhìn xem trước mắt một màn, cũng vì đó rung động, bất quá được lão tổ chỉ thị sau đó, hắn không có lập tức bão nổi, ngược lại đem ánh mắt chuyển tới mặc diệt tại trên người. Những cái này đều là thật, mặc diệt tại nhìn xem cái kia hơn vạn lợi kiếm mở miệng nói ra, thần sắc nhưng lại mở đi, cũng có khả năng, toàn bộ đều là giả. Hỗn trướng, Mặc diệt tại, người đến tột cùng ý tứ gì, có tin ta hay không hiện tại liền giết sạch ngươi mặc ra tất cả người trẻ tuổi. Diệp gia tộc dài gầm thét đến, cũng ở không có nói dối, ngàn năm trước mặc kiếm bị phong ấn sau đó, mặc ra hậu đại người nào cũng không có gặp qua mặc kiếm, bao quát ta cũng là như thế, nhưng mỗi một lần lễ thành nhân lúc, chúng ta đều sẽ an bài mặc ra hậu đại tiến vào kiếm mộ, hy vọng có thể tỉnh lại mặc ra cường đại nhất mặc kiếm, nhưng không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Mực thái thượng đi lên, thần sắc lạnh lùng nói ra. Điểm này, Diệp lão cho người bản thân hẳn là rõ ràng, thời gian sẽ không gạt người. Mực thái thượng ánh mắt nhìn hướng về phía Diệp lão tổ. Diệp lão tổ ánh mắt phức tạp, hắn cũng hơn ngàn tuổi, tự nhiên cũng biết rõ mặc gia lịch sử, từng đời từng đời này truyền ra xuống tới, hắn vẫn muốn siêu việt mặc gia, cho nên đối mặc gia nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay, hắn đã từng cũng đã được nghe nói mặc gia kiếm mộ tin đồn, không nghĩ đến mặc gia đúng như mặc gia nói tới như thế, liền bọn họ bản thân gia tộc đều không biết. Ta một mực tưởng rằng mặc gia truyền ngôn. Diệp lão tổ hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn rốt cục biết rõ năm đó nàng không có lừa gạt bản thân. Diệp lão tổ trong lòng tràn đầy hối hận, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, tương đối đã qua cực kỳ lâu, hắn sớm cũng đã không có năm đó tình cảm. Cho dù là nước mắt đều sẽ không tại lưu lại một giọt. Nhìn bộ dáng, Diệp lão tổ đã từng cũng cùng mặc ra người phát sinh qua cái gì, hơn nữa còn là một cái nữ tử. Mặc ra có tổ huấn, người có duyên có được. Diệp phàm, người đi thử xem a, à, mặc ra không có nói dối. Nơi này mỗi một thanh kiếm đều có khả năng là mặc kiếm, nhưng cũng có khả năng, một thanh cũng không phải. Diệp lão tổ nói ra, tình nhi, người cùng ta cùng một chỗ. Diệp phàm thả người nhảy lên tiến nhập kiếm mộ bên trong, kinh khủng cực nóng dung nham bắn vé mà đến, nhưng đối diệp phàm lại không có nửa điểm ảnh hưởng, mà mặc tình bị mang xuống kiếm mộ sau đó. Diệp phàm liền đưa nàng đặt ở một bên, chỉ cần trên đài cao, diệp ra hai đại thánh giả tại, mặc ra liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt kiếm, đầy dãy ngọc đẹp, nhiều không kể xiết, mỗi một thanh chế tác tinh lương, nhìn thành thần khí. Nhưng là, đoàn người cảm giác không thấy kiếm phẩm cấp, chỉ có thể thông qua mắt thường đến phân biệt. Mặc ra là chú kiếm thế gia, nhưng ngàn năm qua lại không có người có thể kế thừa mặc kiếm, diệp ra, chính là mặc ra một cái kiếm môn đệ tử phụ thuộc gia tộc, truyền thừa đến nay, từ xưa dùng kiếm, đối kiếm cũng cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này, toàn trường người đều lâm vào khẩn trương bên trong, mặc ra nhân sinh sợ diệp phàm chiếm được mặc kiếm, mà diệp ra người, lại tám kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía diệp phàm. Thanh này sao? Diệp Phàm xuất ra một thanh đen kịt kiếm, thân kiếm ba thước thanh phong, sắc bén vô cùng, thế nhưng là hắn đại lực thử một lần, kiếm nháy mắt phá toái. Mặc ra thần kinh, bị Diệp Phàm nhất cử nhất động thiêu động. Đáng giận, không phải. Diệp Phàm có chút tức giận, hắn thật vất vả đi tới mặc ra kiếm mộ, chẳng lẽ còn tìm không thấy một thanh kiếm sao? Một thanh lại một thanh, gãy mất, rách ra, vỡ vụn, lại không có một thanh là mặc kiếm. Các người đều đi thử xem. Diệp lão tổ nhìn thấy, nhìn về phía bản thân gia tộc người trẻ tuổi đồng thời lại nói ra mặc ra người cũng hỗ trợ đi tìm kiếm cầm lấy tìm chỉ cần đem những cái này kiếm toàn bộ bẻ gãy tổng sẽ có một thanh là thật diệp lão tổ phương pháp cho người trước mắt sáng lên diệp lão quỷ những cái này đều là ta tiền bối lưu lại chân quý nhất đồ vật những cái này đồ vật đều có lấy bọn họ hồi ức cùng quá đỗi mà hiện tại diệp ra lại muốn đem hắn toàn bộ hủy diệt các ngươi còn có lựa chọn a à, nếu là tìm không thấy mặc kiếm mặc ra vẫn như cũng muốn chết Diệp ra người giận dữ hết, mặc ra người trên mặt, viết đầy âm u. Mạc Thanh cũng đi tới kiếm mộ bên trong, bất quá hắn trước tiên đi tới mặc tình bên người, mặc tình tình huống rất không ổn, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Khanh, ngay tại Mạc Thanh ngẩng đầu thời điểm, một chuôi lợi kiếm mà đến, Mạc Thanh không chút do dự nắm lên một bên kiếm đối chạm. Xuất thủ người, chính là Diệp Vân. Diệp Vân, ngươi làm cái gì? Mạc Thanh giận dữ, Diệp Vân cười lạnh nói, bất quá là thử kiếm thôi, cái này khiến quả nhiên cũng không phải, Hai thanh kiếm đều có khác biệt trình độ nứt ra, nhưng mặc thanh minh bạch, nếu vừa mới bản thân không có đỡ được mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, Diệp Vân vừa mới xuất thủ, là muốn giết bản thân. Không phải, cái này khiến cũng không phải, không phải cái này khiến. Diệp Phàm Điên Cuồng tìm kiếm lấy mặc kiếm, cầm lấy hủy diệt, mặc ra đệ tử cùng Diệp ra người cũng đang tìm. Trực tiếp nhất biện pháp liền là đối kiếm, mặc kiếm chính là tuyệt thế hảo kiếm, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Tìm được, đám người bên trong, Diệp Brin dùng kiếm trong tay đúng rồi 6 lần kiếm, cái khác kiếm lại đều bị phá hủy, trọng yếu nhất là thanh kiếm này cũng là như mực một nửa đen kịt. Hắn một tiếng này hét lớn, nhưng toàn trường người ánh mắt đều khẩn trương lên, đặc biệt là mặc ra người, càng là trợn to hai mắt, mặc ra cũng không tìm tới kiếm, Diệp ra làm sao có thể. Đúng lúc này, thiên không bay tới một kiếm, kinh khủng kiếm quang vừa ra, Diệp Brin vội vàng ngự kiếm ngăn cản, nhưng một giây sau cái kia trong tay thiết kiếm, giống như vỡ nát. Làm sao sẽ, Diệp Rin sắc mặt tái nhợt, không phải, còn không phải. Diệp Phàm cả giận nói, toàn thân tràn ngập nội ý. Diệp Phàm bản thân cũng không biết đến tột cùng hủy bao nhiêu kiếm, nhưng kiếm mộ bên trong vẫn có hơn vạn thanh kiếm đứng sừng sững ở bọn họ trước mắt, dần dần, Diệp Phàm mất kiên trì. Mà bên cạnh hắn, vừa vặn thêm ra một cái mặc da người. Một chớp mắt kia, hắn cơ hồ không chút do dự bóp một cái ở mặc da đệ tử cổ, mặc diệt tại, đủ rồi, ta cũng đã chịu đủ rồi, đem chân chính mặc kiếm giao ra đến, nếu không ta giết sạch ngươi mặc ra tất cả mọi người. Diệp Phàm vì một ngày này, đã đợi rất lâu, tất cả mọi thứ đều là vì có thể lấy được thanh kia thiên hạ vô song kiếm, chỉ cần có nó, Diệp Phàm mới có tư cách cùng đế chiều những cái kia chân chính thiên tài tranh phong, mới có tư cách trở thành cương vực đại tái hắc mã tuyển thủ. Ta nói qua, mặc kiếm ngay ở chỗ này, cũng có khả năng không ở nơi này. Mặc diệt tại ba phải hai có thể nói nói, nhưng một giây sau, một đạo xé rách cùng kêu thảm vang lên, một cái mặc ra đệ tử lại bị Diệp Phàm xé xác. Diệp Phàm, người giết con ta, ta liều mạng với ngươi. Một cái trưởng lão giận dữ lấy chạy vội ra ngoài, có thể còn không có đợi đến hắn tiến vào kiếm mộ, Diệp ra người liền cướp đi hắn sinh mệnh. Diệp ra, các ngươi muốn làm cái gì, ta cũng đã mang các ngươi tiến vào kiếm mộ, các ngươi lại còn muốn giết ta mặc ra người. Mặc diệt tại nổi giận, điên cuồng giống giận, đem chân chính mặc kiếm giao ra đến, nếu không ta giết sạch ngươi mặc ra tất cả mọi người. Diệp phàm tiến lên một bước, lại là một cái mặc ra đệ tử chết ở trong tay hắn. Không, không muốn mặc ra thế hệ trước liều mạng cái kia quát lên những cái này có thể đều là bọn họ thân cốt nhục diệp phàm ta liều mạng với ngươi mặc thanh niên cuồng hướng về diệp phàm mà đi chung quanh kiếm toàn bộ theo lấy hắn thần niệm mà động vạn kiếm tề phát siếp na phương hoa bằng ngươi còn không xứng kiếm đạo ý chí bộc phát diệp phàm kiếm trong tay cũng bất phàm một đạo lưỡi kiếm phá không xé rách tất cả lợi kiếm thẳng bức mặc thanh mà đi mặc thanh trúng kiếm trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi nhìn thấy mặc diệp tại giận dữ có thể diệp gia tộc dài cũng sớm có chuẩn bị mặc diệp tại xuất thủ nháy mắt liên hợp hai tên thiên tôn cảnh giới cuồng chiến mặc diệp tại mặc huynh trì cũng phẫn nộ xuất thủ song phương thức khác phát triển trở thành chém giết hỗn chiến mà kiếm mộ phía dưới diệp phàm giờ phút này phẫn nộ vô cùng trong lòng chỉ có sát ý những nơi đi qua mặc ra đệ tử chết không toàn thây phụ thân cứu ta mặc tiểu vân cùng mặc trì cũng ở trong đó làm bọn họ nhìn thấy diệp phàm ánh mắt nháy mắt cơ hồ sợ vỡ mật hô to vang lên Mạc lão tam kinh hãi diệp phàm không muốn đây chính là bản thân một đôi nhi nữ mặc lão tam sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết 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 diệp phàm chỉ muốn muốn mặc kiếm mặc gia nhân sinh mệnh hắn căn bản không quan tâm huống hồ mặc tiểu vân mặc trì từ nhỏ đã khi dễ hắn diệp phàm làm sao có thể buông tha bọn họ không muốn diệp phàm thả bọn họ ta cho người biết lấy được mặc kiếm biện pháp đúng lúc này mặc lão tam thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ kiếm mộ bên trong diệp phàm phẫn nộ tức khắc tiêu tán, mặc kiếm biện pháp. Lão Tam, người cái này hỗn đản, người điên rồi hay sao? Mặc diệt tại gian nan chống đỡ lấy, nghe được câu này thời điểm, trong mắt hắn tràn đầy bi thương. Ta là điên rồi, mặc diệt tại, người muốn toàn bộ mặc ra đều cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng, ta làm không được, diệp phàm, người coi như bẻ gãy nơi này tất cả kiếm, cũng không có một thanh là, người thả ta nhi nữ, ta có thể nói cho người mở ra mặc kiếm biện pháp. Mặc lão tam đầy giấy giữ tợn nói ra, người cái này phản đồ, ta muốn giết ngươi một tên mặc ra người điên cuồng liều chết sung phong lên, nhưng lại bị Diệp ra thánh giả giết chết. Nói, Diệp ra chỉ có cái này băng lãnh thanh âm, chương 988, mặc kiếm truyền thừa. Nói, lạnh buốt lời nói, lộ ra tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở mặc lão tam trên người. Mặc lão tam lại không phải đồ đần, ta nói có thể, nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hỗn trướng, lão tam, người thể nội chảy xuôi thực sự là mặc ra máu người sao. Mặc diệt tại toàn thân nhúm máu, lại còn ở chiến đấu thế nhưng là mặc lão tam thanh âm đàm thoại lại làm cho hắn tràn ngập phẫn nộ bi thương thậm chí là tuyệt vọng đại ca ta không muốn chết chỉ cần ngươi nói đi ra ta diệp ra có thể tha mạng cho ngươi diệp lão tổ nói ra ta muốn các ngươi thề thả ta ba người yên ổn rời đi mặc lão tam ngươi không có bản điều kiện tư cách ngươi nếu không muốn người nhi nữ chết mà nói hiện tại liền nói ra diệp phàm chán ghét uy hiếp hắn nhẫn nại đã đến cực hạn mặc lão tam động thủ các người vĩnh viễn cũng đừng muốn biết. ta tin tưởng, mặc ra bên trong rất nhiều người vui lòng nói cho ta mở ra phương pháp. các người ai có thể nói ra, ta liền tha cho hắn bất tử. diệp phàm tâm cơ càng sâu, hắn một câu nói kia, nhưng mặc lão tam trên mặt viết đầy tuyệt vọng. toàn bộ mặc ra phương pháp từ bỏ chống cự, toàn trường lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. người nào trước tiên nói mà kiếm mở ra biện pháp, ta liền tha cho hắn nhất mạch tính mệnh. diệp phàm dứt lời quét qua tất cả mọi người lên tiếng lần nữa, ta kiên nhẫn thế nhưng là rất có hạn nói xong, một kiếm này phá vỡ mặc tiểu vân quần áo, lộ ra mảng lớn tuyết bạch, nhưng hiện tại không người thưởng thức, bởi vì toàn bộ mặc gia người đều ở trong sợ hãi run rẩy. phụ thân, ta không muốn chết ga. À. mặc gia người trẻ tuổi nhóm dĩ nhiên phát ra kêu thảm, toát ra nước mắt. vô dụng phế vật, các ngươi còn có hay không thân làm mặc gia xương người tức giận. Mặc Thanh người ít nói nhảm, ngày thường ngươi cao cao tại thượng bộ dáng ta đã sớm nhìn không quen, người muốn chết chúng ta không nghĩ bồi ngươi ở tử vong trước mặt nhân tính ghê tởm lộ rõ bọn họ vì sống sót cái gì đều nguyện ý ta biết rõ một cái mặc da đức cao vọng trọng lão giả mở miệng mực thiên người điên rồi mặc lão thái thượng trong lòng rung động thật lâu không thôi lão thái thượng thật xin lỗi thế nhưng là ta mạch này người ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chết ga mặc phân người quá hèn hạ ta cũng biết rõ mở ra mặc kiếm biện pháp nhất định phải dùng mặc da máu tươi mới có thể để cho mặc kiếm thức tỉnh lúc này đám người bên trong có người kích động quát to hỗn trướng mặc diệt tại mặc khuynh trì đều không nhịn được hét lớn lên mau nói đây là có chuyện gì diệp phàm càng ngày càng kích động quả nhiên còn có biện pháp diệp ra các người rõ ràng trước đáp ứng ta đáng giận cùng lắm thì người nào cũng đừng nghĩ sống mặc da huyết mạch chỉ là mở ra điều kiện một trong nơi này kiếm không có kiếm hồn nhưng chỉ cần có thể lấy mặc da huyết mạch làm dẫn nhưng kiếm hồn thức tỉnh mặc kiếm liền có thể xuất thế nói cách khác nơi này bất luận cái gì một thanh kiếm đều không phải mặc kiếm nhưng bất luận cái gì một thanh kiếm đều có khả năng thành mặc kiếm, chỉ là cái này trăm ngàn năm qua, ta mặc ra huyết mạch bên trong, không có một người có thể thành công, Diệp Phàm, người muốn mặc kiếm thức tỉnh, không có người sống máu tươi, là không thể nào, người giết ta mặc ra tất cả mọi người, người vĩnh viễn cũng không chiếm được người muốn đổ vật. Mặc lão tam gào thét, quanh quẩn ở toàn bộ kiếm mộ bên trong. Nhất định phải là mặc ra sống sót máu tươi, mặc lão tam không quên bổ sung nói, rất tốt, mặc tam thúc, người thức thời, ta quyết định không giết ngươi, nhưng là, sống sót máu tươi, muốn dùng ở địa phương nào đây? Diệp Phàm trong mắt tràn đầy xâm nhiên đối xử lạnh nhạt. Nhìn thấy người sau lưng cửa kiếm không, những năm qua lễ thành nhân bên trên, ta mặc ra đều sẽ nhỏ máu lên, nếu có thể nhường cái này khiến cửa kiếm sinh ra cộng minh, mặc kiếm liền có thể sinh ra. Chỉ là như vậy đơn giản sao? Diệp Phàm nói ra, là, đây là ta mặc ra tổ truyền khẩu dụ, tuyệt sẽ không là giả. Lão Tam, người đây là đang đem mặc ra đẩy hướng thâm uyên, người chẳng lẽ còn không biết không, Diệp ra căn bản không có dự định buông tha ta mặc ra, ngươi làm sao có thể như thế hồ đồ. Mặc diệp tại đau lòng nhức óc, ha ha, lão đại, ngươi không cần phải giả bộ đâu, diệp ra cũng đã đáp ứng sẽ không giết chúng ta, ta sẽ không bồi ngươi chết. Mặc lão tam có chút điên cuồng, mà mặc diệp tại trên mặt, chỉ còn lại bi thương. Mặc khuynh trì, càng là tức giận phun ra một ngụm máu, ngày xưa huy hoàng mặc ra, dĩ nhiên biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Ngươi cái này nghịch tử, ta muốn giết ngươi, mặc lão thái thượng giận tín mặt, tâm thần run lên, cuồng sát mà đến. Thế nhưng là mặc lão thái thượng nhất thời sơ sẩy, lúc này, diệp ra hai đại lão tổ vô cùng ăn ý liên thủ, đồng thời đánh về phía mặc lão thái thượng, lão thái thượng một ngụm máu tươi đổ sập, hai người càng là không lưu tình chút nào, ở tất cả mọi người mặt đem lão thái thượng xé rách. Trong lúc nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ kiếm mộ. Mặc lão thái thượng cái chết, ở tất cả mọi người trong lòng lưu lại thật sâu rung động. Lão thái thượng, mặc diệt tại tâm đang nhỏ máu, đường đường mặc ra dĩ nhiên rơi xuống như thế cấp độ, mặc ra diệt phong cũng đã trở thành không thể không nói sự thật. Xong, triệt để xong, mặc lão thái thượng là bọn họ duy nhất trụ cột, bây giờ hắn chết, nhưng toàn bộ mặc ra cục diện triệt để đổ sập, lần này, bọn họ tất cả mọi người trong lòng chân chính cảm nhận được cái gì là giống như chết tuyệt vọng. Mặc ra người nghe, các người nếu là không muốn chết mà nói, liền dựa theo ta nói làm, đem các người huyết đều ở trên cửa kiếm. Diệp phàm hét lớn, chúng ta đã sớm thử qua, chúng ta huyết căn bản vô dụng. Có lẽ là các người huyết không đủ đây, nếu là mặc ra toàn bộ máu người nói không chừng liền có thể đây, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không, chết. Diệp Phàm trong lòng kích động vô cùng, rốt cuộc có thể thành công, mặc kiếm rốt cuộc phải tới tay. Mặc ra người trẻ tuổi, dựa theo đã từng nghi thức đem bọn họ giọt máu rơi ở trên cự kiếm, thế nhưng là cự kiếm căn bản liền không có nửa điểm phản ứng. Diệp Phàm hoàng hồn, tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ không phản ứng chút nào đây? Diệp Phàm thả chúng ta, ta đã sớm nói, vô dụng. Mặc ra thanh niên quát to. Diệp Phàm chờ mong biến thành thất lạc, trong lòng chênh lệch nhất thời khó có thể tiếp nhận, một kiếm ra, lại đem mặc ra thanh niên ngay tại chỗ chém giết. Diệp Phàm, người nói không giữ lời, đoàn người hét lớn, giết sạch đám này vô dụng phế vật. Diệp Phàm trong mắt lóe ra một đạo nồng đậm sát ý, Diệp ra người tuân lệnh, điên cuồng giết chóc triển khai. Phụ thân, cứu ta, mặc trì chết thảm nháy mắt, kêu gào, a à, mặc lão tam điên rồi, hắn điên cuồng trùng sát đến kiếm mộ phương hướng, nhưng Diệp ra các trưởng lão càng là cuồng bạo xuất thủ, rất nhanh, máu tươi nhuộm đỏ. Phụ thân, mặc tiểu vân đại hống, nhưng rất nhanh, mặc lão tam liền bị sinh sinh xé rách, chết đến không thể lại chết. Hiện trường, vô cùng thê thảm, máu tươi càng là nhiễm đỏ kiếm mộ mặt đất, mặc ra người máu tươi, không ngừng chảy ở trên mặt đất, những cái này huyết người nào cũng không có phát hiện, vậy mà ở hướng về cự kiếm mà đi. Đột nhiên, toàn bộ kiếm mộ truyền đến lắc lư, trung tâm cự kiếm dĩ nhiên xuất hiện lay động. Diệp Phàm trong mắt lóe ra chờ mong quang mang, có phản ứng, mặc ra máu người, còn chưa đủ, còn chưa đủ, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Kiếm mộ người đều trốn không thoát, mà bị áp chế mặc ra người, dĩ nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thảm kịch phát sinh, bọn họ cái gì cũng làm không được, thậm chí chờ đợi bọn họ chỉ còn lại tử vong. Không muốn giết con ta, mặc kiếm đã từng thuộc về gia chủ huyết mạch, đúng, cần gia chủ huyết mạch mới có thể mở ra, gia tộc bên trong mặc tình hai tỷ đệ đều không hữu dụng qua huyết mạch, nhất định là bọn họ một cái trưởng lão tê tâm liệt phế kêu gào, hỗn trướng, hỗn trướng, mặc diệt tại bị gãy mất tứ chi, hắn chỉ có thể nằm dưới mặt đất vô tận kêu gào, xích hồng hai mắt tràn đầy không cam lòng. Mặc tình, mặc thanh, diệp phàm ánh mắt run lên, đám người bên trong nháy mắt tìm được hai tỷ muội thân ảnh, bọn họ dĩ nhiên cũng đã chạy trốn tới kiếm mộ biên giới. Muốn đi, diệp phàm hừ lạnh một tiếng, kiếm ý giáng lâm, mặc thanh, dừng ở đây rồi, người nghĩ nhìn thấy tỷ tỷ ngươi đi chịu chết sao. Mặc thanh trên mặt, hiện ra một tia tuyệt vọng, diệp phàm thả ta phụ thân cùng ta tỷ ta cái gì đều nguyện ý mạc thanh biết rõ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi không có lựa chọn diệp phàm băng lãnh nói ra ngươi cái này xúc sinh mạc thanh lạnh lùng nói ra diệp phàm thả ta phụ thân và mạc thanh ta có thể đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu nếu không ta hiện tại liền chết ở nơi này mạc tình cầm lên một thanh kiếm đặt ở bản thân chỗ cổ nhưng là hắn đánh giá thấp diệp phàm máu lạnh mạc tình đến hiện tại ngươi còn muốn bước ta ngươi thật sự cho rằng ngươi trọng yếu nhất a à? ta là thích ngươi, thế nhưng là chỉ cần có thực lực, cái dạng gì nữ tử không chiếm được, mặc kiếm, chỉ cần ngươi giúp ta mở ra mặc kiếm ta sẽ thả ngươi phụ tử ba người. Diệp phàm đối quyền lực khát vọng, siêu việt tình cảm, hiện tại hắn trong lòng sớm liền không có mặc tình, chỉ có kiếm, chỉ có cái kia vô thượng quyền lực. Mặc tình cười, ta coi như là chết, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Mặc tình tự sát, ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm được sao? Diệp Phàm xuất thủ, bôn lôi một trường thuấn sát mà ra, nàng muốn ngăn cản mặc tình tự sát. Oanh, đúng lúc này, một đạo vô cùng cuồng bạo nắm đấm nháy mắt đánh vào Diệp Phàm trên người. Thiếu ra, mang tình tỉ đi, một tiếng này quát mắng, ở trong kiếm mộ phá lệ rõ ràng, đoàn người nhìn xem Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người đều toát ra hoảng sợ. Ngươi, ngươi cái này tiểu tử làm sao trở về, mặc thanh trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn chẳng thể nghĩ tới, xuất hiện người vậy mà sẽ là vong tâm. Đi mau, hỗn đản, ngươi còn trở về làm cái gì, Mặc thanh giận dữ, vong tâm quay đầu lại đến, ta nói qua, muốn bảo vệ mặc tình tỷ. Tì. Xun dế, người cái gì cũng không bảo vệ được, âm vang một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh khủng lực quyền tại vong tâm phần bụng nở rộ, loại kia bị đại sơn va chạm cảm giác, nhưng vong tâm thể nội sinh ra đau đớn kịch liệt, một trường rơi xuống, hắn bị đánh bay ra ngoài. Vong tâm, mặc tình khẩn trương nhìn về phía vong tâm phương hướng, người còn có thời gian quan tâm một cái mặc phủ hạ nhân sao. Diệp phàm đi tới mặc tình tỷ đệ bên người, đem bọn họ dẫn tới cửa kiếm vị trí, kiếm phá vỡ bọn họ thân thể, máu tươi chút vào cửa kiếm bên trong. cửa kiếm phảng phất có phản ứng, phát ra run rẩy kịch liệt. Toàn bộ kiếm mộ, dĩ nhiên giống như địa chấn. Ha ha, cái này mới là chân chính mặc kiếm a, tha thiết ước mơ thiên hạ đệ nhất kiếm, rốt cục muốn xuất hiện. cửa kiếm lắc lư, cái kia đen kịt dơ bẩn, dĩ nhiên bắt đầu chậm rãi chóc ra, toát ra, nguyên bản thuộc về thần kiếm phong mang. Chương 989, thần kiếm thức tỉnh kịch liệt lắc lư, cho mọi người mang đến bất an. Theo lấy mặc tình cùng mặc thanh huyết mạch rót vào, cái kia đứng vững cự kiếm sinh ra to lớn lắc lư, còn sót lại mặc ra người không ai không phải là toát ra rung động cùng kinh ngạc. Cái này hơn ngàn năm đến, bọn họ không chỉ một lần nghiên cứu cái kia tồn tại cự kiếm, nhưng đều phải ra một cái kết luận, cái kia chỉ là một thanh ngoại hình lớn khoa trương kiếm mà thôi, căn bản không có thần uy, càng không phải mặc kiếm. So sánh, trong miêu tả mặc kiếm, đen như mực, nhưng không có như thế to lớn khoa trương hắc sắc dơ bẩn rơi xuống, đen kịt thân kiếm trình lên đoàn người trước mắt, cái này khiến xiềng xích trói buộc đen kịt cự kiếm, toàn thân đen như mực, nhưng là mũi kiếm lại là lóng lánh quang trạch. Hơn nữa, thanh kiếm này còn tại tham lam hút lấy mặc tình tỷ đệ hai người huyết, chỉ một cái liếc mắt, mọi người liền biết rõ, cái này mới là chân chính mặc kiếm. Bởi vì, cùng cái khác kiếm khác biệt, cái này khiến cự kiếm bắt đầu tản ra kiếm thần uy, tất cả mọi người bội kiếm dĩ nhiên đều ở không hiểu rung động. Đáng giận, Mạc Thanh trong lòng thống hận lấy, chỉ cần nhắm mắt lại phương pháp có thể nhìn thấy mặc ra người chết thảm hình ảnh. Hắn máu tươi bị điên cuồng cắn nuốt, tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đúng lúc này, một cỗ to lớn va chạm đem hắn đụng phải ra ngoài, một cái toàn thân đẫm máu nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đi, là vong tâm, Mạc Thanh cái kia xích huyết hai mắt, thấy được vong tâm liều mạng mà đến hình ảnh. Liền vong tâm đều như thế cố gắng, hắn sao có thể từ bỏ, ầm vang một tiếng vang thật lớn, ở cái kia lúc sắp chết, Mạc Thanh dĩ nhiên đột phá tôn võ cảnh giới, to lớn chân nguyên hiện lên, Mạc Thanh trở lại chính là một kiếm, đâm về Diệp Phàm. Cái này kiếm ý, ẩn chứa tất cả nội ý, phong tâm, mang ta tỉ rời đi, Mạc Thanh đại hống, tuyệt kiếm vừa ra, kiếm mộ kiếm toàn bộ bay múa, muốn ngăn cản Diệp Phàm đường đi. Tôn võ, coi như người đột phá cũng không phải ta đối thủ. Tuyệt mệnh chi kiếm, Diệp Phàm làm sao có thể sẽ tùy tiện buông tha bọn họ, đặc biệt là hai lần đó hỏng bản thân chuyện tốt run rế có ta ở đây, ta tuyệt sẽ không để ngươi thông qua nơi này. Mạc Thanh chống đỡ lấy vết thương chồng chất thân thể, hắn mặc dù đột phá, thế nhưng là trên người tổn thương còn tại. Một bên khác, phong tâm cóng mặc tình hướng về cửa ra chạy như điên, nhưng bọn hắn làm sao trốn được. Nơi này, đều là diệp ra người, chỉ là nháy mắt, diệp ra đệ tử liền đem vong tâm vây quanh. Lúc này, Mạc Thanh cùng Diệp phàm chiến đấu thắng bại đã phân, Mạc Thanh nhuốm máu thân thể nằm trên mặt đất, mặc diệp tại vô tận tự trách diệp phàm từng bước một đi về phía mặc tình cùng vong tâm vị trí chỉ là run dế cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân người chẳng lẽ liền là mặc tình coi trọng người sao diệp phàm cái kia băng lãnh thanh âm đàm thoại tràn ngập tuyệt đối sát ý vong tâm không có nói ánh mắt chỉ có băng lãnh mặc tình tỉ nhìn đến chúng ta không đi được vong tâm biết rõ hắn trở về chỉ có thể gặp phải một cái kết cục nhưng hắn không có hối hận bởi vì này cũng là chính hắn lựa chọn ngươi làm sao ngốc như vậy Mặc tình trạng thái không cho phép lạc quan, nhưng giờ khắc này tại vong tâm phía sau, lại có loại an tâm an tâm. Ta nói qua, muốn bảo vệ ngươi, coi như là chết, cũng phải chết sớm hơn ngươi. Vong tâm kiên định mở miệng, đồ đần, mặc tình khóe mắt, tràn đầy cảm động nước mắt, coi như là đồ đần, ta cũng muốn bảo hộ tình tỷ. Các ngươi, làm ta không tồn tại sao? Nghe hai người này ngôn ngữ, diệp phàm tâm phảng phất muốn phun ra lửa giật. Hai người quay đầu lại đến, ánh mắt tràn đầy kiên định. Diệp Phàm tâm càng thêm vặn vẹo cùng giữ tợn, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, không nghĩ đến còn không bằng cái này phế vật, mặc tình, ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Ta đời này, coi như là chết, cũng sẽ không thích ngươi. Nghe vậy, Diệp Phàm chỉ còn lại giữ tợn gương mặt, vậy thì tốt, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi ưa thích tất cả ta đều muốn phá hủy, liền từ cái này run dế bắt đầu. Kiếm ra đoạt mệnh, có thể ngay tại một giây sau, cự kiếm phát ra một tiếng oanh minh, toàn bộ kiếm mộ truyền đến tiếng phá hủy, bên trên bầu trời chỉ trông thấy cự kiếm tản mát ra một đạo mực tàu sắc quang mang một giây sau khói bụi tạo nên kiếm hồn thức tỉnh mặc ra người một cái liền nhìn ra cự kiếm bên trong dựng dục ra kiếm hồn nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó kiếm hồn bộc phát chui vào cái này kiếm mộ bên trong mau tìm mặc kiếm đám người bên trong cũng không biết người nào gieo hò một tiếng mặc ra diệp ra người đều điên rồi đoàn người đều điên cuồng tràn vào kiếm mộ bên trong mặc kiếm đây chính là đế chiều truyền thừa ngàn năm truyền kỳ đã từng mặc ra tiên tổ cầm nó, sáng tạo ra kỳ tích. Giận dữ đồ sát 100 vạn hồn, tạo nên mặc ra hung danh, càng làm cho mặc kiếm trở thành hung khí. Về sau, bởi vì quá mức huyết tinh, bị mặc ra người một mực phong tồn, cái này ngàn năm sau đó, mặc kiếm lần thứ hai thức tỉnh, ai có thể lấy được, tất nhiên thành tựu mới nhất đại sát thần. Diệp phàm vì nó, hao hết tâm tư, bây giờ mặc kiếm xuất thế, hắn lại làm sao có thể tùy tiện giao cho bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người đều đang tìm kiếm mặc kiếm, mặc ra người đang tìm, diệp ra người cũng đang tìm toàn bộ người đều đặt mình vào ở kiếm mộ bên trong một thanh không phải một cái khác đem những cái này ngày xưa danh kiếm lần thứ hai cầm lấy đứt gãy vì tìm kiếm tất cả mọi người đều lâm vào điên cuồng trốn phong tâm thấy được cơ hội lối vào diệp ra người đều gia nhập tìm kiếm quá trình bên trong hiện tại liền là bọn họ rời đi nơi này thời cơ tốt ngay tại phong tâm bước chân bước ra nháy mắt đột nhiên nó nhưng trong lòng nhớ tới một đạo thanh âm người nào người nào đang nói chuyện phong tâm quay đầu lại đến lại nhìn về bốn phía, rung động tràn ngập ở trong lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, trong lòng dĩ nhiên vang lên một cái đặc biệt thanh âm, cái này thanh âm giống như đang kêu gọi hắn đồng dạng. Có thể hiện tại, hắn không quản được nhiều như vậy, đây là hắn duy nhất rời đi cơ hội. Đi, muốn đi, đem mệnh lưu lại. Diệp Phàm mặc dù đối thần kiếm càng để bụng hơn, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn làm sao có thể nhường vong tâm rời đi nơi này? Sát ý băng phát, cái kia kinh thiên nhất kiếm vạch phá thiên khung, phảng phất muốn đem vong tâm xé rách ngay tại tử vong ý thức tràn ngập tại vong tâm trong óc nháy mắt ầm vang một tiếng vang thật lớn một chuôi đen như mực kiếm quang xuất hiện ở vong tâm trước mắt kiếm ra sáng chói quang mang bao phủ toàn bộ kiếm mộ cho đến quang mang tiêu tán một chuôi tạo hình riêng biệt đen kịp trường kiếm lơ lửng tại vong tâm trước mắt mặc kiếm đoàn người kinh hô lên bất kể là mặc ra hay là diệp ra đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ bọn họ điên cuồng tìm kiếm kiếm dĩ nhiên chủ động xuất hiện ở toàn bộ thanh niên trước mắt làm sao có thể hắn không phải ta mặc ra huyết mạch mặc kiếm lại chủ động xuất hiện. Mặc khuynh trì, mặc diệt tại trong lòng nhấc lên khó nói lên lời chấn kinh. Rất khó tưởng tượng, thanh kia khoáng thế hung khí, vậy mà sẽ chủ động xuất hiện ở vong tâm trước mắt. Cái kia thanh âm là ngươi, vong tâm trong mắt toát ra chấn động, liền chính hắn đều không có nghĩ đến, bọn họ tranh bể đầu mặc kiếm, sẽ xuất hiện ở trước mắt hắn. Mặc kiếm chủ động lơ lửng tại vong tâm trước người, phát ra một tiếng run rẩy liền giống như đang đáp lại vong tâm mà nói một dạng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Mặc kiếm, là ta. Một đạo cuồng bạo hét lớn, một đạo điên cuồng thân ảnh, chốc lát ở giữa, Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở vong tâm trước mắt. Hai người rằng co, mặc kiếm trung gian, song phương sát ý, tràn ngập ở trong hư không. Diệp Phàm đưa tay đoạt kiếm, có thể vong tâm càng nhanh, nhấc lên mặc kiếm nháy mắt, âm vang nổ mạnh tràn ngập ở bên trong thiên địa, mặc kiếm giữ ở trong tay chốc lát, một cỗ cái thế sát ý bạo phát mà ra. Oanh, kiếm khí phát ra, chôn vùi tất cả. Chỉ là một kiếm, kiếm mộ lại bị một chia làm hai. Thật đáng sợ kiếm, vong tâm nhìn xem trong tay cái này khiến đen như mực lợi kiếm, trong lòng nhấc lên thật lâu khó nói lên lời rung động. Nhưng là, một giây sau, hắn hưng phấn lên, chỉ cần có thanh kiếm này, là hắn có thể bảo hộ mặc tình, liền có thể nắm giữ thủ hộ lực lượng. Khanh, một đạo kiếm minh thanh âm, quanh quẩn tại vong tâm bên tai, quay đầu xem xét, diệp phàm cường thế đánh tới. Kiếm ra đoạt mệnh, không lưu tình chút nào, chiêu chiêu nương theo lấy kinh thiên sát ý, hắn hai mắt huyết hồng, chỉ còn lại vô tận điên cuồng, không hổ là mặc kiếm, ha ha, đây là ta, thanh kiếm giao ra đến. Kiếm mộ bên trong, vòng tâm ứng kiếm mà lên, lần thứ hai nhấc lên một trận vô tình cuộc chiến, diệp phàm vì tình, vì thích, càng thêm mặc kiếm cuồng nhiệt, nộ hỏa phần tâm, tình sát dẫn động cừu hận kiếm. Mặc tình cùng vong tâm thái độ, kích thích diệp phàm điên cuồng, vì tình mà hận, vì tình mà giết. Vong tâm tốc độ cực nhanh, thân nhẹ, điểm rơi sắc bén, cầm trong tay mặc kiếm mặc dù tu vi hoàn toàn không có, dĩ nhiên không có rơi xuống hạ phong. Hai kiếm giao kích một cái chớp mắt, mặc kiếm dĩ nhiên ngay tại chỗ đem Diệp Phàm lợi kiếm đứt gãy. Đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm, rung động không thôi. Phải biết, Diệp Phàm vũ khí trong tay cũng là danh kiếm, lại giao phong chốc lát, xếp thành hai đoạn. Không hổ là mặc kiếm, một cái không có tu vi người, dĩ nhiên có thể phát ra như vậy lực lượng, nếu là Diệp Phàm có được, ta Diệp ra tất nhiên trở thành cường đại nhất gia tộc, mặc ra người hưng phấn vô cùng. Ha ha, đây chính là mặc kiếm, có nó, ta Diệp Phàm muốn vô địch thiên hạ. Diệp Phàm không có bởi vì thụ thương mà có nửa điểm uể oải, giờ khắc này, ngược lại chỉ còn lại vô tận điên cuồng. Quy nguyên nạp tận, sát ý ngập trời, trên người hắn, dĩ nhiên xuất hiện một cỗ huyết mạch lực lượng. Đây không phải Diệp ra lực lượng, đây chính là ta ở di tích lấy được thần võ truyền thừa, tuyệt vọng A, ở nơi này tuyệt đối lực lượng trước mặt. Diệp Phàm sát ý kinh thiên, xuất thủ đoạt mệnh, vong tâm giơ kiếm mà lên, thế nhưng là một giây sau Diệp Phàm lại xuất hiện ở bên cạnh mình. Một trường đánh vào hắn trước ngực, cô kia lực lượng, dĩ nhiên nhường vong tâm nhục thân không cách nào ngăn cản, Diệp Phàm bộc phát ra là tuyệt đối áp chế lực lượng. Không thể chiến thắng, ta không thể ngã xuống, ta muốn bảo hộ tình tỷ. Vong tâm ương ngạnh đứng thẳng mà lên, Diệp Phàm lại càng thêm khát máu, càng thêm hưng phấn, run dế trung quy là run dế, người không xứng nắm giữ thanh này trí cao vô thượng kiếm. Thân hình lóe lên, Phong tâm lúc đầu cũng đã làm xong chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Diệp Phàm đột nhiên cải biến quỹ tích, từ tóc nổi lên công kích. Chết cho ta, hóa cốt nguyên trưởng, kinh khủng thần võ truyền thừa chi lực, ở thời khắc này toát ra kinh khủng quang mang. Một trường, chính giữa phong tâm thiên linh, không muốn, mặc tình thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ kiếm mộ bên trong. Đoàn người ánh mắt, tập trung vào vong tâm trên người, một trường kia hoàn toàn chí mạng, ở tất cả mọi người chú mục dưới, mà kiếm thoát ly vong tâm tay, mà hắn trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Thanh kiếm này, là ta Diệp Phàm, giữ tận cười to, quanh quẩn ở trong kiếm mộ, mặc ra hy vọng cuối cùng đoạn tuyệt, hắc mai tràn ngập ở tất cả mọi người trong lòng. chương 990, không nói gì lửa giận, phong tâm, không muốn, không muốn a à. thuốc thiết thanh âm, giống như là thương tâm ca khúc. Mặc tình hò hét quanh quẩn ở toàn bộ kiếm mộ bên trong. Mọi người thấy được thân ảnh chậm rãi ngã xuống đất phong tâm. Mặc ra trong lòng người, hiện ra tuyệt vọng, phong tâm lấy được mặc kiếm trong nháy mắt, bọn họ tất cả mọi người đều giống như giấy lên hy vọng, cho dù không thể thay đổi khốn cảnh trước mắt, mặc diệt tại chỉ ít hy vọng cái này thanh niên có thể mang theo mặc tình cùng mặc thanh hai cái này hài tử rời đi. Có thể hiện tại, hy vọng phá diệt, thanh kia mặc ra đời đời kiếp kiếp thủ hộ thần kiếm, rơi xuống bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy nhân thủ bên trong. Giờ phút này diệp phàm tiếp cận điên cuồng, hắn mặt mũi càng là cười to nói dư tận cùng vặn vẹo, mặc kiếm, rốt cục tới tay. Trong nháy mắt, kinh khủng tà ác khí thức chiếm cứ hắn toàn thân. Mặc kiếm đã từng tàn sát 100 vạn hồn, xưng là tuyệt thế hung khí mà hiện tại tức thì bị diệp phàm người như vậy cầm ở trong tay mặc ra người trong mắt chỉ còn lại u ám sắc toàn bộ thế giới phảng phất cũng đã đổ sập bọn họ lại cũng nhìn không thấy hy vọng tốt lắm ta diệp ra rốt cục có trở nên nổi bật cơ hội diệp ra lão tổ hưng phấn vô cùng quát to ha ha ta diệp ra đây là muốn đại hưng a à, diệp phàm tốt lắm diệp ra tên kia thánh giả cũng là kích động không thôi diệp phàm nghe đến đây tiếng người đột nhiên toát ra một đạo quỷ dị tiếu dung đúng vậy a à. Diệp Thái Thượng, thế nhưng là người có lẽ nhìn không thấy Diệp Gia Huy Hoàng. Diệp Phàm, người ý tứ gì? Diệp Gia Thái Thượng ánh mắt biến đổi, hắn từ Diệp Phàm trong mắt thấy được tên là sát cơ đồ vật. Ta ý tứ gì? Diệp Khai, người nói ta ý tứ gì? Ta từ bí cảnh bên trong lấy ra tụ thánh đan, có thể ngươi làm cái này đan dược tư cách giết ta thân ra ra, nếu không phải ta đánh vào đế chiều top 10, thu được cương vực đại tái tư cách, ngươi chỉ sợ sớm đã giết ta. Diệp Phàm mỗi chữ mỗi câu đi về phía Diệp Khai, trong lời nói tràn đầy lửa giận diệp phàm người đại nghịch bất đạo ta thế nhưng là người thái tổ thái thúc diệp khai tim đập rộn lên hắn đường đường một cái thánh giả ở đối mặt diệp phàm thời điểm dĩ nhiên toát ra sợ hãi tổ thái thúc người lại giết ta ra ra thời điểm nhưng có nghĩ tới hắn là người thân vãn bối hôm nay ta liền muốn thay ta ra ra báo thù rửa hận sát ý bộc phát mặc kiếm đánh tới chỉ là trước mắt diệp phàm thân thể đi tới diệp khai trước mắt diệp lão quỷ cứu ta chỉ là một kiếm xe rách diệp khai tâm nhưng là Diệp gia lão tổ giờ phút này căn bản không biết hỗ trợ, có mặc kiếm Diệp Phàm, tất nhiên có thể đem gia tộc đưa vào huy hoàng. Hỗn trướng, ta và ngài liều mạng, Diệp Khai biết rõ tai kiếp khó thoát, sát ý đột nhiên bộc phát, thánh giả cự thủ phảng phất từ trên trời giáng xuống. Diệp Phàm thần sắc biến đổi, ánh mắt lẫm nhiên, trong tay mặc kiếm đẩy ra kinh người gợn sóng. Nương theo lấy chân nguyên chi lực bộc phát, mặc kiếm ở trong hư không phóng xuất ra một đạo kinh khủng hắc sắc chảm kích, hắc sắc kiếm kỹ giống như thiêu đốt diễm hỏa, một sát na thôn vệ thánh giả cự thủ, mang theo kinh khủng uy năng, trong nháy mắt đem Diệp Khai chôn vùi. Diệp Khai bị sợ hãi tập kích trong lòng, mặc kiếm tàn sát 100 vạn hồn uy năng, càng là trong nháy mắt ăn mòn hắn nội tâm, Diệp Khai giờ phút này đứng ở nguyên địa, toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy. Mặc kiếm kinh khủng, chỉ có tự mình trải nghiệm nhân tài có thể cảm nhận được, cho dù không phải tới chết kiếm ý, lại có thể đem một cái lòng người thần triệt để nội bộ toàn phá, cho người cũng không còn nửa điểm chiến ý. Mấy ngàn năm qua, mặc ra tẩy rửa huyết hồn toàn bộ tập trung vào thân kiếm phía trên, người bình thường lại làm sao có thể ngăn cản cái kia đóng thế hùng uy. Cho dù là thánh giả, nếu là tâm trí không đủ kiên định người, cũng sẽ nháy mắt bị 100 vạn hồn kinh khủng uy năng thôn vệ nội tâm, trước mắt Diệp Khai chính là như thế. Mà cái này trong nháy mắt thất thần, cũng sẽ là hắn tuyệt mệnh nháy mắt. Mặc kiếm lần thứ hai vung lên, thánh giả ngay tại chỗ bị chém thành hai nửa. Trước mắt một màn, không những nhường mặc ra người kinh ngạc, đồng dạng nhường toàn bộ diệp ra không nói ra được lời cái này nơi đó chính là hắn ra ra báo thù diệp phàm cái này căn bản chính là đang diệt trừ đối lập làm bản thân địa vị làm củng cố bất quá được mặc kiếm diệp phàm toàn bộ diệp ra ai còn dám ngỗ nghịch hắn bản lão tổ tuyên bố từ hôm nay trở đi diệp phàm chính là ta diệp gia tân chủ nhân diệp ra lão tổ hài lòng nhìn xem trước mắt một màn diệp phàm sát phạt quyết đoán làm việc càng là lôi lệ phong hành mặc dù ngoan độc một chút có thể ở cái này tàn khốc thế giới đối địch nhân không hung ác lại như thế nào đặt chân ở giang hồ. Bái kiến tân tộc trưởng, Diệp ra người cùng kêu lên nói ra, Diệp Phàm phụ thân càng là một mặt kiêu ngạo. Diệp Phàm nghe vậy, cười ha hả đem ma kiếm trả cho chúng ta, mặc ra còn còn sót lại lấy một hơi thanh niên đột nhiên như là phát điên hướng về Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm căn bản khinh thường chú ý, ma kiếm vừa ra, đúng là một đạo vong hồn thoáng hiện mà cái kia vong hồn từ cái kia mặc ra thân người thân thể xuyên toa mà qua thời điểm, dĩ nhiên mang đi hắn sinh mệnh. Ha ha, hảo kiếm tốt một thanh vệ hồn chi kiếm mặc kiếm ẩm huyết giết chóc nhiếp hồn đây mới là mặc kiếm chân chính đáng sợ địa phương hắn sở dĩ bị phong tồn liền là bởi vì quá mức yêu nghiệt đời trước chủ nhân đã từng đã nói như vậy nếu như không cách nào khống chế bản thân nội tâm như vậy liền sẽ trở thành tuyệt thế hung binh vũ khí kiếm không phải khí bị kiếm khống chế lòng người mới là đáng sợ nhất giết chóc binh khí tác nghiệt a khó trách tiền tổ muốn đem thanh kiếm này phong tồn lên cái này căn bản chính là ma kiếm Mặc khuyên trì, mực cũng ở trong mắt bọn hắn tràn đầy hối hận, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tiên tổ càng hy vọng thanh kiếm này vĩnh viễn phong tồn. Kiếm mộ biến yên tĩnh, đoàn người nhìn chăm chú Diệp Phàm thân ảnh tràn đầy sợ hãi. Nhưng ở nơi này an tĩnh hiện trường, lại truyền đến mặc tình thút thít. Phong tâm liền chết ở nàng trước mắt, cái kia cười lên rất xoái, ánh mắt sạch sẽ thanh niên, vì bảo hộ bản thân chết ở bản thân trước mặt. Mặc tình nước mắt, rơi vào thanh niên gương mặt, nàng ôm lấy hắn, phảng phất muốn cảm nhận được hắn đặt câu hỏi mặc tình không muốn hắn chết ngươi làm sao ngốc như vậy ngươi một cái không có tu vi đồ đần ngươi vì cái gì muốn trở về a à? vì cái gì không cách nào ngôn ngữ đau xót tràn ngập tại mặc tình trong lòng trong óc nàng dĩ nhiên chỉ còn lại thiếu niên sạch sẽ ánh mắt còn có cái kia đẹp trai anh tuấn cười xấu xa không được nguyên lai like, từ lần đầu tiên bắt đầu cái kia thanh niên tiếu dung liền sớm cũng đã khác ở cô nương trong lòng có thể hiện tại hết thảy đều đã quá muộn tất cả đều kết thúc hắn đáng giá người thúc thiết sao băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại mặc tình bên tai diệp phàm thịnh khí mà đến mặc tình ngẩng đầu lên cuột cường ánh mắt lóe ra nước mắt nhưng nàng nhìn về phía diệp phàm ánh mắt lại tràn đầy vô tận hận ý diệp phàm ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi tình nhi người tình nguyện ưa thích một cái tu vi hoàn toàn không có phế vật thế mà cũng không nguyện ý lựa chọn hiện tại ta người thấy được a à, mặc kiếm công nhận ta lấy được mặc kiếm ta cho dù là đế triều top 3 thiên tài đều có sức đánh một trận cái này thiên hạ rất nhanh liền sẽ có ta diệp phàm một chỗ cắm rùi, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta vẫn như cũ giống như kiểu trước đây đối đãi ngươi. Diệp phàm mặt mũi dữ tợn nói ra, liền ngôn nói đều biến cùng trước đó khác biệt. Cả người, liền giống như lâm vào giống như điên cuồng. Cô nương nhìn hắn một cái, ngươi, nằm mơ, đúng, ngươi nói không sai, ta liền là ưa thích phong tâm, cũng vĩnh viễn không có khả năng ưa thích người cái này lang tâm cẩu phế đồ vật. Diệp Phàm, ở trong mắt ta, ngươi liền là một cái không có người tính xúc sinh. Mặc tình mắng chửi thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ kiếm mộ bên trong. Diệp Phàm giữ tợn biểu lộ đột nhiên ngưng động, sau đó điên cuồng cười, tình nguyện ưa thích một con kiến hôi, ưa thích một cái phế vật cũng không nguyện ý tiếp nhận ta, ta là không có người tính xúc sinh, ta đã cho ngươi cơ hội mặc tình, thế nhưng là những ngươi không chân quý, ta không lấy được đồ vật, ai cũng đừng muốn lấy được, tất nhiên như thế, ta liền hủy ngươi. Đen kịt kiếm, toát ra quanh quẩn ở thân kiếm quang mang, sát ý đột nhiên mà ra nhưng liền ở lúc đó, một đạo điên cuồng thân ảnh va chạm mà đến. Diệp Phàm, ta muốn ngươi chết, ngươi xuất thủ, nguyên lai là hôn mê mặc thanh, hắn dùng lấy hết cuối cùng một đạo khí lực, thế nhưng là Diệp Phàm sớm có dự cảm, tùy tiện né tránh, như người nháy mắt, mặc kiếm hư không vạch ra một đạo hắc mang. Một giây sau, Mạc thanh trước ngực lưu lại một đạo màu đỏ tươi vết thương, máu tươi vẩy ra ở không trung, mặc thanh trợn to hai mắt tỉ, thật xin lỗi, ta không thể bảo hộ ngươi. Tiểu rõ ràng, mặc tình xé rách nội tâm hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ kiếm mộ bên trong, tâm hắn đau quá, tốt trầm trọng. Thanh Nhi, mặc diệp tại hai mắt xích hồng, hắn hận không thể đem diệp phàm chém thành muôn mảnh, thế nhưng là hắn bị gãy mất tứ chi, căn bản không thể làm gì, thậm chí nháy mắt này, hắn muốn tự bạo đến kết thúc bản thân sinh mệnh, có thể hết lần này tới lần khác diệp lão tổ ở trên người hắn thi triển phong ấn, nhưng hắn muốn sống không được muốn chết không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trước mắt tất cả phát sinh. Giết một cái mặc tình mà thôi, đúng rồi, các người mặc ra thiên chi kiêu tử, có thể thay thế đế quốc xuất chiến cương vực thiên tài Mạc duẫn cũng là chết trong tay ta đây các người đều không biết ha trước khi chết hắn còn cầu ta không muốn tổn thương hắn anh em nhà họ Mạc. ha 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 diệp phàm điên cuồng cười to Mạc huynh trì nghe những lời này trong miệng thốt ra một cái màu đỏ tươi xích huyết hai mắt tràn ngập kinh thiên nội ý tình nhi người thật không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao diệp phàm dùng kiếm chỉ mặc tình nói ra đừng có lại giả mù sa mưa nhìn thấy người cái này khuôn mặt ta đều cảm thấy ác tâm Mặc tình, ta làm làm nhiều như vậy, cho đến chết ngươi đều không chịu cùng ta tại cùng một chỗ A, à, ta cho ngươi cuối cùng cơ hội. Ta cho dù chết, đời này, kiếp sau, vĩnh sinh đều sẽ không đối với ngươi có hảo cảm, càng đừng nói thích ngươi. Mặc tình mà nói, giống như là kim đâm một dạng đâm vào diệp phàm tâm. Đây là ngươi bức ta, trong nháy mắt, diệp phàm cũng không nén được nữa bản thân lửa giận, mặc kiếm giết ra, vạn hồn quỷ khóc, toàn bộ hình ảnh giống như nhân gian luyện ngục. Phong tâm, đệ đệ, ta tới bồi các ngươi. Mạc tình nhắm lại hai mắt, trong đầu cuối cùng hiện ra đến vẫn là vong tâm tấm kia sạch sẽ ánh mắt, cùng cái kia thân hỏa tiếu dung. Nhưng mà, qua hồi lâu, không có đau nhói, càng không có thụ thương. Mặc tình ngẩng đầu nháy mắt, thấy là một cái thanh niên bóng lưng. Lôi, hắc sắc lôi, mắt thấy thanh niên đỡ kiếm nháy mắt, đoàn người thấy là cái kia hắc sắc lôi quang lấp lóe hình ảnh. Mà mọi người nhìn xem thanh niên ánh mắt lúc, cái kia đối trọng mắt màu bạc, tràn ngập không nói gì lửa giận. Chương 991, vong tâm kiếm, kiếm ngộ hắc sắc lôi quang lập lòe, đoàn người ánh mắt hoàn toàn tập trung vào nháy mắt này, tất cả mọi người trên mặt viết đầy khó tả rung động. Đó là một đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, đối với Diệp gia người mặc ra người tới nói, cũng không tính quá quen thuộc. Thậm chí, nếu không phải bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện tới cứu mặc tình, thậm chí không có người sẽ nhớ kỹ hắn bộ dáng. Nhưng mà, liền là toàn bộ không đáng chú ý thanh niên, nhưng ở giờ khác này đứng ra, vì mặc tình đỡ được cái kia chí mạng một kiếm. Hấp hối mặc thanh, trong mắt tràn đầy kinh hãi, cái kia đến cùng mặc khuynh chỉ càng là toát ra không dám tin gương mặt mà tiếp tục sống sót mặc ra người càng là không dám tin tưởng bản thân con mắt phong tâm nhỏ xuống nước mắt mặc tình trong lòng chấn động ra không hiểu gợn sóng khi thấy cái kia làm bản thân đỡ kiếm người thân phận lúc nàng trong lòng chỉ còn lại cảm động thế mà đỡ được mặc kiếm không hẳn là nói hắn thế mà có thể ngăn lại nắm giữ mặc kiếm diệp phàm điều này khả năng trừ bỏ phong tâm thân phận không nói đây mới là mọi người chân chính kinh ngạc mới cái kia tu vi hoàn toàn không có thanh niên, thế mà có thể ngăn trở Diệp Phàm cùng mặc kiếm. Phải biết, Diệp ra thánh giả ở dưới mặc kiếm, giống như run dế, mặc kiếm mạnh, cho dù thánh giả đều muốn tị hiểm phong mang. Nguyên lai là người cái này phế vật, còn muốn anh hùng cứu Mỹ nhân sao? Diệp Phàm căn bản không có đem trước mắt cái này nam nhân để vào mắt, thậm chí hắn giờ phút này chặn lại bản thân kiếm, Diệp Phàm cũng chỉ làm đây chỉ là trong nháy mắt trùng hợp mà thôi. Vẫn như cũ không có đem vong tâm đặt ở trong lòng thanh niên ánh mắt nhìn hướng về phía bốn phía, cuối cùng như ngừng lại mặc thanh trên người. Người cũng đã lấy được người muốn đổ vật, không có tất yếu tại chém tận giết tuyệt đi. Thanh niên quay đầu lại đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Phàm người này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, hắn có thể nói là tận mắt nhìn thấy. Người cảm thấy người có tư cách cùng ta nói chuyện sao? Bị ngăn lại mặc kiếm, dĩ nhiên lần thứ hai phát khởi công kích, kinh khủng vong hồn gầm thét, giống như nhân gian luyện ngục. Nhưng ngay tại lợi kiếm rơi xuống nháy mắt, thanh niên trong tay bộc phát ra lôi quang lợi kiếm, hắc sắc lôi điện lần thứ hai lập lòe, chỉ là một kiếm, song phương va chạm lên. Mà thanh niên cái kia cuồng bạo hắc lôi, càng là mang theo một cỗ vô cùng bá đạo lôi đình lực lượng. Song kiếm giao phong chốc lát, Diệp Phàm thân thể dĩ nhiên lui về phía sau một bước. Lại xuất hiện, hắc lôi, trước đó không có nhìn lầm. Đoàn người không dám tin nói ra, cái kia hắc lôi thực sự là thanh niên lực lượng. a à, nguyên lai like không phải một cái phế vật, bất quá đáng tiếc là người gặp được ta mặc công kiếm pháp, diệp phàm động tác, nhưng toàn bộ mặc ra người vẫn hận không thôi, một kiếm ra, một chiêu này là lấy cực nhanh tốc độ phát ra mà kiếm giết, kiếm ra đoạt mệnh, nếu không cách nào cùng lên đối thủ tốc độ mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nương theo lấy kinh người kiếm minh, kiếm mang nở rộ. Có thể ngay tại diệp phàm kiếm ý rơi xuống nháy mắt, hắc lôi lóe lên, thanh niên cũng đã biến mất ở mọi người trước mắt, đợi đến hắn thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, người kia cũng đã xuất hiện mặc thanh trước mắt. Mạc Thanh ngẩng đầu nhìn một cái cái kia nam tử, Khóe miệng chảy ra máu tươi, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết rõ ngươi không đơn giản. Chớ nói chuyện, ăn vào nó, trong tay đan dược, bỏ vào Mạc Thanh trong miệng, một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là mặc gia người, trong lòng càng là nhấc lên rung động, hắn thế mà ở Diệp Phàm công kích phía dưới, thế mà còn có thời gian lại cứu kẻ khác. Ngươi cho rằng ta Diệp Phàm là người nào a, à, tự tìm cái chết. Thanh niên thái độ, nhưng Diệp Phàm giận không thể át, chưa kịp phong tâm đứng dậy, hắn kiếm cũng đã rơi xuống. Mặc kiếm vạch phá hư không, vòng tâm thân thể lại lại biến mất. Thật nhanh, đoàn người chớp mắt nháy mắt, vòng tâm tấm kia lạnh lùng mặt xuất hiện ở Diệp Phàm sau lưng, trong tay ngưng tụ lôi đình chi kiếm, càng là không chút do so dự nở rộ ra. Hận điểm trí cao, không gian tận trả tiếng giết, trước mắt thấy không rõ kẻ thù tại sao, chỉ có đầy giấy hận nghiến răng hắc mai, bức người huy kiếm nổi giận chém, sát ý nộ đằng. Trong phút chốc, kiếm quang huy sái giống như phiêu giật tung bay, lạnh lùng ngự phong, mở hết trên thân kiếm văn chương ở trước mặt ta, người cũng xứng dùng kiếm. Diệp phàm một tiếng quát mắng, kiếm khí ngưng kết, nặng hiểu dáng trần, trong tay mặc kiếm lại xuất hiện mặc ra kỳ chiêu, phấp phới cắt bụi, phun trào dung nham, tuyên cáo thủ cùng kiếm cuộc chiến, không chết không thôi. Chưa xuất kiếm, đã sự nóng sáng, bao sâu hận, lại nhiều nặng sát ý. Diệp phàm đối vong tâm thái độ hận thấu xương, mặc công kiếm pháp, kiếm ấn ra, thiên địa kinh biến, nhất thức sát thần. Mặc công kiếm pháp áo kỹ, nhất thức sát thần, ta mặc ra đệ tử chỉ có mặc duẫn mới lĩnh ngộ kiếm kỹ, không nghĩ đến vậy mà ở một cái bên ngoài trên thân người phát huy rơi tới tận cùng. Diệp Phàm biểu hiện ở mặt ra người nội tâm, nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Một kiếm từ trên trời giáng xuống, tăng thêm mặc kiếm kinh khủng, một kiếm tản ra, phảng phất liệt thiên. Phong tâm, mặc tình, mặc thanh sốt ruột hò hét, đã thấy thanh niên bất phi sở động, kiếm đoạt mệnh mà đến chốc lát, thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong tay chân linh ngưng tụ, hắc lôi nương theo chân linh. Kiếm ra, tà dương đầy trời, tịch dương chi kiếm, thanh niên trong miệng quát khẽ một tiếng, dung nham chiếu rọi tà dương, liền giống như hoàng hôn khô mộc, loại kia cảm giác tựa như thời gian trôi qua, phảng phất muốn đem thiên địa tất cả tước đoạt. Kinh khủng tà dương hoang vu, lại là ở trong khoảnh khắc, đem ma kiếm ngưng tụ nhất thức sát thần, nháy mắt hủy diệt. Mọi người nhìn xem trước mắt một màn, kinh ngạc không nói ra được lời. Cuồng phong vi vu bên trong, đứng thẳng thân thể, lại nhường giống như một như mê, nhường bọn họ nhìn không thấu. Người kia, có như thế mạnh sao? Mặc tiểu vân trong lòng, càng là kinh đáng rung động. Đừng nói là hắn, toàn bộ mặc ra đều khó có thể tin, cái này tu vi hoàn toàn không có thanh niên, vậy mà ở giờ khắc này thể hiện ra không thua diệp phàm kiếm đạo thiên phú. Không, hắn kiếm đạo thiên phú, càng mạnh, bởi vì trong tay hắn sử dụng vẻn vẹn lôi quang hình thành kiếm, mà diệp phàm trong tay cầm lại là tuyệt thế hung kiếm, mặc kiếm, nếu là ngang nhau tình huống dưới, vừa mới một kiếm kia, diệp phàm đã thua. Diệp lão tổ trong lòng càng là rung động không hiểu, cái này thanh niên không lớn, Phạt nhìn so Diệp Phàm đều còn muốn tuổi trẻ mấy phần, thế nhưng là hắn kiếm đạo thiên phú, dĩ nhiên không kém gì Diệp Phàm. Hắn đến tột cùng là ai? Từ nơi nào đến một cái như vậy yêu nghiệt? Toàn trường, giống như đừng im, đoàn người toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở cái kia thanh niên trên người một người, đặc biệt là những cái kia mặc ra người khỏi phải nói cỡ nào rung động, ăn mặc mặc ra người hầu một bộ người trẻ tuổi, thế mà cùng cái kia Diệp Phàm lực lượng ngang nhau. Phải biết, Diệp Phàm thế nhưng là đế chiều xếp thứ 8 người, cái này chẳng phải là nói rõ, người này cũng có tham gia cương vực đại tái tư cách nhưng là rất nhanh bọn họ liền cảm thấy trong không khí một vòng ngưng kết sát ý áp bách loại này cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh càng ngày càng gần cuối cùng toàn bộ kiếm mộ phảng phất đều bao phủ tại cổ này uy năng bên trong hỏng bét không được mặc huynh chỉ đột nhiên hét lớn lên phong tâm ngươi mang theo mặc tình cùng mặc thanh rời đi nơi này còn lại giao cho chúng ta mặc huynh chỉ bộc phát ra cuối cùng lực lượng muốn tuyệt mệnh phản công thế nhưng là diệp lão tổ làm sao có thể cho hắn cơ hội này thánh giả uy năng một phong, căn bản không cho mặc ra bất luận cái gì phản công cơ hội. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ta liền muốn hắn chết không có chỗ chôn Nguyên bản còn muốn bộc phát mặc ra người, không dám tiến lên trước một bước, không thể động đậy Đáng chết, nhất thời đắc ý, tiểu tử này có dạng này lực lượng, vừa mới nếu là đào tẩu mà nói còn có một tia hy vọng, có thể hiện tại xong. Hắn mặc dù cùng Diệp Phàm một trận chiến đứng ở thế bất bại, có thể Diệp Phàm trung quy là Diệp Phàm a. Mặc ra người đau lòng nhức óc nói ra, phảng phất bỏ qua bảo trụ huyết mạch cơ hội cuối cùng. Mặc khuynh trì trong mắt, cũng là một trận hối hận, vừa mới hắn hẳn là liều chết sáng tạo cơ hội. Nói thực ra, ta cũng không nghĩ đến ngươi lại có dạng này thực lực, nếu như ngươi vừa mới lựa chọn chạy trốn mà nói, có lẽ ta thật đúng là sẽ không đối với ngươi thế nào, có thể hiện tại, ngươi cũng đã mất đi tốt nhất cơ hội, ngươi để cho ta rất tức giận. Diệp phàm mặt mũi dữ tợn vô cùng, nhưng là hắn khí tức, lại lập tức bộc phát đến tôn võ cảnh giới ngũ trọng. Đế chiều xếp thứ 8 người, lại là tôn võ cảnh giới ngũ trọng tu vi. Cũng ở trong nháy mắt, hắn phóng xuất ra bát trọng kiếm đạo ý chí lực lượng, cỗ này kiếm đạo ý chí chi lực, nhưng toàn bộ kiếm mộ bên trong đoàn người, rung động không thôi. Kiếm ý hình thành, phối hợp mặc kiếm kinh khủng sát lục chi hồn, kiếm ý càng hơn, huy kiếm càng mạnh. Phong tâm, người dẫn ta tỉ rời đi nơi này, hắn giao cho ta. Đúng lúc này, đồng dạng một cỗ kiếm đạo ý chí bộc phát, mặc dù yếu hơn không ít, nhưng cũng cường đại dữ tợn, mọi người xem xét, lại là mặc thanh bản nhân, mà càng thêm chấn kinh là hắn thương thế dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Mặc Thanh, người vào vòng tâm trốn, Mặc Tình chỉ là một cái nữ tử, chỉ có thiên phú càng mạnh mặc Thanh sống sót mới là mặc gia kỳ vọng. Các ngươi đều không cần tranh giành, bởi vì đều phải chết. Kinh khủng mặc Kiếm chi uy, phủ lên Diệp Phàm quanh thân, hắn cả người phảng phất rơi vào quỷ đạo, toàn thân tràn ngập vong hồn khí tức. Xong, mặc Kiếm chi hồn cũng đang cảm nhiễm Diệp Phàm tâm, hắn bản tâm tà ác, bây giờ tăng thêm Mặc Kiếm phủ lên, cái này Diệp Phàm sợ rằng phải thành ma mặc thanh ở trong lời nói cũng đã xông về diệp phàm nhưng đối với đám người tới nói cái này không khác tự tìm cái chết trốn thanh niên lẳng lặng đứng ở trong kiếm mộ mặc cho cái kia ngập trời kiếm ý trùng kích thân thể mình tôn võ cảnh giới ngũ trọng mặc kiếm nơi tay hắn nên trốn sao có ta ở đây người nào đều sẽ không chết chết chỉ lại là ngươi ngay tại toàn trường đều bị diệp phàm kiếm ý rung động thời điểm thanh niên ngẩng đầu lên cái kia quát khẽ thanh âm rõ ràng quanh quẩn ở toàn bộ kiếm mộ bên trong hắn không những không trốn dĩ nhiên còn muốn chiến Diệp Phàm. Đơn giản cuồng vọng, ta Diệp Phàm thế nhưng là đế triều đại tái tuyển thủ, người dạng này run rế, ngay cả ta một kiếm cũng không tiếp nổi, vạn cốt vệ hồn chảm. Đáng sợ nhất chảm kích, từ trên trời giáng xuống, oanh, trong nháy mắt, thanh niên đột nhiên ngẩng đầu lên, song kiếm nơi tay, múa ra kinh thiên kiếm khúc. Cách hồn kiếm, tấu tăng khúc, kiếm kiếm đều là rơi trí mạng thanh âm, múa ra một khuyết sinh tử lưu ly, nhiếp tâm hồn người, song kiếm xoáy kiếm biến thức, chiêu dung ngàn vạn, tay phải kiếm mở càn khôn thiên địa phá, kiếm tay trái dường như dao long bốc lên, tận hóa ngàn vạn kiếm thức, một kiếm ra, đoạt hồn diệt thức. Diệp phàm thức, diệp phàm kiếm, ở tất cả mọi người chú mục dưới, lại bị thanh niên kiếm trong tay, cuồng bạo chôn vùi, không nói gì rung động, giờ khắc này quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Mọi người ở trong cuồng phong, nhìn chăm chú thanh niên thân thể. Cho dù là diệp phàm trong mắt, đều toát ra một cỗ hoảng sợ. Người nói ta không tiếp được ngươi một kiếm, như vậy hiện tại thế nào? Thanh niên ngẩng đầu lên, lạnh lùng lời nói, như kiếm đâm vào hắn trong lòng. Người rốt cuộc là người nào? Diệp Phàm trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện tên là Kinh Hoàng Đồ Vật. chương 992, ta đến từ Thiên Phủ. Người rốt cuộc là người nào? Cái này không những chỉ là Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc, càng là toàn trường người nội tâm muốn lấy được đáp án. Cho dù mặc tình, mặc thanh bọn họ đều toát ra chấn động, cái này tại ven đường hấp hối bị bọn họ nhặt trở về thanh niên, dĩ nhiên bạo phát ra so Diệp Phàm càng thêm cường đại kiếm đạo thiên phú. Vô danh tiểu tốt mà thôi, sao ra kém đế triều xếp thứ tám thiên tài. Mặc cho ai đều có thể nghe ra được, thanh niên trong lời nói châm chọc. Diệp Phàm nổi giận, đón lấy ta một kiếm, liền để ngươi đắc chí a, à, ngươi thiên phú không tồi, nếu là thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái gọi là thiên tài, đều thích dèm pha người khác tới để cao bản thân a, à, thần phục với ngươi, ngươi xứng sao? Thanh niên ngẩng đầu, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Ngươi nói ta không xứng, một đợt kiếm khí chấn động đi ra xăm ba câu liền tức giận người thật không biết ngươi là làm thế nào đến đế triều đệ bắt vị trí đế triều thiên tài đều như ngươi cái này phế vật sao thanh niên cười lạnh một tiếng bất quá liền đế triều mà nói mà nói quỳ là một cái không sai người có thể cái này diệp phàm chỉ có thiên phủ lại lòng tham độc ác dạng này lòng dạ nhỏ mọi người khó thành đại đạo ngươi nói ta đế triều thiên tài đều là phế vật vậy còn ngươi ngươi cái này ra hỏa chỉ sợ liền đại tái tư cách đều không có a à, loại người như ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng với nhau sao đại tái tư cách đây chính là người kiêu ngạo vốn liếng sao thanh niên cười lạnh có cái gì buồn cười liền xuất xứ đều không dám nói hèn nhát diệp phàm không nhịn được quát mắng hai câu ngươi nói ta là hèn nhát vậy ngươi dám tiếp ta một kiếm sao thanh niên cười lạnh nhìn về phía diệp phàm cái kia khinh miệt ánh mắt nhường diệp phàm giận không thể át đón ngươi một kiếm có gì không dám nhưng nghĩ đối với ngươi cũng phải tiếp ta một kiếm diệp phàm đồng dạng lạnh lùng chế diễu nói có thể nếu như ngươi không chết mà nói thanh niên gật gật đầu cười một tiếng chờ ngươi giết ta lại nói khoác lác a à. diệp phàm thân làm thiên tài cường giả há lại cho người khác gây hấn mặc dù hắn hiểu người này nhưng là muốn một kiếm giết bản thân đây quả thực là người si nói mộng tiếp kiếm chỉ là không thể phản kích mà thôi nhưng lại có thể dùng bản thân lực lượng tới chặn chẳng lẽ bản thân thực lực sẽ so hắn yếu chỉ cần một kiếm này bản thân tiếp xuống tới như vậy lần tiếp theo xuất kiếm mà nói liền sẽ bộc phát ra tuyệt đối chí mạng một kích, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng tràn đầy xâm nhiên lạnh ý. Song phương đều nặng yên tĩnh trở lại, toàn bộ kiếm mộ đoàn người đều ở nhìn chằm chằm bọn họ nhất cử nhất động. Thanh niên trong tay lần thứ hai huyễn hóa ra một chuôi chân linh chi kiếm. Tiểu tử này cũng không phải là không có tu vi, mà là chúng ta đều nhìn không thấu, chân linh hình thái kiếm, hắn ít nhất là linh tôn cảnh giới. Diệp lão tổ ánh mắt biến đổi, không biết tại sao, hắn trong lòng lại có mấy phần tâm thần bất định tổng cảm thấy cái này thanh niên tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy diệp phàm không thể chủ quan diệp lão tổ nhắc nhở nhưng diệp phàm chỉ là gật đầu lại không có đem lão tổ mà nói thả ở trong lòng trong lòng ngược lại có chút không phục chẳng lẽ lão tổ cho rằng người này có năng lực giết bản thân tiếp qua một hồi hắn diệp phàm liền muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn một kiếm bên trong tất sát người này không cần nói hai người ánh mắt giao nhau đều biết giờ phút này chỉ có một người đến dưới mới có thể giải quyết trước mắt sự tình. Thanh niên yên lặng ở nguyên địa, hắn làm ra rút kiếm tư thái, dưới chân, cuồng phong đại trận, một cỗ vô hình gợn sóng phủ lên toàn bộ kiếm mộ chi địa, chung quanh dung nham, tóe lên ở giữa không trung, nhưng bởi vì cái kia chấn động đi ra kiếm ý, phảng phất ở giữa không trung đứng im. Tiểu tử này đây là đang làm cái gì? Xa cách công kích, cái này hoàn toàn là cho đối thủ thời gian chuẩn bị a. À. Mặc ra người nhìn thấy, khịt mũi coi thường, vòng tâm cử động không thể nghi ngờ là ở cho đối thủ chuẩn bị thời gian, hơn nữa dạng này chuẩn bị rút kiếm tư thái, lại có thể bộc phát ra cái dạng gì kiếm kỹ đây. Không hy vọng, hắn căn bản chính là loài người, gia hỏa này tại sao có thể là Diệp Phàm đối thủ. Nhưng mặc diệt tại, mặc khuynh trì, Diệp ra lão lão tổ đám người xác thực gắt gao nhìn chằm chằm vong tâm nhất cử nhất động, rút kiếm chi tư, không có mảy may sơ hở, toàn thân trên dưới dày không lọt gió, đặc biệt là mặt đất ba động, càng làm cho trên mặt đất mặc Diệp tại 10 phần để ý phong tâm, đến tột cùng muốn bộc phát ra như thế nào kiếm kỹ. Ngay tại toàn trường người đều vì đó kinh ngạc nháy mắt. Phong tâm xuất kiếm, bạt kiếm thuật, chạy như bay đến thân ảnh, giống như lóe lên, trong nháy mắt, diệp phàm trong mắt dĩ nhiên thấy được mình bị một chia làm hai hình ảnh, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, vừa vặn nhìn thấy rút kiếm phi tốc mà đến thanh niên. Một kiếm này, nhất định phải tránh ra, siếp na phương hoa, sinh tử nhất nghiệp, bản năng nháy mắt diệp phàm thấy được bản thân tử vong, cho nên ở thanh niên phóng xuất ra siếp na hoang vu nháy mắt, hắn cải biến bản thân quy tích. Âm vang, kiếm minh mà lên, đoàn người thấy được trước mắt cái này hoảng sợ một màn, Diệp Phàm nguyên bản vị trí, liền giống như bị chôn vùi đến hư không một dạng, tất cả mọi người tất cả đều không còn sót lại chút gì, chỉ lưu lại mặt đất đạo kia sâu hắc kiếm ấn. Thật là khủng khiếp một kiếm, thật đáng sợ tốc độ, nếu vừa mới Diệp Phàm không có né tránh mà nói, một kiếm kia đủ để muốn mạng hắn. Diệp Phàm thân ảnh nghe tại cách đó không xa, giờ phút này hắn toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, thẳng đến hiện tại vừa mới phát sinh hết thảy đều nhường hắn lòng còn sợ hãi. Thanh niên quay đầu lại đến A, à, đế chiều xếp thứ 8 thiên tài dĩ nhiên sợ hãi trước giờ tránh ra sao. Diệp phàm nghe lạnh lùng chế diễu, đột nhiên giữ tận giận giữ hết, ít nói nhảm, muốn hay không đón lấy một kiếm này, ta tự có chừng mực. Nguyên lai like như thế, thanh niên trong lòng lạnh lẽo, ngoài miệng lại cười lạnh nói kẻ yếu mới có thể cho mình nhu nhược tìm kiếm viện cớ. Người nói ta là kẻ yếu, nội ý bộc phát, Diệp Phàm bị mấy lần nhục nhã, nhẫn nại đã đến cực hạn, nháy mắt này hắn toàn thân bị mực tàu khí thức phủ lên, cả người thân thể đều hiện ra đen kịt khói. Chẳng lẽ không phải sao, ngay cả ta một kiếm đều không dám nhận phế vật, người tự tìm cái chết, mặc công kiếm pháp, hồn quy tam thiên, cái này nguyên bản liền là hắn muốn đối phó thanh niên một kiếm, cái này kinh khủng kiếm ra, nương theo lấy trói tai quỷ minh. Mặc kiếm phối hợp hồn quy tam thiên, lại có như thế uy năng, kiếm kỹ chỉ sợ một kiếm siêu việt vương cấp toàn bộ mặc ra, toát ra kinh hãi. Nhưng mà, trước mắt phong tâm lại hoàn toàn mỉm cười sử dụng, hắn không có tránh né, càng không có ngăn cản ý tứ, tất cả mọi người đều cho là hắn điên rồi. Diệp phàm càng là cười ha hả, ha, ha ha, sợ choáng váng a, à, đi chết. Mặc kiếm chuyển đến một đạo thanh âm rung động, nhưng ở thanh niên chỗ chán đột nhiên đình chỉ công kích, diệp phàm thần sắc đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì, mặc kiếm ở thời khắc này dĩ nhiên không nghe hắn sai xử. Vì cái gì? Ngay tại tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm thời điểm, Diệp Phàm lại phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ. Bởi vì, người không xứng dùng thanh kiếm này, thanh niên cười lạnh, mặc kiếm đột nhiên toàn thân run lên. Kiếm ý phản phệ, nhìn thấy Diệp Phàm thoát ly trong tay mặc kiếm, còn bị kiếm khí chấn động ra, toàn bộ Diệp ra người sắc mặt đều vô cùng khó coi, mà mặc ra lại mừng rỡ như điên. Mặc kiếm không được tán thành Diệp Phàm không có cái gì, so với cái này càng thêm đại khoái nhân tâm. Nhưng tiếp xuống một màn, nhưng lại nhường Diệp Mặc hai nhà đều vì đó chấn kinh. Mặc Kiếm liền lơ lửng ở thanh niên trước người, mà lại còn đang trên người hắn cọ sát một cái. Mặc Kiếm đây là đang đối với cái kia thanh niên lấy lòng. A, à, người muốn nhận ta làm chủ sao? ở tất cả mọi người chú mục dưới. Mặc Kiếm dĩ nhiên uốn lượn làm ra gật đầu bộ dáng. Đoàn người trực tiếp trợn tròn mắt. Mặc Kiếm chủ động nhận chủ. cái kia ra hỏa có lẽ sẽ mất hứng đây. phải biết thanh niên thể nội thế nhưng là có một thanh bao trùm ở trên Mặc Kiếm thiên hạ đệ nhất kiếm. Chủ nhân cương vực đại tái nếu là linh khí xuất hiện mà nói, tất nhiên dẫn phát tranh đoạt, cái này mặc kiếm vừa vặn đền bù khe hở. Trong lòng truyền đến một đạo thanh âm, thanh niên nghe vậy cười, vươn tay ra, cầm mặc kiếm, hư không nhoáng một cái, khoa tay kiếm vũ. Hảo kiếm, từ nay về sau ngươi liền theo ta, sử dụng lên tới tâm ứng tay, mặc kiếm tuy mạnh, có thể cuối cùng không có bước qua linh khí phạm trù, mặc dù cũng đầy đủ để cho người đỏ mắt, nhưng lại có thể ẩn tàng linh kiếm phong mang, vừa vặn đền bù thanh niên không có tiện tay vũ khí khe hở. Mặc kiếm nhận chủ, tất cả mọi người sắc mặt tụ biến. Đặc biệt là Diệp Phàm, đơn giản muốn chọc giận nổ. Thanh kiếm trả lại cho ta. Diệp Phàm giận dữ, điên cuồng xông tới. Thanh niên ánh mắt run lên, khóe miệng giơ lên tiếu dung, dưới chân một đời lôi quang lấp lóe, một giây sau đi tới Diệp Phàm bên cạnh, mặc kiếm tay nâng, một kiếm ra. Nhiệt chướng, người dám. Lúc này, Diệp gia lão tổ quát lớn mà đến. Thanh niên cải biến kiếm vỡ quý tích, mặc kiếm quay đầu, một đạo cuồng bá kiếm ý đem Diệp gia lão tổ bao phủ. Cùng một thời gian, bạo thiên ấn, kỳ lân tí, âm âm nổ vang, thanh niên trưởng kiếm vận dụng, đánh lui Diệp ra lão tổ đồng thời càng là một quyền đánh bay Diệp phàm. Tốt một thanh tuyệt thế hảo kiếm, thanh niên tâm tình tốt đẹp, mặc kiếm năng lực viễn siêu hắn tưởng tượng, thanh kiếm này quá mạnh. Hỗn trướng, ngươi triệt để chọc ta, ta muốn ngươi chết, các ngươi đều phải chết. Tiếng giống giận dữ truyền đến, mặc ra người sắc mặt biến đổi lớn, không tốt, Diệp phàm nổi điên. Ân, dị võ hồn khí tức, thanh niên quay đầu lại đến, đã thấy diệp phàm quanh thân nhỏ xuống dung dịch một vật, đó là hóa cốt chi lực. Đây là hắn ở di tích bên trong lấy được lực lượng, trốn, mau trốn. Hóa cốt chi lực không phân địch ta, một khi sử dụng, liền diệp ra người đều không cách nào may mắn thoát khỏi kiếp nạn, không khác biệt công kích, liền giống như bão vũ một dạng mưa như chút nước mà xuống. "Vong tâm, ta yểm hộ ngươi, người đi mau." mặc Thanh lại một lần xuất hiện ở vong tâm trước mắt, hắn làm đã đủ nhiều. Thế nhưng là đối mặt mưa như chút nước mà xuống hóa cốt chi lực, Mạc Thanh căn bản khó có thể ngăn cản. Điểm ấy thực lực thế mà có thể xếp tới đế triều đệ bát, nhìn đến, top 3 cùng sau 7 trinh lệch thật đúng là không chỉ một chút đây. Người còn đang nói bậy cái gì, đi mau a, à. cái này hóa cốt chi lực, trước giết mặc ra mấy cái thiên tôn trưởng lão, đến hiện tại bọn hắn đều nhớ kỹ cỗ này lực lượng chỗ kinh khủng, chạm đến tức tử, căn bản không có phản kháng chỗ trống, hiện tại Mạc Thanh chỉ hy vọng hắn có thể mang đi tỉ tỉ mình. Thanh niên hướng về phía trước đi đến, từng bước một đi đến Diệp Phàm bên người. Ha ha người quả thực là tự tìm cái chết hóa cốt nguyên trưởng phong tâm không điên đoàn người hét lớn lên nhưng ngay tại trưởng lực rơi xuống nháy mắt phong tâm bàn tay bên trong phóng xuất ra hắc động một giây sau đầy trời hóa cốt chi vũ lại bị tinh thần bao phủ đây là thần linh lực diệp mặc hai nhà trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động ta lực lượng biến mất diệp phàm nhìn xem trong tay mình tâm hóa cốt chi lực loại kia bị tước đoạt lực lượng cảm giác nhưng hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng thần sắc thu vào, người rốt cuộc là người nào? Cái này lần thứ hai hỏi, lại hoàn toàn là một loại khác khó nói lên lời tâm tình. Người cứ như vậy muốn biết sao? Thanh niên khóe miệng, toát ra vẻ uy nghiêm mỉm cười. Đế chiều bên trong, hẳn không có người cái này số một nhân vật mới đúng. Diệp phàm hét lớn, a à, bởi vì ta đến từ thiên phủ, mươi 993, không có giải dược, ta đến từ thiên phủ. Cái gì, thiên phủ, đoàn người não hải phảng phất nổ tung một dạng. Câu nói này không ngừng quanh quẩn ở bọn hắn bên tai, thiên phủ, 16 quốc một trong, xếp hạng yếu nhất quốc độ, toàn trường người ánh mắt toàn bộ tập trung vào thanh niên trên người, cho dù là mặc ra người nhìn về phía hắn nhãn thần đều phát sinh biến hóa. Thiên phủ đế quốc, người là thiên phủ đế quốc tham dự đế triều tuyển bạt người. Diệp phàm ngữ khi kích động quát, đoàn người hít sâu một hơi, suốt cục biết rõ, vì cái gì cái này thanh niên thực lực như thế đáng sợ, bởi vì hắn cũng là đại tái tuyển thủ một trong, hơn nữa hắn so diệp phàm càng tuổi trẻ, càng mạnh. Thiên phủ đế quốc không phải yếu nhất quốc độ A, làm sao có thể đoạn thời gian trước hoàng cung dạ yến ta nguyên một đám vỗ nhục thiên phủ đế quốc người bọn họ giống như là hèn nhát một dạng không dám ứng chiến người như thế thực lực tại sao có thể là thiên phủ đế quốc người diệp phàm không dám tin tưởng thiên phủ đế quốc lại có như thế cường đại tuyển thủ nghe vậy thanh niên cười liền bằng ngươi khiêu khích ta thiên phủ đế quốc có lẽ là ngươi quá yếu a à, bọn họ căn bản liền không muốn cùng ngươi động thủ ngươi quá yếu thiên phủ đế quốc thiên tài căn bản không muốn động thủ câu nói này đối với diệp phàm dạng này thiên tài tới nói không khác to lớn đả kích hỗn trướng, hắn lần thứ hai xuất thủ thanh niên lại cười lạnh còn không hết hy vọng a à, phong hồn chú võ hồn lực lượng triệt để phong ấn diệp phàm trong lòng hiện ra một tia tuyệt vọng quả nhiên là thần linh lực toàn bộ diệp ra mặc ra nhìn về phía thanh niên ánh mắt phát ra nghiêng trời lệch đất biến hóa nếu như trước đó chỉ là hoài nghi mà nói như vậy hiện tại chiêu này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào rung động bên trong diệp phàm võ hồn lại bị phong ấn tiếp xuống, nên xử trí như thế nào ngươi đây? Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Phàm ở cái kia nam tử trong mắt thấy được khinh miệt cùng sát ý, mà kiếm nâng lên nháy mắt, Diệp Phàm dĩ nhiên thấy được bản thân tử vong. Không, cái kia nam nhân là thật muốn giết bản thân, người trẻ tuổi, làm việc lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện. Diệp ra lão tổ không lo được nhiều như vậy, Thánh Uy vừa ra, chốc lát đi tới thanh niên trước người, tại hắn xuất kiếm nháy mắt, cầm cánh tay hắn. Thanh niên quay đầu cười một tiếng, Diệp lão đầu, Câu nói này từ ngươi trong miệng nói ra ngươi cảm thấy ác tâm a, à, người ở đây cái nào đáng chết. Bọn họ ai là vô tội, người nào lại có tội, nhưng là ngươi Diệp ra đối bọn họ có thủ hạ lưu tình sao. Ngươi ý tứ gì, Diệp lão tổ ánh mắt xâm nhiên, nói thực ra hắn trong lòng lại có mấy phần kiêng kỳ cái này thanh niên, hắn trong mắt màu bạc, cho người lòng còn sợ hãi. Diệp phàm muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ thả hổ về rừng sao. Diệp phàm thế nhưng là đế triều cương vực đại tái tuyển thủ. Diệp lão tổ nổi giận nói, a, à, ta biết rõ bất quá hắn trung quy là chết làm sao không như ở trong này thống khoái một chút cùng với đến đại tái bên trên mất mặt xấu hổ vẫn là ở nơi này kết thúc sinh mệnh tốt đây chính là ta diệp ra người người dám làm càn người mặc dù rất mạnh có thể đừng quên ta thế nhưng là một tên thánh giả diệp lão tổ uy hiếp nói thánh giả rất lợi hại a à, ta lại đến nơi này trên đường cũng đã giết không ít thanh niên ánh mắt run lên đúng là mảy may không sợ đoàn người nghe vậy hít sâu một hơi Thánh giả hắn đều giết không ít, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a, à, cái kia yếu nhất Thiên phủ Đế quốc, lần này tuyển thủ đều khủng bố như vậy hay sao? Diệp lão tổ đột nhiên nhớ tới cái gì, 16 quốc chỉ có Thiên phủ trên đường đến xuất hiện ngoài ý muốn, nghe nói có trên trăm tên đại thánh tập kích Thiên phủ Đế quốc người, dẫn đến Thiên phủ Đế quốc một tên trẻ tuổi nhất mất tích. Liên tưởng đến nam tử này mà nói, chẳng lẽ liền là hắn hay sao? Thả Diệp Phàm, mặc kiếm là ngươi, ta có thể cho ngươi an toàn rời đi nơi này, thậm chí đưa ngươi đi Hoàng thành tham dự đại tái phải biết, đại tái vòng thứ nhất tuyển bạt, lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp lão tổ lạnh nhạt nói, tương đối giờ phút này Diệp phàm còn ở trong tay hắn, Diệp lão tổ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta nếu là cự tuyệt đây, thanh niên quay đầu lại, vậy ngươi liền chết, Diệp lão tổ thoại âm rơi xuống nháy mắt, kiếm ra đoạt mệnh mà đến, hắn cũng là dùng kiếm cao thủ, nhanh không kịp nháy mắt kiếm thuần sát mà ra. Thanh niên có lẽ đã sớm dự liệu được dạng này kết quả, tại hắn xuất kiếm nháy mắt, phong hồn chi lực nháy mắt nở rộ, Diệp lão tổ trong lòng trầm xuống, liền hắn võ hồn vậy mà đều có thể phong bất quá hắn kiếm nhưng lại chưa đình chỉ tinh thần hắc động võ hồn phong ấn chốc lát thanh niên trong tay đột nhiên xuất hiện đầy trời hắc ám tinh thần tinh thần bên trong hình thành hắc động hóa thành kinh khủng lực hấp dẫn hướng về diệp lão tổ mà đi diệp lão tổ thần sắc đại biến trong mắt hiển thị rõ vẻ bối rối vừa định tránh thoát lại phát hiện bản thân lực lượng căn bản làm không được lão tổ diệp gia tộc trường hét lớn mà đến thanh niên lại một kiếm vắt ngang tiến lên một bước người giết không tha đồng thời ném ra một túi đan dược mặc thanh còn có một hơi đều cho ngươi mặc ra người ăn vào mặc thanh tay mắt lanh lẹ chính là cái này đan dược nhường hắn khôi phục như lúc ban đầu trong lòng cảm kích không thôi liền tranh thủ đan dược nhường thụ thương người ăn vào ngay cả tứ chi đứt gãy mặc diệt tại vậy mà đều khôi phục như lúc ban đầu trước mắt một màn này nhường diệp ra tràn đầy tuyệt vọng đáng giận người thế mà hai loại thần linh lực diệp lão tổ nhìn xem trước mắt tình huống tâm chìm đến đáy cốc không nói càng không có nghĩ tới trước mắt cái này hậu bối vậy mà sẽ biến thái đến bước này, không chỉ có phong hồn thần lực, dĩ nhiên còn có dạng này thần linh chi lực, hơn nữa đem những cái kia hấp hối mặc ra người toàn bộ cứu sống. Cái này đối diệp ra tới nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Hối hận không, đã chậm, bất quá cũng không quan hệ, bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền không có dự định để ngươi sống sót. Diệp lão tổ bất quá nhị trọng thánh võ mà thôi, đại thánh cấp bậc thanh niên đều giết qua, huống chi nhị trọng thánh võ. Diệp lão tổ thực lực còn không bằng vũ vô thiên, ngươi cho rằng liền bằng ngươi trong tay mà kiếm liền có thể giết bản lão tổ. Diệp lão tổ võ hồn bị phong, tức thì bị tinh thần trói buộc lôi kéo, nhưng là hắn vẫn như cũ không có sợ hãi. Giết ngươi lại không cần dùng kiếm, thanh niên cười lạnh một đời, đột nhiên lòng bàn tay thoát ra ngọn lửa, một giây sau kinh khủng hỏa diễm tại trong dung nham nở rộ. Thiên hỏa, mặc huynh chỉ thần sắc lẫm nhiên, trong lòng nhấc lên khó nói lên lời rung động, hắn dốc cả một đời tìm kiếm thiên hỏa mà không được, Bây giờ lại ở trong này thấy được tha thiết ước mơ đồ vật. Thiên hỏa ra, thế gian vạn hỏa thần phục, đoàn người kinh ngạc không nói ra được lời, thần linh lực, thiên hỏa bây giờ càng là được mặc kiếm, thiên phủ đế quốc bên trong muốn sinh ra một cái yêu nghiệt sao? Mọi người rung động đồng thời, liệt diễm thiêu đốt thiên hỏa, trong chốc lát nhường Diệp lão tổ phát ra thê lương kêu thảm, không có lực lượng Diệp lão tổ, bởi vì cường hãn thánh khu lâu đốt bất tử, lại chính bởi vì như thế, nhưng hắn thống khổ, sống không bằng chết. Người cái này ác ma, Diệp ra người phát ra kinh thiên hét lớn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trước mắt một màn. Hỗn trướng, người chỉ bất quá là ta đế triều nước phụ thuộc, người giết ta, truyền đi đế triều nhất định sẽ chế tài ngươi. Diệp lão tổ hoàng hồn, hắn căn bản không nghĩ tới, cái này thanh niên vậy mà còn ẩn chứa như thế cường đại lực lượng, hắn đường đường thánh giả, dĩ nhiên không có phản kích cơ hội. Vậy cũng muốn đế triều biết rõ mới được, người cho rằng, Diệp ra người còn có thể sống sót sao. Diệp lão tổ chết, mặc ra chỉnh thể thực lực hoàn toàn thắng được Diệp ra, cho dù là Diệp Phàm cũng đang khó có xem như. Diệp ra bối rối chạy thuộc mạng, nhưng là khôi phục khí thức mặc ra người quả thực là điên cuồng lớn phản công cùng trả thù, máu chảy thành sông, thi chất thành sơn, rất nhanh toàn bộ kiếm mộ bên trong đều là Diệp ra người thi thể. Chuyển biến quá nhanh, thậm chí nhường Diệp Phàm đều khó có thể tiếp nhận. Thế cục nháy mắt biến hóa, mặc ra lần thứ hai xoay người, tất cả phẫn nộ cùng cừu hận đều phát tiết đến Diệp ra người trên người. Thanh niên đi tới Diệp Phàm trước mắt, hiện tại đại tái tình huống như thế nào? thanh niên quan tâm nhất vẫn là cái này, nói ngươi liền buông tha ta sao? Diệp Phàm hồn nhiên nghĩ đến, ngươi không nói sẽ chết càng nhanh, thanh niên nổi giận nói, ngươi giết ta đế chiều truy cứu tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi không dám giết ta. Diệp Phàm cười ha hả, hắn không giết, ta giết, một đạo lăng lệ khẽ kêu vang lên, đột nhiên một thanh lợi kiếm quán xuyên Diệp Phàm thân thể, đem hắn hung hăng chút vào mặt đất, cái này còn không có kết thúc, lại là một thanh kiếm đâm xuyên tay phải, không lâu lắm, Diệp Phàm liền bị đinh ở trên mặt đất thanh niên cũng không ngăn cản, mặc cho cái kia nữ tử phát tiết, tương đối những ngày qua đến, Diệp ra cho cái này nữ tử trên người mang đến quá nhiều áp lực. Diệp phàm không ngừng phát sinh kêu thảm, theo lấy Diệp lão tổ tử vong, mặc ra cường thế đánh chết Diệp ra người, Diệp ra tộc trưởng càng là chết đến không thể lại chết. Tỷ, đúng lúc này, mặc thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, lại thấy được chính đang phát tiết bên trong mặc tình nhuốm máu thân thể đột nhiên ngã ở trên mặt đất. Thanh niên quay người lại, đem hắn ôm vào trong ngực, nhướng mày, hắn thấy là mặc tình tấm kia trắng bệch sắc mặt, nhưng bờ môi cùng con mắt cũng đã nhuộm thành đen như mực hỏng bét là hóa cốt chi độc đừng để diệp phàm chết mặc diệp tại hét lớn tiếp xuống sự tình mặc ra cũng đã hoàn toàn có thể trưởng khống bọn họ quay trở về mặt đất sau đó đem diệp ra dư đảng một tên cũng không để lại chém giết thậm chí rất mau phái người quét ngang toàn bộ diệp ra mặc ra đại hoạch toàn thắng nhưng toàn bộ thiên kiếm thành đều rung động không thôi căn bản không cách nào tưởng tượng ở dạng kia thế yếu phía dưới mặc ra vậy mà còn có thể sắp chết phản công Diệp ra toàn tộc hủy diệt, Mặc gia cũng tổn thất thảm trọng, cũng có gia tộc muốn thừa Diệp cháy nhà cướp của, lại kiêng kỵ Mặc gia nội tình, cho nên toàn bộ Thiên kiếm thành lần thứ hai yên lặng theo dõi kỳ biến lên. Mặc gia lôi đình thủ đoạn cũng làm cho thanh niên lấy làm kinh hãi. Tuy nói bọn họ không có diệt tộc, nhưng là không sai biệt lắm, vẫn còn có thể rất nhanh từ âm u bên trong đi ra. Thanh niên cũng không thể không bội phục Mặc diệt tại thủ đoạn. Phong Tâm, rốt cuộc tìm tới ngươi. Ngay tại thanh niên suy tư như thế nào trở về Hoàng thành thời điểm, sau lưng truyền đến quen thuộc thanh âm thiếu gia thanh niên mở miệng nói mặc thanh ngược lại có chút không được tự nhiên đừng gọi như vậy tỷ tỷ của ta muốn gặp ngươi một lần cuối một lần cuối thanh niên trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc diệp phàm trên người không có giải dược sao mặc thanh giận không thể át cái kia hỗn đản ở di tích bên trong căn bản không có đạt được hóa cốt chi độc giải dược từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có dự định để cho ta tỷ sống sót không có giải dược giống như sấm sét giữa trời quang một dạng tràn ngập ở thanh niên trong lòng chương 994, lên đường đế chiều, tại mặc tình khuê phòng, nguyên một đám dược sư luyện đan sư cúi thấp đầu xuống, ảm đạm rời đi. Mà toàn bộ mặc ra trên dưới, tràn ngập giống như chết yên lặng, bọn họ thật vất vả từ diệt tộc trong lúc nguy nan đi ra, nhưng mặc tình lại cuối cùng không có đào thoát tử vong vận mệnh. Đáng giận, diệp phàm cái này hỗn đản, mặc diệt tại tâm tình phức tạp đến khó có thể ngôn ngữ, từ vừa mới bắt đầu, cái này hóa cốt chi độc liền là khó giải. Tiếp qua một canh giờ, độc liền sẽ bắt đầu phát tác, mặc tình sẽ từ nội bộ hóa thành một bãi huyết thủy, liền thi cốt đều sẽ không lưu lại. Thế gian này làm sao sẽ có như thế tàn nhẫn người, mà lại hay là nguyên một đám luôn miệng nói lấy thích mặc tình người làm ra. Lục soát khắp toàn bộ diệp ra, đều không có phát hiện giải dược. Một vị trưởng lão thần sắc ảm đạm trở về, hy vọng cuối cùng phá diệt, mặc ra một mảnh bi thương. Phụ thân, thuốc phụ, thái gia gia, các người không cần bi thương, cái này có lẽ liền là tình nhi vận mệnh. Thiếu nữ trắng bệch suy yếu, môi phát tử sắc, độc nhập cốt tủy, dĩ nhiên hết cách xoay chuyển. Thiếu nữ như thế kiên cường, nhưng nàng lời nói, lại càng phủ lên bi thương. Chúng ta lập tức đi tìm dược phương, mặc ra một tên người trẻ tuổi kích động nói ra, vô dụng, vừa đi vừa về, coi như tốc độ nhanh nhất cũng phải một ngày lộ trình. Mặc ra người uể oải nói, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem tình tỷ chịu chết ha, nàng đã vì gia tộc làm nhiều lắm, liền một ngày khoái hoạt thời gian đều không có qua. Mặc ra thiếu niên lưu lại nước mắt, nghe, một mảnh thê lương, mặc phú không muốn thương tâm, tỷ tỷ mãi mãi cũng sẽ ở các ngươi trong lòng. Mặc tình miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, lại càng làm cho gia tộc bên trong nữ tử khóc không thành tiếng. Tỷ, người ta mang đến, mặc thanh mặt mũi tràn đầy trầm trọng đi trở về, hắn đi theo phía sau cái kia xinh đẹp xuất khí thanh niên, mọi người hướng về hắn gật gật đầu, nếu không phải cái này thanh niên mà nói, toàn bộ mặc gia đều muốn diệt phong. Tiểu Hữu lần này mặc gia nguy hiểm, thật đa tạ ngươi khẳng khái tương trợ. Mặc diệt tại mặc dù kích động, thế nhưng là nữ nhi nằm băng trên giường, cả người đều có chút bi thương. Thanh niên gật gật đầu, đi tới mặc tình bên người, độc nhập cốt tủy, rót vào tâm hồn, hết cách xoay chuyển. Chỉ một cái liếc mắt, thanh niên liền nhìn ra mặc tình tình huống, mọi người lần thứ hai nghe vậy, thần sắc ảm đạm. Ta nghĩ đơn độc cùng vong tâm tâm sự, mặc tình ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người, tất cả mọi người ra ngoài đi, lúc này, còn có yêu cầu gì là không thể thỏa mãn đây. Mặc ra người ảm đạm rời đi, tương đối trận này đại chiến, nhưng mặc ra cũng tổn thất thảm trọng vẫn có rất nhiều cần xử lý cho dù lại gian nan bọn họ cũng nhất định phải tỉnh lại tương đối mặc ra nội tình còn tại hương hỏa vẫn đang thiêu đốt gian phòng bên trong chỉ còn lại mặc tình cùng vong tâm hai người không nghĩ đến đồ mốc dĩ nhiên lợi hại như vậy cảm ơn ngươi cứu được ta gia tộc mặc tình mỉm cười nói thanh niên gật gật đầu không nói tiếng nào ngươi khôi phục ký ức đúng không mặc tình cười cười thanh niên gật gật đầu có thể nói cho ta ngươi gọi tên là gì sao thiếu nữ suy yếu thanh âm, cũng êm tai, tựa như lần thứ nhất nhìn thấy mặc tình lúc như thế. Vô trần, thanh niên mở miệng nói, hắn không có nói ra bản thân tên thật, bởi vì ở thần thiên trong lòng, hắn rõ ràng cùng mặc tình ở giữa cuối cùng sẽ ly biệt. Ưa thích mặc tình là vong tâm, cũng không phải bản thân. Khi hắn khôi phục ký ức một khắc kia trở đi, cho dù khoảng thời gian này phát sinh sự tình hắn đều biết rõ nhất thanh nhị sở, có thể thần thiên không có cách nào giống mất trí nhớ lúc như thế đơn thuần đối đãi mặc tình, bởi vì, thần thiên bên người đã có quá nhiều không thể cô phụ nữ tử. Êm tai danh tự, nhưng ta càng muốn gọi ngươi vong tâm. Mặc tình mỉm cười, muốn dựa vào lên, thần thiên đem hắn dìu đỡ, người đừng loạn động, đều phải chết, còn có thể loạn động một chút không? Mặc tình phản hỏi, nhìn xem mặc tình ánh mắt, thần thiên cố ý né tránh, vong tâm chỉ là một cái khách qua đường thôi, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Ta biết rõ, tại kiếm mộ ngươi khôi phục thời điểm, ta liền biết, vong tâm ánh mắt thanh tịnh, cười lên rất ngọt, mặc dù ngươi liền là hắn, có thể ngươi cũng không phải hắn, người ánh mắt càng lăng lệ, người tiếu dung càng băng lãnh. Mặc tình nói ra, vậy là tốt rồi, vòng tâm vốn liền không tồn tại, quên cũng tốt. Thần thiên không muốn làm một cái khắp nơi lưu tình người, có thể cuối cùng sẽ mặc danh kỳ diệu cùng nữ nhân dính líu quan hệ. Cái này có lẽ liền là có số đào hoa, mặc tình cũng là một cái xuất chúng nữ nhân, có thể thần thiên biết rõ, bản thân có lẽ cũng không thích hợp nàng. Quên được không, ta đều phải chết, còn có thể quên sao, ta không ưa thích qua người nhưng là nhắm mắt lại tất cả đều là vong tâm sạch sẽ cười. Mặc tình ngữ khi có chút kích động, có lẽ đây chính là ưa thích cảm giác a. À. Không đợi thần thiên mở miệng, mặc tình lầm bầm lầu bầu nói ra, nàng có lẽ biết rõ bản thân không có bao nhiêu thời gian, lại nhìn về phía thần thiên có thể hôn ta một chút không? Thần thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái, liền cái này cuối cùng nguyện vọng đều không giúp ta sao? Hiện tại ta có phải hay không rất xấu? Mặc tình nước mắt ngăn không được lưu xuống tới làm sao sẽ người rất đẹp ở ta gặp qua nữ tử bên trong người cũng là xuất chúng nhất một loại có thể người không muốn hôn ta mặc tình hiện tại liền như cái tiểu hài tử một dạng thần thiên nhích tới gần nàng hai người vong tình triền miên lên đi qua hồi lâu hồi lâu mặc tình trắng bệch mặt nhiều hơn một vòng hồng sắc nguyên lai đây chính là tình yêu trước khi chết có thể bảo lưu lấy cuối cùng mỹ hảo cũng thấy đủ nói nói xong thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền an tường ngủ thần thiên thở dài một tiếng cầm lên mặc tình tay, nhắm hai mắt, nhíu mày, có thể hay không sống, liền nhìn mặc ra bản lãnh. Mặc thanh, thần thiên một tiếng quát mắng, bên ngoài gian phòng phá cửa mà ra một người. Phong tâm đại ca, thế nào? Mặc thanh xương hô cũng đã thay đổi. Nếu các người có thể ở một khắc đồng hồ thời gian bên trong tìm đủ những cái này dược tài, nàng còn có thể cứu, nếu là không thể, liền để nàng mang theo cứu dung đi thôi. Dường hẹp phía trước, mặc tình mỉm cười rời đi, hắn cũng đã tiến nhập trạng thái chết giả. Một khắc đồng hồ, liền giống như là cây cỏ cứu mạng một dạng cuối cùng thời gian, đối vong tâm mà nói hắn là rất tin như thế không nghi ngờ, mặc phủ trên dưới chỉ vì tìm tới bọn họ trong tay dược tài. Thời gian, nước chảy, tan biến, 10 canh giờ sau đó, mặc ra mặc phủ mặc tình khuê phòng bên trong. Ô ô, đột nhiên truyền đến thuốc thích, quanh quẩn ở toàn bộ mặc ra bên trong. Tiểu thúy, phát sinh chuyện gì? Mặc ra người một mực chờ đợi lấy cái gì? Tiểu thúy thuốc thích vang lên thời điểm, kinh động đến toàn bộ mặc ra người mặc ra từ trên xuống dưới điên cuồng chạy tới mặc tình khuê phòng trước mắt một màn làm cho tất cả mọi người đều khóc không thành tiếng mặc tình ở giường bên trong tỉnh lại nàng sống khó có thể tưởng tượng tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách hóa cốt chi độc dĩ nhiên thật bị hắn giải mặc diệt tại nhìn xem nữ nhi của mình thức tỉnh trong lòng rung động thật lâu đến khó nói lên lời cái kia tiểu ra hỏa thật đúng là yêu nghiệt a à, có lẽ lần này đế triều đại tái hắn sẽ toát ra trói mắt nhất thiên tài quang mang a Mạc Khuynh chỉ một mặt chờ mong nhìn về phía phương xa. Mạc Kiếm giao cho hắn, có lẽ mới có thể chân chính phát huy ra Mạc Kiếm nên có quang mang a, à, có lẽ tiên tổ cũng sẽ không trách tội chúng ta. Mạc ra một tên lão giả mang theo tiếu dung nói ra. Mạc Tính thức tỉnh, nhưng trước tiên lại vẫn là muốn yên lặng một chút, tiểu thúy bồi tiếp nàng đi tới Mạc phủ hoa viên, nghe nàng hôn mê sau đó cố sự. Phong Tâm nhường bọn họ một khắc đồng hồ thời gian bên trong tìm dược tài, cuối cùng ở trong Mạc gia kiếm mộ, bọn họ dĩ nhiên thật tìm được giống như là mệnh không có đến tuyệt lộ một dạng, sau đó vong tâm một người tiến nhập mặc tình gian phòng, người nào cũng không biết phát sinh sự tình gì. Nhưng vong tâm đi ra thời điểm, thần sắc tiêu tụy, hắn chỉ lưu lại một câu độc đã giải, liền đi. Khi đó, vong tâm còn đem mặc kiếm trả cho mặc ra, bất quá về sau, mặc ra làm ra một cái quyết định, đem mặc kiếm tặng cho vong tâm, sau đó an bài mặc thanh đi cùng vong tâm cùng một chỗ, đi đến đế đô. Cái này liền rời đi, người thật cứ như vậy chán ghét ta, mặc tình thần sắc mở đi, nhưng là vừa nghĩ tới nàng coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, đối vong tâm nói những lời kia, sắc mặt ửng đỏ liền hồng đến bên tai. Chúng ta, còn có thể gặp lại sao? Mặc tình ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, có lẽ, đó là cuối cùng một lần gặp mặt A, à, bởi vì, vong tâm cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Tồn tại là hắn, có lẽ vô trần cũng là hắn lừa gạt tên mình. Mặc tình cười, nhìn xem rộng lớn thiên không, tâm tình đột nhiên biến rộng rãi, tiểu thúy, ta cũng muốn đi đế đô. Tiểu thư, ngài tổn thương còn chưa xong mà, thiên kiếm thành hướng đông, lục châu không nói phía trên. Một đạo cấp tốc tiến lên phi chu, xuyên vân phá không. Phi chu phía trên, một cái thanh niên ánh mắt nhìn qua phương xa, trong lòng tạo nên gợn sóng, từ bản thân mất trí nhớ đến hiện tại, đã qua vài ngày, bây giờ cũng không biết viết lạc hề bọn họ thế nào. Mặc dù ở trong kiếm mộ, thần thiên trào phúng diệp phàm, nhưng đối với thiên phủ đế quốc tình cảnh, hắn vẫn lo lắng, so sánh. Võ Tông Lão Tổ lúc ấy nói chuyện, nhưng thần thiên hiện tại cũng vẫn để ý đế triều tuyển bạt phía trên, 15 quốc cùng lúc đối thiên phủ đế quốc xuất thủ, mặc dù có kiếm lưu thương, minh giả, vũ vô tâm, nguyệt bất phàm bọn họ cường giả như vậy tại, nhưng người nào cũng không biết đại tái sẽ lấy cái dạng gì phương thức tiến hành. Nhưng vô luận loại nào, đối thiên phủ đế quốc đều là cực kỳ bất lợi. Phong tâm đại ca, người đang nghĩ gì thế? Mặc thành thân ảnh xuất hiện ở thần thiên sau lưng, gia hỏa này nhất định phải cùng bản thân cùng đi, thần thiên cũng không có biện pháp, đành phải theo hắn. Người không có tất yếu cùng đi theo. Mạc Thanh cười cười, uy, các ngươi nghe nói không, thiên phủ đế quốc một cái thiên tài bị đánh thành trọng thương, cũng đã không thể tham gia tỉ thí. Trên phi thuyền đột nhiên truyền đến thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Thiên phủ đế quốc người đã chết, thần thiên ánh mắt tụ biến, cũng không phải a, à, cái này vòng thứ nhất thi tuyển, tiếp qua 10 canh giờ, trời vừa sáng liền muốn bắt đầu, 15 quốc cái này rõ ràng là châm đối thiên phủ đế quốc, trước mấy ngày đế đô dạ yến mặt, nghe nói thiên phủ đế quốc cùng cái khác quốc độ mùi thuốc súng càng là nồng đậm. Ha ha, cái này Thiên phủ đế quốc cuối cùng chỉ là cuối cùng, không có gì thật chờ mong. Nghe những người kia nói chuyện, thần thiên ánh mắt dần dần từ lạnh lẽo biến thành cực nóng, Thiên phủ đế quốc không có cái gì thật chờ mong sao? Đó là đã từng, lần này, Thiên phủ tên nhất định vang vọng cương vực. Chương 995, tuyển bạt đếm ngược, Nguyên Ương đế triều, Hoàng Thành đế đô, cự ly đế triều đại tái bắt đầu, chỉ còn lại ngày cuối cùng thời điểm. Đế triều quán rượu chỗ, Thiên phủ đế quốc tiến về đế triều tuyển bạt thanh niên bị an bài ở nơi đây kiên nhẫn chờ đợi đại tái mở ra thời điểm. Nhưng là đối với Thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài tới nói, lần này đế triều tuyển bạt đối với bọn họ tới nói, trong lòng nhiều mấy phần lo âu và trầm trọng. Phía trước mấy ngày hoàng thành dạ yến bên trong, đế triều xếp thứ 8 thanh niên thiên tài, Diệp Phàm, khiêu chiến toàn bộ Thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài, nhưng không một ứng chiến, trên thực tế, lúc ấy đế quốc thiên tài đều mơ tưởng cho cái này Diệp Phàm một chút giáo huấn, nhưng đế quốc hoàng thất không cho phép. Dựa theo hắn lời tới nói, Đế Triều tuyển bạt đối với Thiên phủ Đế quốc vô cùng trọng yếu, bất kỳ một cái nào Đế quốc thiên tài đều không có tất yếu tại Đế Triều tuyển bạt đại tái bắt đầu trước đó lãng phí bản thân sức chiến đấu. Về sau, Đế Triều liền truyền Thiên phủ Đế quốc nhu nhược đến không người ứng chiến. Trên thực tế, ngày đó tiệc tối như kiếm lưu thương, phong phi dương, nguyệt bất phàm đám người đều ở trận, nhưng chính như thần thiên suy đoán như thế, bọn họ đều khinh thường đối cùng Diệp phàm một trận chiến. Nhưng lần này cũng làm cho đang Thiên phủ Đế quốc hổ thẹn. Lúc này thiên cư tử lâu chỗ, đế quốc hoàng thất thánh giả, đem mọi người triệu tập một đường. Thiên phủ đế quốc thế hệ thanh niên, bao quát thế hệ trước nhân vật cùng ở hiện trường, mỗi người trên mặt viết đầy ngưng trọng. Không lâu trước đó, thiên phủ đế quốc tham gia đế triều dạ yến, mà ngày đó phát sinh sự tình đến hiện tại vẫn làm cho bọn họ canh cánh trong lòng. Lần này, thiên phủ đế quốc hoàng thất thánh giả đem bọn họ triệu tập lại, đại đa số người nội tâm đều là ở vào bất mãn giai đoạn, nhưng lần này thương nghị sự tình là có quan hệ với đế triều tuyển bạt hạng mục công việc, cho nên toàn trường người đều tới hiện trường. Đoàn người đánh giá hiện trường, xếp thành một hàng, đạo bất cô, sở nam công, thiên su tử đức cao vọng trọng lão tiền bối đều đến hiện trường. Nguyên ương đế triều cường giả, huyền tiêu cũng ở chỗ này. Tiền bối, hắc mộc nhai bên kia vẫn là không có tin tức sao. Thần thiên mất tích, đối với toàn bộ thiên phủ đế quốc tới nói đều là một loại tổn thất to lớn, Huyền tiêu thở dài một tiếng, ta cũng đã để cho ta tông môn cường giả trước đi tìm, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì, ai, vô trần cũng xem như người thiên phủ đế quốc nhất có tiềm lực thiên tài, đáng tiếc. Mọi người nghe vậy, không ai không phải là toát ra vẻ tiếc hận. Đặc biệt là đối với thần nam, phòng vô thương, minh dạ, nguyệt bất phàm, tuyết lạc hề đám người nói, càng là cảm thấy thương tiếc, nhưng là bọn họ làm sao cũng sẽ không tin tưởng, thần thiên đã chết. So sánh, dạng này sự tình đối với bọn họ tới nói căn bản khó có thể tiếp nhận. Tốt, các ngươi cũng không cần bi thương, Vô Trần mặc dù thiên phú kinh người, có thể các người cũng là đại biểu Thiên phủ đế quốc xuất chiến thanh niên thiên tài, một mình một người, ta lực lượng có hạn, nếu là các người có thể đại tái bên trên thu hoạch được vinh quang, các người thì có cải biến chuyện này năng lực, cho dù là nhường đế triều 15 quốc trả giá đắt, cũng không phải không có khả năng, cái này liền muốn nhìn các người phải chăng có cái này năng lực. Huyền tiêu ánh mắt, ở đám người trên người quét qua. Vô Trần mất tích, đối với hắn tới nói cũng vô cùng đáng tiếc, dù sao hắn vẫn là xem trọng thần thiên thậm chí cho rằng hắn có cơ hội ở cương vực đại tái bên trên, danh dương thiên hạ, nhưng hiện tại tất cả đều kết thúc. Khắc Mộc Nhai cũng đã phái ra đại lượng cường giả tìm kiếm, nhưng không có phát hiện thần thiên thân ảnh, liền lý luận tới nói, thần thiên hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Tiên bối, thật không có bất cứ tin tức gì sao? Tuyết Lạc hề ánh mắt có chút ảm đạm, nàng không thể tin được, thần thiên đã chết đi sự tình. Huyền Tiêu lắc lắc đầu, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng đã giữ nhiều lành ít, bất quá có một kiện sự tình ngược lại là có thể xác định. Lòng võ đế quốc Võ Tông lão tổ, lần này cũng là theo lấy lòng võ đế quốc mà đến, nhưng hắn mất tích, ngay tại chúng ta bị tập kích ngày nào đó, nếu như chuyện này tình cùng đế triều 16 quốc có chỗ liên quan mà nói, có lẽ thần thiên còn sống cũng không nhất định. Quyền tiêu những lời này trên cơ bản thuộc về an ủi. Rơi vào hắc mộc nhai người, coi như là thánh giả cấp bậc cũng khó có thể toàn thân mà lùi, mà thần thiên chỉ là một cái linh tôn cảnh giới thiên tài mà thôi, hắn có mạnh hơn, coi như đánh bại Võ Tông lão tổ cũng không có khả năng tùy tiện đột phá Hắc Mộc Nhai phòng tuyến, dù sao, Hắc Mộc Nhai bên trong ẩn chứa nguy hiểm cũng đã xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Đoàn người thở dài một tiếng, tiền bối, ta Thiên phủ đế quốc sự tình, làm phiền ngươi phí tâm." Đế quốc hoàng thất thánh giả tiếc hận nói, dù sao Thiên phủ đế quốc cũng là hy vọng thần thiên có thể ở trong đại tái sáng tạo kỳ tích trọng yếu tuyển thủ. Huyền Tiêu khách sáo vài câu, toàn bộ hội nghị tuyển vào một ngạt bên trong, qua hồi lâu Huyền Tiêu mới nói ra, đế triều tuyển bạt vòng thứ nhất sẽ ở lúc trời sáng bắt đầu, lần này đến tột cùng như thế nào tiến hành tuyển bạt, ta cũng không phải rõ ràng, bất quá cuối cùng chiếm được vòng thứ nhất tuyển bạt chế độ. Huyền Tiêu mở miệng, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Tuyển bạt vòng thứ nhất tin tức, đây đối với thiên phủ đế quốc tới nói, trọng yếu nhất. Tại mất đi thần thiên dạng này cường đại chiến lực điều kiện tiên quyết, đại tái tin tức đối với thiên phủ đế quốc tới nói không khác cây cỏ cứu mạng. Ta và mọi người nói rõ một cái đi, lần này đại tái các vị sẽ cùng đế triều 16 quốc cùng nhau tranh đoạt, mà đế triều phương diện, top 10 người cũng đã xác định nắm giữ đại tái tư cách, cho nên các người danh ngạch lại sẽ giảm bớt 10 người, không, hẳn là 9 người, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, nguyên ương đế triều xếp thứ 8 diệp phàm, bởi vì một ít sự tình, đã chết. Huyền tiêu mở miệng nói ra, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là toát ra chấn động. Diệp Phàm chết, cái kia ra hỏa không phải liền là ở đế quốc hoàng thành dạ yến gây hấn nguyên ương đế triều thiên tài A, cái này mới bất quá mấy ngày a à, dĩ nhiên chết. Cụ thể tình huống như thế nào, cũng không cách nào giải thích, bất quá đều là cái kia ra hỏa tự gây nhiệt, cho nên, 16 quốc bên trong lại nhiều hơn một cái danh ngạch, nhưng ta không thể không nhắc nhở các vị là, đế triều bên trong nhân viên đều có thể tham gia vòng thứ nhất tuyển bạt, nếu là các vị bại bởi nguyên ương đế triều không tuyển tuyển thủ, chỉ sợ nhan mặt mũi cũng gây khó dễ a à, cho nên còn mời các vị toàn lực ứng phó. Không cần huyền tiêu nhắc nhở, thiên phủ đế quốc người đều biết dồn đủ toàn bộ lực chiến đấu, nhưng mọi người càng quan hệ tự nhiên vẫn là tuyển bạt quy tắc. Mọi người đều biết, cương vực đại tái, khai quát vạn quốc cương vực, như đế triều dạng này quốc độ cũng có không ít, mà ở trên đế triều, liền có hoàng triều, hoàng triều hợp thành cái này vạn quốc cương vực, mỗi cái đế triều, đều có thể có 160 tên dự thi tuyển thủ tiến hành tuyển bạt, bọn họ đem đại biểu đế triều xuất chiến cương vực đại tái, trên thực tế, có thể ở đế triều tuyển bạt bên trên chỗ hết tài năng, cũng đã thuộc về thiên tài phạm trù, có thể tiến vào cương vực đại tái, dù là vòng thứ nhất các người cũng là chân chính thiên tài không thể nghi ngờ. Các người mỗi cái đế quốc, có 10 cái danh ngạch, nhưng hàng năm cương vực đại tái nhưng lại không phải đơn độc võ đấu tranh tài, cho nên mỗi cái quốc độ đều có 10 người được tuyển chọn, nhưng chân chính có thể tiến vào cương vực đại tái lại hay là mấy cái kia danh ngạch mà thôi, coi như là hậu bị tuyển bạt tuyển thủ, nhưng cũng không bằng chân chính tham dự đại tái tuyển thủ. Quyền tiêu thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Không chỉ là võ đấu đơn giản như vậy, đại tái còn bao gồm cái khác tuyển hạng, đoàn người toát ra vẻ nghi hoặc, xác thực như thế, cương vực đại tái dung nạp ngàn vạn, thậm chí bao gồm võ đấu, đan đấu các loại đặc thù quyết đấu phương thức đến quyết định thắng bại, hơn nữa có người thi đấu, đế quốc đoàn đội thi đấu, cho nên, đến tột cùng sẽ như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng, bởi vì hàng năm đại tái đều sẽ cải biến. Huyền Tiêu nói ra, đoàn người nghe vậy, thần sắc lẫm nhiên, cương vực đại tái, hoàn toàn không phải bọn họ tin tưởng đơn giản như vậy. Như vậy, đế triều tuyển bạt vòng thứ nhất là cái gì? Đạo bất cô hỏi. Nói ra nơi này thời điểm, huyền tiêu thần sắc vô cùng ngưng trọng, đây cũng là ta tới tối nay nơi này nguyên nhân, ta nghĩ nói cho các vị là, đế triều tuyển bạt vòng thứ nhất, sẽ là các người quyết định có thể hay không tiếp tục vận mệnh, vòng thứ nhất tuyển bạt cũng đã xác định, sẽ tiến hành rất tàn khốc đào thải tái. Đào thải tái, đoàn người ánh mắt biến đổi, không sai, đào thải tái, đế triều 320 người bên trong, sẽ tiến hành rất tàn khốc đào thải tái, mặt khác, các người cần thiết phải chú ý là, trận này tuyển bạt không chỉ có bao quát đế triều 16 quốc thiên tài, đồng thời cũng bao quát ta đế chiều cương vượt top 10 sau đó đào thải tuyển thủ. Nếu là các ngươi gặp gỡ bọn họ hai bại trận mà nói, kết cục liền không cần ta nhiều lời, mỗi cái đế quốc có 20 người, hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó, nếu như cái này 20 tuyển thủ toàn quân hủy diệt, hoặc là không cách nào trổ hết tài năng mà nói. Sau đó đại tái, đối các ngươi tới nói sẽ biến vô cùng tàn khốc. Huyền tiêu ánh mắt, trước đó chưa từng có nghiêm túc. Tốt, đây là cuối cùng một đêm, các vị cũng tốt tốt nghỉ ngơi, tin tưởng các người cũng ở hoàng thành trong giả tiệc gặp được cái khác quốc độ thiên tài, trong lòng cũng có bản thân mục tiêu để cân nhắc hôm nay đại tái, bất quá cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì cũng đã bên trong tuyển trở thành đại tái tuyển thủ là không cách nào tham gia tuyển bạt đại tái, cho nên nhiều lấy bất luận cái gì quốc độ tới nói đều là có lợi cục diện, ta lần này, xem trọng thiên phủ đế quốc. Huyền tiêu nhìn về phía bọn họ tất cả mọi người, đoàn người không nói tiếng nào, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, trước khi đến, bọn họ vốn coi là cũng đã có thể xác định tham dự cương vực đại tái, lại không nghĩ rằng đế triều tuyển bạt sau đó mới có đại tái tư cách. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, bọn họ đều sẽ không từ bỏ lần này đại tái. Mà lần này hoàng thành dạ yến chuyến đi, cũng làm cho toàn bộ thiên phủ đế quốc đoàn người, trong lòng tràn đầy chiến ý cùng lo lắng, nguyên ương đế triều bên trong, yếu nhất dĩ nhiên đều là tôn võ cảnh giới tứ trọng, cái này cho bọn hắn mang đến vô tận áp lực, nhưng là là bọn họ cố gắng động lực, mà cái khác quốc độ, so bọn họ cường nhân cũng nhiều không kể xiết, nếu như bọn họ không nỗ lực mà nói, căn bản không cách nào trổ hết tài năng. Đêm hôm ấy, riêng phần mình về tới chỗ mình ở, cũng đã hạ quyết tâm, phải toàn lực ứng phó. Đoàn người tại hội nghị bên trong ai đi đường nấy, thần thiên sinh tử, cho người lo lắng, nhưng cũng nhường không ít thống khoái, thậm chí, bọn họ hy vọng hắn vĩnh viễn về không được. Lạc hề tỷ đêm khuya, thần nam đi tới tuyết lạc hề chỗ ở. Lạc hề tỷ không cần lo lắng, thần ca hắn vô luận cỡ nào nguy hiểm đều sống sót, lần này cũng không làm khó được hắn, nếu như thần ca thật có không hay xảy ra, ta nhất định sẽ nhường bọn họ bỏ ra thê thảm nhất đại giới. Một khắc kia, thần nam trong mắt, tràn ngập khó tả sát ý. Đế triều tuyển bạt, tiến nhập cuối cùng đếm ngược, chương 996, đế triều hoàng thành, bạch mang thế giới, thương vô, hoang hằng, nơi này liếc nhìn lại, chỉ có không có chút nào sinh mệnh bạch sắc. Người rốt cuộc là người nào? Trước mắt, một đạo thân ảnh chạy như bay tới, hắn đang liều mạng truy đuổi phía trước đạo kia bạch sắc thân ảnh, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, lại cuối cùng không có cách nào đuổi theo. Mà cái kia bạch sắc thân ảnh, liền giống như Hữu Y vô ý đang trêu đùa hắn đồng dạng, mỗi khi người kia đuổi không kịp thời điểm, cái này đến bạch sắc thân ảnh cuối cùng sẽ dừng lại. Thanh niên thân ảnh chạy như điên, cái này đến tột cùng là làm sao sẽ là? Hắn rốt cuộc là người nào? Hắn cũng đã không chỉ một lần xuất hiện ở bản thân trước mắt, có thể mỗi một lần vô luận bản thân đem hết toàn lực cũng tốt, điên cuồng đuổi theo cũng tốt, hắn thân ảnh gần trong gang tấc, nhưng lại ở phía xa chân trời. Dừng lại, quát mắng tiếng quanh quẩn, bạch sắc thân ảnh ngừng lại, nhưng không có quay đầu, thanh niên hướng về phía trước đi hai bước, vô luận như thế nào làm, người kia thủy chung ở chính mình phía trước. Nhưng lần này, thanh niên không truy, hắn đình chỉ bản thân bước chân, hai người thân ảnh giống như chỉ cách xa xa hai mét, chỉ cần thanh niên nguyện ý, tựa hồ liền có thể đến hắn bên cạnh. Nhưng là trong nháy mắt di động, đợi đến đứng im thời điểm, cái kia bạch sắc thân ảnh lại vẫn ở trước mắt hắn hai mét vị trí. Thanh niên chưa bao giờ xem thường từ bỏ, thế nhưng là đối mặt toàn bộ bạch sắc thân ảnh, lại có loại khó nói lên lời cảm giác bất lực. Người rốt cuộc là người nào, vì cái gì ngươi sẽ năm lần bảy lượt xuất hiện ở trước mắt ta, nhưng ta vô luận như thế nào cố gắng, đều đuổi không kịp ngươi, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, hắn cũng không có mất đi tỉnh táo, hắn chỉ muốn biết rõ ràng cái này một lần lại một lần đem bản thân đưa vào cái thế giới này người, đến tột cùng là ai. Bạch sắc thân ảnh chậm rãi quay đầu lại đến, thanh niên sợ bản thân sẽ bị cô kia vô hình lực lượng đánh trở về, nhưng lần này, hắn không có, quay đầu lại, Hắn vẫn là nhìn không thấy hắn mặt, có thể lần này hắn lại thấy được cái kia bạch sắc thân ảnh quỷ dị thiếu dung. Cả khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng lại có thể nhìn thấy cái kia giống như ác ma quỷ mị nhếch miệng cười. Quỷ mặt cười đột nhiên lại chạy, Lâm chạy thời điểm, rốt cuộc lại quay đầu nhìn về phía thanh niên, lần này, thanh niên thấy được mắt hắn, cong như âm nguyệt ánh mắt, phối hợp hắn thiếu dung, bộ dáng kia tựa như một cái ác ma. Đáng giận, thanh niên chạy vội mà lên, hai người một đường đi nhanh, nhưng lần này thanh niên phát cuồng một dạng đuổi theo bước chân càng là không ngừng nghỉ chút nào thậm chí sử dụng tất cả vốn liếng nhất định muốn biết rõ ràng hắn thân phận giống nhau thanh niên cũng không biết chạy bao lâu phương pháp ở nơi này bạch sắc thế giới không có cuối cùng sói mòn thời gian hoang vù thế giới một đường nhìn không thấy đầu mờ mịt qua rất rất lâu có lẽ là thanh niên mệt mỏi hắn muốn từ bỏ có thể liền ở lúc đó thời gian bạch sắc thân ảnh đột nhiên không chạy là không chạy mà thanh niên càng là quỷ dị xuất hiện ở trước mắt hắn hắn đuổi kịp bọn họ chỉ có gang tắc ở giữa cự ly chỉ cần thanh niên tại tiến lên một bước liền có thể chạm đến bạch sắc thân ảnh thanh niên cũng xác thực làm như vậy rồi đưa tay trong nháy mắt tay hắn dĩ nhiên xuyên thấu bạch ảnh bạch ảnh diện cụ vẫn là quỷ mị một dạng tiếu dung đến cùng là chuyện gì xảy ra suy suy còn chưa đủ người năng lực còn chưa đủ chờ ngươi có thể đụng vào ta có thể tiến nhập đến cái này cung điện thời điểm người liền sẽ biết rõ nhiều hơn người nghĩ biết rõ sự tình bạch ảnh vết miệng cười sau đó thân ảnh bắt đầu biến mất mà ở hắn biến mất sau đó thanh niên trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một tòa to lớn cung điện. Tòa này cung điện liền tựa như là ẩn tàng ở trong xương trắng hải thị thận lâu một dạng, cho người tâm linh, mang đến khó có thể che giấu rung động, trọng yếu nhất là, nó to lớn khoa trương, một mắt thấy không đến toàn cảnh. Thanh niên cắn răng một cái, muốn tiến vào cung điện bên trong, có thể một giây sau bạch sắc thế giới bắt đầu đổ sập, hắn rốt cuộc lại xuất hiện ở một cỗ quỷ dị địa phương. Đây là, Bách Hoa Cốc, thanh niên chính là thần thiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, bạch sắc thế giới đổ sập sau đó, hắn thế mà xuất hiện ở trong bách hoa cốc. Bạch tuyết lão sư, thần thiên trong lòng khiếp sợ không thôi, xuất hiện ở trước mắt hắn cái kia cực kỳ mỹ mạo nữ tử, chính là vấn bạch tuyết. Vấn bạch tuyết đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, tấm kia khuynh thành khuynh thế dung nhan, càng là trình lên trước mắt hắn. Người tại sao lại ở chỗ này? Thần thiên tiến lên một bước, nhưng lại tại đụng vào thời điểm, vấn bạch tuyết cũng quỷ dị di động. Một màn này, nhưng thần thiên trong lòng phức tạp mà khó nói lên lời, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Tuyết Lão sư đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vấn Bạch Tuyết mở miệng yếu ớt nhìn đến người ký ức cũng đang bắt đầu thức tỉnh hiện tại ngươi còn quá yếu chờ ngươi đầy đủ cường đại thời điểm ngươi liền sẽ biết được tất cả lại là này câu nói nhưng khi hắn muốn hỏi thăm đến cùng thời điểm vấn Bạch Tuyết biến mất hắn hướng về phía trước biên cuồng chạy đi một giây sau trước mắt hắn hình ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở một cái hiện đại đô thị biệt thự hào trạch bên trong Tuyết Nhi nên ăn cơm đi người tiếp tục như vậy thân thể sớm muộn sẽ sụp đổ mất một cái trung niên mỹ phụ nhân trong lòng sầu lo nói ra tuyết nhi lắc lắc đầu mỹ phụ nhân ánh mắt mở đi một cái trong lòng thống khổ không thôi thần thiên nhìn ở trong mắt khó tả thống khổ lập tức xuất hiện đi ra khi hắn muốn lớn tiếng nói cho tuyết nhi mình còn sống thời điểm một cố kinh khủng vô cùng lực lượng đem hắn từ lúc đó thay mặt trong đô thị kéo trở về tuyết nhi đế đô đêm khuya thiên không phi chu nhanh chóng tiến lên thần thiên chậm rãi mở ra hai mắt chẳng biết lúc nào khóe mắt có một tia vệt nước mắt hắn ngẩng đầu lên mãn thiên tinh thần tựa như đưa tay có thể tiếp xúc lại xa không thể chạm phong tâm đại ca người thế nào Mạc thanh một mặt nghi hoặc nói ra hai người tại phi chu thuyền bộ phận nhìn xem nhật nguyệt tinh thần phong tâm đột nhiên giống như là nhập định một dạng không nhúc nhích nửa đường hắn trong miệng lại hồ ngôn loạn ngữ mặc thanh còn cho là hắn chúng ta thần thiên lắc lắc đầu nhập định thời điểm tiến vào một cái kỳ diệu mộng cảnh bên trong rõ ràng hư ảo nhưng lại như thế chân thực liền giống như hắn đã trải qua một dạng. Cái kia đoạn không thuộc về bản thân ký ức, đến tột cùng là cái gì? Bạch sắc vân vụ bên trong cung điện, không cách nào truy đuổi thân ảnh, đột nhiên xuất hiện vấn bạch tuyết, cùng tuyết nghi. Tất cả những thứ này, đều để thần thiên trong lòng phức tạp lại khó nói lên lời, hắn chỉ có thể yên lặng đem tất cả những thứ này, giấu ở chính mình trong lòng. Ta hơi mệt chút, cần nghỉ ngơi một cái. Nói xong, thần thiên liền mà mà ngồi, rất nhanh tiến nhập nhập định giai đoạn, mặc thanh cũng ở một bên ngồi xuống, Nhìn chăm chú chư thiên tinh thần. Nhất phương thế giới, thần thiên trước đó mất đi ký ức, nhất phương thế giới dĩ nhiên tiến nhập tự động bảo hộ trạng thái, hiện ra hoàn toàn phong bế trạng thái, đây cũng là lăng lão không cách nào liên hệ thần thiên nguyên nhân chủ yếu. Mà thần thiên đang khôi phục trong nháy mắt, lăng lão liền cũng đã trước tiên có liên lạc thần thiên, bất quá khi đó có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên còn không kịp nói chuyện. Nội thế giới cung điện bên trong, kiếm lão thân ảnh lại yếu đi mấy phần, cả người lộ ra hết sức yếu ớt nếu không phải lăng lão đem bản thân một bộ phận linh hồn lực lượng kịp thời chuyển tới trên người hắn, kiếm lão đã sớm gặp nguy hiểm. Phó tông lão tổ quả nhiên lợi hại, thế mà nhường kiếm lão đều bị như thế nghiêm trọng tổn thương, đế triều 15 quốc, ta tuyệt sẽ không buông tha bọn họ. Thần thiên thanh âm biến xâm nhiên lạnh lùng, chỉ là đại thánh cấp bậc, ta còn không có để vào mắt, bất quá cái kia hắc mộc nhai so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, trọng yếu nhất là, người hiện tại thân thể không có sinh tử áo nghĩa khôi phục lực lượng, cho nên mới có thể tạo thành loại này cục diện, Bây giờ cũng đã tiến nhập cương vực địa giới, Thần Thiên tuyệt đối không thể chủ quan." Kiếm lão ngưng trọng nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, Kiếm lão lại mở miệng nói, "Tốt nhất, nhưng hồn anh cùng linh anh trở lại bên cạnh ngươi." Thần Thiên ánh mắt biến đổi, ta đã để bọn họ tiến về đế triều. "Vậy là tốt rồi, mặt khác còn có một kiện sự tình muốn cùng ngươi nói." Kiếm lão cùng Lăng lão ánh mắt đột nhiên biến ngưng trọng lên. "Thế nào?" Thần Thiên thần sắc run lên, Tiểu Mặc không thấy, nghe vậy, Thần Thiên run lên trong lòng, Tiểu Mặc không thấy, hẳn là ngươi tiến về đế chiều trước đó sự tình, ngày đó các ngươi hẳn là gặp một người sau đó, tiểu mặc liền cũng không còn trở lại qua. Thần thiên não hải bên trong đột nhiên nhớ lại cuối cùng một lần cùng tiểu mặc cùng một chỗ gặp người, vấn bạch tuyết. Nhưng tiểu mặc biến mất, phải cùng nàng không có khả năng có quan hệ mới đúng. Tiểu mặc lời, không cần lo lắng, thần thiên nghĩ nghĩ nói ra, cũng đúng, cái này tiểu ra hỏa huyết mạch chi lực có thể không đơn giản. Việc cấp bách, mau chóng nhường hồn anh cùng Linh Anh đi tới bên cạnh ngươi mới được, Kiếm lão lại trở về cái đề tài này, thần thiên rất tán thành gật gật đầu, trước đó hắc mộc nhai nếu là có linh nhất cùng hồn nhất ở mà nói, có lẽ liền sẽ không chật vật như thế. Cái này mà kiếm cũng không sai, cư nhiên là vương khí phía trên đồ vật, bất quá máu tanh và giết chóc quá nặng, dùng tốt thì là một thanh tuyệt thế thần kiếm, không cần tốt, kia chính là ma sát hung binh, người minh bạch tại ý nghĩ sao. Kiếm lão nhắc nhở, thần thiên gật gật đầu, lúc này, đế chiều cương vực một cái khác đầu đại đạo phía trên, một cái cỡ nhỏ phi chu phía trên chúng ta cũng đã tiến vào cương vực khu vực sao, một cái khỏe mạnh thanh niên nói ra, nghe bọn họ nói, nơi này đã là nguyên ương đế triều, nếu như vận khí tốt, chúng ta còn có cơ hội tham dự tuyển bạt đại tái đây. Một cái thuần linh cô nương nói ra, chúng ta còn có bao lâu mới có thể đến, hắc sắc thân ảnh thanh niên mở miệng, hôm nay mới lên, hẳn là có thể rất gần đến A. Thuyền trên đầu phi chu người phụ trách nói ra, hắc sắc thân ảnh sắc mặt âm trầm về tới ba người bên người, uy, linh nhất người cảm thấy sao nguyên lai like cái này thanh niên chính là linh nhất cùng hồn nhất bởi vì tại trước đây không lâu bọn họ dự cảm được bản thể nguy cơ đến hiện tại bọn hắn vẫn vẫn còn lo lắng bên trong linh nhất gật gật đầu yên tâm đi sẽ không có việc gì chúng ta nhất định phải mau chóng đến đế triều mới được hai người nhìn nhau bay nhanh như tiễn mà lúc này nhật nguyệt tinh thần cũng đã bắt đầu mới lên bình minh tiến về đế triều hoàng thành cương vực phi chu bị bao phủ ở cái kia phiếm hồng quang huy bên trong một sợi quang chạch chiếu rọi ở mặt thanh trên mặt hắn nhìn về phía người bên cạnh, vòng tâm đại ca, chúng ta đến, đế triều hoàng thành. Nhắm mắt dưỡng thần thần thiên chậm rãi mở ra hai mắt, đập vào mi mắt chính là cái kia nguy nga to lớn đế triều hoàng thành. chương 997, Nguyên ương đế triều xếp hạng. Đế triều hoàng thành tới rồi sao? Phi chu phía trên, Lê Minh chi quang chiếu dọi ở thần thiên trên mặt, nhìn xem cái kia to lớn thành thị liếc nhìn lại, căn bản không gặp được cuối cùng. Không hổ là đế triều, vẻn vẹn liền hoàng thành mà nói, lạc nhật thành, vị ương thành, hoàng thành tam đại thành thì cộng lại cũng không đủ cái này đế đô một góc của băng sơn. Thần thiên trong lòng rung động, trong nháy mắt chính là liên tưởng đến phương diện tu luyện, ở dạng này trong hoàn cảnh lớn lên người, nếu là thiên phú suốt chúng người, đủ để trở thành tuyệt thế thiên tài. Khó trách, đế quốc cùng đế triều ở giữa luôn luôn có không thể vượt qua tranh lệch. Văn minh, lịch sử, trưởng thành, gia tộc nội tình, tông môn năng lượng, riêng phần mình quý tích hoàn toàn khác biệt, đế quốc người lại làm sao có thể cùng đế triều đánh đồng với nhau. Ở thiên phủ đế quốc, cũng không phải tất cả mọi người đều có thần thiên như vậy hảo vận, đương nhiên, thái tử đế thiên hàng ngũ, từ nhỏ đã không thiếu khuyết tài nguyên, tương đối một quốc thái tử, cơ hồ có thể xưng là quốc chi tri tượng trinh, cho nên bất kỳ một cái nào quốc độ có thể trở thành thái tử người, đều tuyệt không phải hạng người bình thường. Về phần cái này đế triều, chỉ sợ cũng càng không đơn giản. Phong tâm đại ca, người đã nói người muốn tham gia đế triều tuyển bạt A. Mặc thành ánh mắt nhìn về phía thần thiên, thần thiên gật gật đầu, không sai, ta đế quốc người hẳn là cũng đã trước một bước đến mạc thanh nghe vậy trầm mặc chốc lát ta nghe nói thiên phủ đế quốc thật lâu không có thông qua tuyển bạt mỗi một năm thiên phủ đế quốc người đều bị chết thảm trước đó không lâu diệp phàm gây hấn thiên phủ đế quốc sự tình cũng truyền sôi sùng sục ta biết rõ thần thiên cũng không thèm để ý phong tâm đại ca ta biết rõ người rất mạnh nhưng biết người biết ta tóm lại có chỗ tốt cái khác quốc độ ta có lẽ không rõ ràng nhưng liền ta nguyên ương đế triều tuyển thủ người nhất định muốn cẩn thận diệp phàm tuy mạnh nhưng cuối cùng chỉ có thể xếp ở đệ bát mạc thanh nhắc nhở hắn đương nhiên không hy vọng thần thiên bởi vì đắc ý mất đi tính mạng mình. Diệp Phàm có thể tiến vào trước tám, còn là bởi vì hắn chiếm được huyết mạch võ hồn duyên cớ, nếu là không có cái kia hóa cốt chi lực, hắn chỉ xứng trở thành một cái nhất lưu thiên tài mà thôi. Điểm này, thần thiên tự nhiên cũng minh bạch, liền lấy quỷ tới nói, hắn thực lực đến hiện tại vị trí thần thiên đều nhìn không thấu, cho dù nàng đột phá tôn võ cảnh giới, nhưng là không dám nói có 100% nắm chắc có thể chiến thắng quỷ. Nguyên ương đế chiều tóc 10 người đều có cái nào? Thần thiên dò hỏi, Mạc Thanh Phảng phất liền là lại chờ đợi hắn nói câu này, trong lúc nhất thời kích động lên, miệng lưỡi lưu loát nói ra, Diệp Phàm hàng đệ bát, chỉ là bởi vì đại tái tuyển ba thời điểm, hắn sử dụng một chút ti tiện thủ đoạn, liền tổng hợp xếp hạng mà nói, hắn hẳn là cái cuối cùng. Người thứ 9 tên là quỷ thủ Bạch Vô Thường, đệ thập chính là Hàn Phong kiếm khách dịch thủy Hàn, xếp hạng đệ thất cùng đệ lục người cũng là thiên phú dị bẩm người. Vẫn là giới thiệu một cái top 5 người a, nhưng không phải thần thiên cuồng vọng, hắn đã cùng đế triều đệ tam quỳ giao thủ qua. Nguyên ương đế chiều top 5 về sau đối thủ, thần thiên có nắm chắc, bọn họ không phải bản thân đối thủ. Được rồi, người thứ năm tên là Phạm Âm Tử, chính là Phật Tông của Phật Quan Môn Đệ Tử, nắm giữ đáng sợ nhất Phật Đạo lực lượng, tuyệt thế phần thiên âm, người bình thường không phải cái kia tiểu hòa thượng đối thủ, cực kỳ khó chơi, nếu là đại ca ngươi gặp gỡ hắn còn muốn cẩn thận, trọng yếu nhất là cái kia tiểu hòa thượng cho đến nay, không có mở ra qua một lần con mắt. Con mắt, vì cái gì, không biết, nhưng có tin đồn, tiểu hòa thượng con mắt có thiên đại bí mật để từ đây thần thiên đối cái này nguyên ương đế triều thiên tài tràn đầy nồng đậm hứng thú đệ tứ người tên là túy trường thanh hắn là nguyên ương đế triều đệ nhất thanh niên kiếm tu mạc thanh nói thời điểm trong mắt còn có khó nói lên lời cuồng nhiệt đế triều đệ nhất thanh niên kiếm tu mấy chữ này cũng đã đủ để chứng minh hắn điểm mạnh đệ tam người chính là đế triều tông môn kiệt xuất nhất đệ tử phong tâm đại ca ngươi nếu là gặp được hắn tốt nhất đừng chiến đấu hắn nắm giữ đặc thù huyết mạch chi lực hủ hủ thần thiên gật gật đầu hắn đương nhiên biết rõ quỷ thực lực mạnh bao nhiêu. Cái kia đệ nhị đây, thần thiên tại mở miệng nói, mặc thanh ánh mắt nhìn hướng về phía đế triều, xếp hạng thứ hai tên là Mộng Thanh Tử, là nguyên ương đế triều công nhận đệ nhất nữ thần. Mộng Thanh Tử, một cái nữ tử có thể xếp đệ nhị, thần thiên hít sâu một hơi, bất quá nghĩ đến thiên phủ đế quốc cử thiên huyền nữ cũng có thể xếp ở đệ tam, đế triều bên trong cũng có suất chúng nữ tử cũng liền cũng không kỳ quái. Cái cuối cùng người, liền là đế triều hoàng thất nhan lưu thệ, đồng thời hắn cũng là đế triều thái tử, về phần hắn đến cùng mạnh bao nhiêu, cho đến nay chiến đấu, hắn chưa bao giờ vận dụng bản thân võ hồn. Chiến đấu chưa bao giờ sử dụng qua võ hồn, đây chính là tự thân thực lực cường đại biểu tượng, Mạc Thanh giới thiệu cũng ở thần thiên trong lòng nhắc lên trận trận gợn sóng, nguyên bản hắn coi chính mình thực lực tại đế triều cũng phải có một chỗ ngồi, nhưng hiện tại nhìn đến, chỉ sợ có thể miễn cưỡng cùng top 5 giao chiến bên ngoài, muốn nói thắng lợi còn vì đó còn sớm. Bất quá thần thiên cũng không có khinh thường, nếu như thời gian kịp mà nói, hồn nhất cùng linh nhất hẳn là có thể ở chính mình tham gia đại tái đến đây đến đế triều. Đương nhiên, đây là hắn cuối cùng át chủ bài, đồng dạng là sẽ không dễ dàng bại lộ. Vong tâm đại ca, người không sợ sao? Nhìn thấy vong tâm trong mắt dĩ nhiên không có mảy may sợ hãi, Mạc Thanh không nhịn được dò hỏi, có lẽ hắn không phải đế triều người, cho nên không minh bạch mấy người này đến cùng mạnh bao nhiêu, cho nên Mạc Thanh nghĩ nhắc nhở một cái thần thiên, nhưng hắn lượng sức mà đi. Nhưng đối với thần thiên tới nói, trong lòng lại là kích phát ra vô hạn chiến lực, nếu là nguyên ương đế triều thiên tài không có những cái này thực lực mà nói cái kia không khỏi quá không có ý nghĩa cái này vẫn chỉ là đế triều tuyển bạt mà thôi chân chính giao đấu còn chưa bắt đầu sợ ta sợ bọn họ không đủ cường đại thần thiên nhìn chăm chú dần dần tiếp cận đế đô khóe miệng toát ra một tia lẫm nhiên chiến ý mạc thanh nghe vậy trong mắt lóe ra dị dạng quang mang hắn không có nói chỉ là nhìn chăm chú thần thiên thân ảnh đế triều hoàng thành bình minh mới lên lúc nguyên ương đế triều thập đại thiên tài tập trung địa phương không ngừng có lần lượt từng bóng người rơi xuống, không bao lâu, cái này phía trên dĩ nhiên đã xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Nghe nói Diệp Phàm cái kia phế vật bị đánh bại, còn bị người giết. Một tên thanh niên đạp không mà đến, mới vừa ở đây, ánh mắt run lên, xác thực không nhìn thấy Diệp Phàm thân ảnh, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Diệp, mặc hai nhà ở giữa sự tình, nghe nói là có người hóa giải tràng nguy cơ này, ngay tại đêm qua, đế đô hoàng thất cũng đã phái người đi đến mặc ra, kết quả chiếm được một cái tin tức kinh người một người thanh niên khác mở miệng nói ra, tin tức gì, đánh bại Diệp Phàm người, nghe nói là đế triều tuyển bạt tuyển thủ. Đoàn người nghe vậy, thần sắc đột biến, cái gì, người nào, nếu là có tiền bối xuất thủ, hoặc là thánh giả đem Diệp Phàm đánh giết, bọn họ có lẽ đều sẽ không có phản ứng lớn như vậy, nhưng là giết chết đế triều xếp thứ 8 là tham dự đế triều tuyển bạt người, như vậy điểm này đầy đủ gây nên bọn họ coi trọng. Hắn tự xưng đến từ thiên phủ đế quốc, trong đó một cái thanh niên dạng này nói ra, mọi người ở đây, thần sắc biến đổi lớn, thiên phủ đế quốc, những cái này thanh niên thiên tài trong lòng, bởi vì câu nói này mà lưu lại thật lâu khó có thể ngôn ngữ rung động. Các ngươi còn đang làm cái gì, đế triều tuyển bạt, mặc dù chúng ta có thể không cần dự thi, nhưng là cũng nhất định phải trình diện, đây là chút hiểu biết nước phụ thuộc cơ hội, ở trong 16 quốc. Không một cái đế quốc chỉ ít có hai người trở lên là đáng giá chúng ta chú ý, thậm chí, bọn họ năng lực còn ở trên chúng ta. Đúng lúc này, đám người bên trong đi ra một đạo thân ảnh. Những cái này thanh niên nhìn thấy, thân sắc biến đổi lớn quỳ, đế triều xếp hạng đệ tam nam nhân, hắn đến cùng khủng bố cỡ nào, chỉ có cùng hắn giao thủ qua nhân tài biết rõ, đây là một cái trình công ác ma. Ha ha, quỳ huynh, cũng không thể nói như thế, những ngày này, ta cũng thấy qua bọn họ không ít người, chân chính có thể cho chúng ta tạo thành uy hiếp, những cái kia trong nước phụ thuộc tựa hồ cũng không có a. À. Một cái toàn thân cuồng bá như hỏa nam cũng đồng thời xuất hiện. Liệt bá, ân, hắn tu vi giống như có tăng lên, đoàn người ánh mắt biến đổi, ở loại này thời khắc, liệt bá dĩ nhiên đột phá, cái này như thế nào không cho bọn họ chú ý, bởi vì lần này đột phá, chỉ sợ cũng có thể sửa bọn họ đế triều thanh niên thiên tài bài danh. Liệt bá, đế triều 15 quốc chân chính thiên tài khi đó đều khinh thường đối ở Hoàng Thành trong giả tiệc tranh luận cái gì, lần này đại tái tuyển bạt không cần thiết chủ quan, phòng thứ hai bắt đầu mới là chân chính long tranh hổ đấu. Đúng lúc này, một cái chân đạp lợi kiếm nam tử xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Mọi người ngẩng đầu, thần sắc run lên, túy trường thanh, hắn cũng đến. Nguyên ương đế triều, xếp hạng top 10 người, cơ hồ toàn bộ trình diện. Tốt, chúng ta lên đường đi, loại này sự tình, mộng thanh tử sẽ không xuất hiện, mà người kia chỉ sợ sớm liền ở trong cương vực. Nguyên ương đế triều, đệ nhất nhân, nhan lưu thệ, bây giờ căn bản là không ở đế triều, mà là cùng thiên phủ đế quốc nạp lan đế thiên một dạng, cũng đã đi đến cương vực bên trong. Đoàn người cũng rõ ràng, hai người này chuyên quyền độc đoán, có ở đó hay không đế triều đều là vấn đề, cho nên cũng không có do dự, đi theo quỷ đi đến chỗ tập hợp. Mà lúc này, đế đô hoàng thành bên trong, Đông môn cửa chính, Huyền Tiêu Đích thân tới, xuất hiện ở nơi đây, khi hắn đi tới nơi này thời điểm, đế triều 16 quốc ngoại trừ Thiên phủ đế quốc nhân viên cũng đã toàn bộ trình diệt, mỗi người trên mặt đều viết đầy túc sát chi ý. Thiên phủ đế quốc làm cái quỷ gì, làm sao còn không có đến, có phải hay không cũng đã không dám tham gia tỉ thí a? Cái nào đó quốc độ bên trong, truyền đến phách lối vô cùng quát mắng. Hừ, ta Thiên phủ đế quốc còn không đến mức nhu nhược đến tình trạng này. Cách đó không xa, thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài nhóm từng cái xuất hiện, cùng ngày xưa khác biệt, hôm nay bọn họ, thịnh trang có mặt, sát ý lẫm nhiên, mỗi người trên mặt, đều viết đầy vẻ kiên định. Cái này ở đế đô thời gian bên trong, thiên phủ đế quốc người có thể nói là nhẫn nhịn được thường nhân khó có thể chịu đựng sỉ nhục, cho dù là phóng túng bá đạo kiếm lưu thương đều ngoài ý muốn điệu thấp, liền nam bá thiên loại này bá đạo người, đến đế chiều sau đó, dĩ nhiên không dám lộ ra. Nhưng hôm nay khác biệt, bọn họ tất cả ẩn nhẫn đều là vì tuyển bạt sau đó chiến đấu. Hừ, Người thiên phủ đế quốc người, một cái cũng đừng hòng tấn cấp vòng thứ hai. Đủ rồi, đừng muốn đang cãi lộn, bây giờ đại tái tuyển bạt cũng đã bắt đầu, có bản sự liền thi tuyển bên trên tranh một chút cao thấp, hiện tại, tất cả mọi người xuất phát, tiến về bí cảnh. Huyền tiêu một tiếng quát mắng, căn bản không cho bọn họ thảo luận cơ hội, tất cả mọi người bước lên tiến về tuyển bạt phi chu. Chiến chưa lên, đế quốc chi tranh, cũng đã sự nóng sáng. chương 998, Nguyên ương bí cảnh, tuyển bạt vòng thứ nhất, liền phát hiện tàn khốc nhất cao chót vót, đế chiều bản thân thiên tài không tham dự đào thải bên ngoài, 16 quốc ở giữa, trừ bỏ hai cái dự định danh ngạch sau đó, tổng nhân số vì 288 vị. Nếu như tại đào thải một nửa tiếng người liền chỉ có 144 vị, mặt khác cái thứ ba phân đoạn bên trong, tất nhiên xuất hiện kịch liệt nhất chiến đấu, cuối cùng vòng thứ nhất quyết định bởi danh ngạch vì 72 người. Nhưng bởi vì nguyên ương đế chiều xếp thứ 8 người xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên cuối cùng sẽ gia tăng 8 cái danh ngạch, mà cái này 8 người danh ngạch lại ở thứ đệ tam phân đoạn kết thúc sau đó, tất cả không được tuyển trong số nhân viên tuyển ra đến. Nói cách khác, ngoại trừ nắm giữ ấn tích người tấn cấp sau đó, cái này không được tuyển mấy chục vạn thanh niên thiên tài, sẽ kinh lịch một trận tàn khốc chém giết, cuối cùng đứng thẳng 8 người, sẽ thành công tiến vào vòng thứ hai. Đế triều tâm tư kín đáo, cơ hồ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phân đoạn, tàn khốc như vậy chiến đấu, mới có thể kích phát ra nhân thể cường đại nhất tiềm năng, từ đó tuyển ra ưu tú nhất nhân tuyển. Nhìn đến, trận này giao đấu không những đối với đế quốc rất trọng yếu, đối với đế triều tới nói, đồng dạng là liên quan đến vận mệnh chiến trường. Các vị, trước mắt cái này bí cảnh nhập khẩu, chính là ta đế triều khai phá trình độ đi đến 80% nguyên ương cảnh, trong đó vẫn có phần trăm 20 cấm khu, bất quá đã bị vẽ phân ra đến, chưa ở ngoài vùng cấm, các ngươi có thể tự do hoạt động, mặt khác, cấm khu bên trong cửu tử nhất sinh, bằng các ngươi năng lực, mặc ngươi nghịch thiên kỳ tài, cũng đừng hòng sống sót trở về, cho nên mời các ngươi thận trọng hoàng thất người chỉ trước mắt nhập khẩu nói ra đoàn người nhìn xem cái kia chớp lóe nhập khẩu nguyên một đám toát ra chờ mong thần sắc đương nhiên không có người sẽ tự chui đầu vào dọ tiến về cấm khu bên trong các ngươi còn có không hiểu có thể thừa dịp hiện tại hỏi thăm bằng không thì tiến vào cái này bí cảnh sau đó khả năng liền không có cơ hội cái kia hoàng thất người phụ trách nhìn về phía ở đây tất cả mọi người nhan thanh vương mặc dù bọn họ không thể che giấu bản thân khí tức có thể cái này nguyên ương bí cảnh ở ta đế quốc cũng rất có tiếng tăm bên trong rộng lớn vô cùng chúng ta làm sao có thể ở trong thời gian ngắn nhất tìm kiếm đến bọn họ. Nguyên ương đế triều người ổn định, hỏi rất hay, các vị, nguyên ương bí cảnh mặc dù không kịp đế triều, nhưng là tương đương với một cái thành thị, nắm giữ ấn tích người không những không thể che giấu khí tức, chỉ cần bọn họ xuất hiện ở các vị trăm dặm bên trong, ấn tích liền có thể phát ra một đạo tin tức, cái này tin tức liền là các ngươi tìm tới hắn mấu chốt. Nhan Thanh Vương như thế nói ra, đế triều 16 quốc dự thi tuyển thủ, sắc mặt đều là biến đổi, chỉ cần xuất hiện tại trăm dặm bên trong, liền có thể cảm ứng được cái này hoàng thất đặc thù ấn tích, đây đối với bất cứ người nào tới nói đều rất phiền phức, cũng làm cho những cái kia muốn kéo dài biến ảo mục đích không chiến người ý nghĩ phá toái. Vô luận như thế nào làm, cũng khó thoát một trận chiến. Hơn nữa, trận này chiến đấu, sẽ là một trận tử chiến, nếu là đồng thời bị 10 người, trăm người, ngàn người trở lên thiên tài vây quanh, cái kia đơn giản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên bối, dạng này đối với chúng ta phải chăng không quá công bằng. Mặc dù trước đó có người bị giáo huấn, nhưng vẫn có đế quốc một chút lo lắng người dò hỏi. Dựa theo trước mắt phát triển, kéo dài biến thành bốn canh giờ xa luân chiến đều có khả năng, mà xấu nhất khả năng liền là nắm giữ ấn tích người chết trận kết quả. Công bằng, cái thế giới này sao là công bằng, tuyệt đối thực lực trước mặt tất cả ngang nhau đối không, nếu là bốn canh giờ chiến đấu đều không cách nào kiên trì mà nói, các người còn như thế nào đi khiêu chiến những cái kia chân chính cường giả, bất quả bí cảnh bên trong là cho phép sử dụng khôi phục dược, tiền đề là người có tình huống dưới. Nhan Thanh Vương như vậy nói ra, nhưng trên thực tế chân chính cao ngạo thiên tài ở trong quyết đấu là rất ít sẽ sử dụng dược vật. Trừ phi là gặp được nguy hiểm chiến đấu, nếu không vô luận là sinh tử quyết đấu hay là phổ thông quyết đấu, dùng đan dược đến khôi phục bản thân thực lực và thể lực, này cũng là hèn hạ hành vi, cho dù thắng, cũng sẽ làm người khinh thường. Võ đạo thế giới mọi người, ngoại trừ chân quý bản thân sinh mệnh bên ngoài, có đôi khi mặt mũi cũng là trọng yếu nhất. Dù sao đây là xem như một cái võ giả kiêu ngạo, rất ít sẽ có người trà đạp thuộc về bản thân phần này tu luyện giả vinh quang cảm giác. Huống hồ, tình huống cũng là bằng nhau, nếu người bị đánh bại, như vậy tân lôi chủ vẫn như cũ muốn đối mặt khiêu chiến, người nếu không muốn chết, người có thể từ bỏ ấn tích. Nhan Thanh Vương lạnh lùng nói ra, từ bỏ mang ý nghĩa thất bại, cũng đã đến một bước này, không có bất luận kẻ nào sẽ tùy tiện từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay vinh quang, cho dù là chết, bọn họ cũng phải kiên trì. Người kia ngoan ngoãn im lặng, không dám nhiều lời, nhưng là ở trong đám người cũng khơi dậy ngàn cơn sóng thậm chí ngay cả nguyên ương đế triều người cũng không có chế giễu người kia, bởi vì bọn hắn không thể không đối mặt một vấn đề, có thể từ đế quốc đại tái bên trong trở thành tuyển bạt người, bản thân cũng là thực lực cường hoành hạng người, bọn họ không những muốn ở những cái này tay trong tay cướp đi ấn tích, còn nhất định phải đối mặt càng cường đại tranh đoạt đại quân. Bốn canh giờ tranh đoạt chiến, cái này tuyệt đối sẽ trở thành trí mạng thời gian, có lẽ đối với rất nhiều người tới nói đều lại là như 10 năm dài dằng dặc. Phong tâm đại ca, người cũng là dự thi tuyển thủ, người không ra mặt sao đen nghịt trong đám người, một người hiếu kỳ nói ra. Thần thiên cười cười, bọn họ đều cho rằng ta chết đi, người không cảm thấy ở trong bóng tối đối ta càng có lợi hơn sao. Phó tông lão tổ mà nói vẫn làm cho thần thiên mười phần để ý. Mạc Thanh nghe vậy ánh mắt biến đổi, cái hiểu cái không gật gật đầu. Tốt, chư vị, các người tới đây mục đích cũng không phải nghe bản vương rông dài, ta cũng không nhiều lời, hiện tại dựa theo đế quốc bài danh bắt đầu theo thứ tự tiến vào bí cảnh bên trong, từ xuất phân đế quốc bắt đầu, đến thứ 16 thiên phủ đế quốc, sau đó chính là tất cả tham tuyển người. Nhan Thanh Vương nói ra, đoàn người ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thứ tự trước sau tiến vào, đừng nhìn chỉ là thuận miệng vừa nói như thế, nhưng lại có lớn tác dụng. Đặc biệt trước vào càng có lợi, mà thiên phủ đế quốc đoàn người nghe được tin tức này sắc mặt lại âm trầm, bọn họ là 16 quốc cuối cùng tiến vào, tiếp tục như thế mà nói, đối thiên phủ đế quốc rất bất lợi. Các vị, tiến vào nguyên ương cảnh sau đó nếu là còn không đồng tâm hiệp lực mà nói, liền chờ chết ha, nếu là muốn thiên phủ đế quốc không nhận khuất nhục, Ta đề nghị mọi người liên hợp lại." Thần Nam ánh mắt run lên, nhìn về phía tất cả mọi người. "Hừ, liên hợp lại bị một mẻ hốt gọn sao? Loại này sự tình, tận lực nhân tài đúng, lựa chọn vắng vẻ thậm chí là nguy hiểm địa phương." Có người nói ra, "Nam Bá Thiên xác thực làm theo ý mình, quy củ bên trong, nhưng không có nói không chính xác giết người, bọn họ nếu là dám đến khiêu chiến ta, ta liền nhường bọn họ có đi không về." "Các ngươi!" Thần Nam cả giận nói, nhưng lại không thể làm gì, mỗi người đều có bản thân dự định chúng ta cuối cùng tiến vào, đối với chúng ta bất lợi, ta tứ môn tứ tông vốn là một nhà, mọi người liên thủ như thế nào. Mở miệng người đúng là thiên tông nghịch Lưu Vân, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía ra cát vô danh, nam bá thiên, phong phi dương đám người. Ta không ý kiến, phong hạo cười cười, tựa hồ cũng không thèm để ý. Nam bá thiên mặc dù cuồng vọng, có thể nghĩ lại nếu như cùng những tông môn khác người liên thủ hy vọng càng lớn, người cũng đừng dắt ta chân sau. Nhìn thấy tông môn người đạt thành hiệp nghị, những người còn lại sắc mặt tái nhợt, Thần Nam, Nam Sơn, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm cũng đã đạt thành nhất trí, liên hợp cùng một chỗ. Lưu Thương Huynh, người đây, Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía kiếm Lưu Thương, kiếm Lưu Thương lắc lắc đầu, cùng ta cùng một chỗ, chưa chắc an toàn hơn. Kiếm Lưu Thương chỉ sợ sớm liền là không ít người để mắt tới đối tượng, nếu là hừ hừ kiếm Lưu Thương cùng một chỗ, thật đúng là chưa chắc liền an toàn. Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng là lựa chọn độc hành. Về phần cuồng lan, lại không có bất luận cái gì nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, mà hắn tựa hồ không nguyện ý cùng những người khác cùng một chỗ, thiên thần đồng dạng lựa chọn độc hành, cái này có lẽ là kiếm khách kiêu ngạo. Thiên phủ đế quốc còn chưa tiến vào bí cảnh, cũng đã riêng phần mình phân tán. Thiên phủ đế quốc người, các người có thể tiến vào. Nhan Thanh Vương nhìn xem trước 15 quốc tiến vào sau đó, ánh mắt hướng về thiên phủ đế quốc nhìn lại. Đến phiên thiên phủ đế quốc sau đó, đám người riêng phần mình tiến vào. Tốt, hiện tại 16 quốc người cũng đã tiến vào, ta đem cuối cùng thời gian toàn bộ lưu cho các ngươi, bày ra các người toàn bộ lực lượng a. Nhàn Thanh Vương thoại âm rơi xuống, liền biến mất nguyên địa. Đoàn người ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng về phía bí cảnh vị trí, còn không có tiến lên, nhưng rốt cục có một người chạy như bay, mà hắn kéo theo phía dưới, ầm vang vang lên, hiện trường mấy chục vạn thanh niên đệ tử điên cuồng hướng về bí cảnh tràn vào. Tham gia tuyển bạt người, tuổi tác không thể vượt qua 30, đây là ngầm thừa nhận quy củ, cho nên hướng về bí cảnh mà đi đều là cái kia tuổi trẻ khí thịnh thanh niên thiên tài. Đây là tất cả mọi người cuối cùng dương danh thiên hạ cơ hội, dù sao trung thiên vực hoàng đô đại tái mặc dù nắm giữ khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, thế nhưng nương theo lấy to lớn kỳ ngộ, nước phụ thuộc không biết, nhưng nguyên ương đế triều đoàn người rất rõ ràng, có thể ở hoàng đô sống sót người, đó đều là danh chấn thiên hạ cường giả. Nghe nói 16 quốc bên trong thiên phủ đế quốc yếu nhất, bọn họ nơi đó tham tuyển người thực lực phổ biến ở tôn võ cảnh giới, cao nhất tựa hồ còn không có vượt qua tôn võ cảnh giới ngũ trọng. Đoàn người ánh mắt cỡ nào độc ác, tuyển bạt theo bắt đầu trước đó, Bọn họ cũng đã làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị, mục tiêu chủ yếu chính là Thiên phủ đế quốc 18 người. Đoàn người nguyên một đám chạy vội, không ngừng tràn vào cái kia vòng sáng bên trong. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Thần Thiên ở bên trong, hắn và Mạc Thanh đồng thời bay vào bí cảnh bên trong, Thần Thiên nghe bọn họ nói chuyện, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, không chỉ là thập quốc người muốn Thiên phủ đế quốc mệnh, những người này cũng biết rõ Thiên phủ đế quốc yếu nhất, đầu tiên liền muốn cầm Thiên phủ đế quốc tới khai đao mà thần thiên càng phải tại bảo đảm bản thân có thể tấn cấp tình huống dưới, ngăn cản những người này âm mưu. Chỉ ít, thần thiên phải bảo đảm bên cạnh mình người an toàn. Thần thiên tiến vào không lâu về sau, biển người minh mông sau lưng, bốn đạo tuổi trẻ thân ảnh lấp lóe. Ân, hồn nhất, người cảm thấy sao? Ân, hắn ngay ở phụ cận, bất quá không có cùng chúng ta gửi đi cầu cứu tin tức, nhìn đến cũng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hắn cũng đã tiến vào bí cảnh bên trong, chúng ta cũng đi, Linh Nhất lúc đầu không muốn tham dự nguy hiểm như vậy đại tái, nhưng đối với thu hoạch được sinh mệnh cùng tự do bọn họ tới nói, đây cũng là lịch luyện cơ hội. Tốt, to con, hoài nhu, cái này tuyển bạt rất nguy hiểm, các người cũng đừng tham gia. Linh Nhất quay đầu lại đến, nhìn về phía bọn họ hai người. To con cười lạnh cười một tiếng, hừ, người tiểu tử đừng xem thường người, ta không thể so với người yếu, ta ngược lại phải xem thử xem thế tục này thiên tài mạnh bao nhiêu. Hoài Nhu nhàn nhạt cười một tiếng, người sẽ bảo hộ ta không phải sao. Linh Nhất sừng sốt một cái, nhìn xem thiếu nữ ánh mắt, hắn dĩ nhiên không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể gật gật đầu, đương nhiên, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thiếu nữ ôn nhu cười một tiếng, bách mị sinh kiều. Đây chính là bí cảnh, một bên khác, thần thiên đã đến bí cảnh bên trong, đào thải tái ở vạn chúng chú mục phía dưới, tranh chấp đã mở. chương 999, to lớn nhất tiền đặt cược. Nguyên ương bí cảnh đài cao phía trên, Đế triều hoàng thất nhan thanh vương thông qua kính huyền chi thuật xuyên thấu qua màn sáng liền có thể nhìn thấy bí cảnh bên trong đại khái tràng cảnh, đương nhiên không cách nào trải rộng tất cả sân bãi bên trong. Mà kính huyền chi thuật thì cần hỗ trợ lẫn nhau, song phương đồng thời mới có thể thăm dò. Mà những cái này thăm dò nguyên lý, chính là đến từ hoàng thất đặc thù ấn ký, nói cách khác mọi người ở nơi này kính huyền bên trong nhìn thấy chính là tất cả nắm giữ hoàng thất ấn tích người trong mắt tràng cảnh. Bất quá đoàn người phân tán, tràng cảnh đông đảo, bọn họ cũng không thể nào thấy được tất cả mọi người, chỉ có thể thông qua chuyển đổi màn ảnh, miễn cường có thể nhìn thấy trước mắt động tính. Bây giờ, 16 quốc cũng đã thành công tiến vào bí cảnh bên trong, bất quá 16 quốc người trước 15 tiến vào sau đó, bọn họ tràng cảnh đều là nhất trí. Nói cách khác, ngoại trừ thiên phủ đế quốc bên ngoài, những cái này quốc độ thiên tài toàn bộ đều ở cùng một chỗ. À, không hổ là thiên phủ đế quốc đây, thế mà chia làm mấy nhóm. Ma Việt đế quốc bên trong một tên thánh tổ cười lạnh nói, mà tên này thánh giả, thần thiên đã từng nhìn thấy qua, chính là lúc ấy ở biên cương cùng mỹ lâm một trận chiến lão giả thiên phủ đế quốc thiên tài quả nhiên lá gan rất lớn đây các vị chúng ta muốn hay không đến đánh cược một keo lần này tuyển bạt sẽ có mấy cái thiên phủ đế quốc người thắng được đây lại một cái đế quốc thánh giả lạnh lùng chế diễu nhìn về phía thiên phủ đế quốc phương hướng đối với thiên phủ đế quốc những người này tựa hồ sớm đã thành thói quen châm chọc khiêu khích a à, vân long thánh giả có như thế nhã hứng coi như ta phong trần đế quốc một cái tốt phong trần đế quốc bên trong một tên hoàng thất cường giả mỉm cười phong thánh vương khó được hào hứng tăng vọt cũng coi như ta đại triều đế quốc một cái a à. xếp hạng thứ hai đại triều đế quốc cũng mở miệng nói ra ta lòng võ đế quốc cũng coi như một cái phạm thiên đại thánh đây phạm thiên đại thánh đến từ xếp hạng đệ nhất xuất phân đế quốc bị xưng là đại thánh cấp bậc cường giả thực lực đủ thấy đáng sợ phạm thiên đại thánh nhìn chằm chằm huyền kính bên trong không quan trọng bất quá là như thế nào cược mặt khác nếu là đánh cược như vậy người nào lại là nhà cái đây đoàn người ánh mắt tập thể nhìn về phía thiên phủ đế quốc phương hướng cuối cùng như ngừng lại thiên sư tử sở nam công đạo bất cô ba người trên người ta thiên phủ đế quốc khinh thường đối cùng các ngươi đánh cược đạo bất cô hừ lạnh một tiếng những người này dĩ nhiên dùng thiên phủ đế quốc tấn cấp nhân số mở ra thiết lập đánh cược đây đối với thiên phủ tới nói không khác trần trụi vũ nhục nếu không phải trở ngại cái này tuyển bạt đại hội đạo bất cô chỉ sợ ngay tại chỗ liền muốn bão nổi ta liền biết rõ thiên phủ đế quốc không có tính tình Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải đây, xếp hạng cuối cùng thiên phủ đế quốc, trước không nói có dám hay không cược, bọn họ liền đánh bạc vốn liếng có vẻ như cũng không có a, à, ha ha. Long võ đế quốc thánh giả cười ha hả, cái khác quốc độ càng là ồn ào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên phủ đế quốc hơn trăm người, sắc mặt tái nhợt. Những người này ngay trước toàn bộ đế triều người đánh mặt, coi như không có tiếng vang, đó cũng là đánh mặt đỏ tới mang tai. Cũng đúng, thiên phủ đế quốc chính là 16 quốc bên trong rất đất nghèo, nghĩ đến bọn họ cũng không có cái gì có thể lấy ra cược a à, ai ngược lại là chúng ta xem trọng thiên phủ đế quốc bọn họ không những đối bản thân không có lòng tin đối bọn họ thiên tài càng không có lòng tin ta ngược lại là nghĩ tới thiên phủ đế quốc tựa hồ có trăm năm đều không có thành công thông qua tuyển bạt đi đúng vậy a à, bọn họ tựa hồ liền hoàng đô cái dạng gì đều không biết đây ha 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 trong lúc nhất thời lạnh lùng chế giễu quanh quẩn ở đoàn người bên tai thiên phủ đế quốc đoàn người sắc mặt biến giữ tợn tái nhợt làm càn ta thiên phủ đế quốc há lại cho các ngươi như thế vũ nhục, muốn cược tốt, các ngươi nói cược cái gì, ta thiên phủ đế quốc phụng bồi đến cùng. Thiên phủ đế quốc hoàng thất thánh giả thịnh nộ phía dưới dĩ nhiên không thể giữ vững tỉnh táo, hắn tương đối là đế quốc hoàng thất thành viên, tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ cái khác quốc độ như thế vũ nhục thiên phủ. Thiên phủ mặc dù yếu, lại cũng là đế quốc, có bản thân tôn nghiêm, nếu là tại tha hương nơi đất khách quê người phía trên nhận cái khác quốc độ như thế vũ nhục mà không làm nhiều lời nửa câu, cái kia đơn giản liền là nhục quốc. Không hổ là Thiên phủ Đế quốc, như vậy đi, ta Long võ Đế quốc ra Long huyết chế tạo chiến giáp một bộ, người Thiên phủ Đế quốc có tương ứng tiền đặt cược sao?" Long võ Đế quốc bên kia cười lạnh một tiếng, Thiên phủ Đế quốc bên này sắc mặt tái nhợt, Long huyết chiến giáp tại Long võ Đế quốc thế nhưng là có tiếng chiến tranh binh khí, nếu là có thể lấy được một bộ tương đương với thêm ra một thân cường hãn trang bị, đủ để bảo mệnh. Ta xuất phân Đế quốc lần này xuất hành, cũng không mang cái gì vật quý trọng, bất qua Thiên phủ Đế quốc đều đáp ứng đánh cược ta xuất vân đế quốc liền xuất ra một bản thượng phẩm hoàng cấp phó kỹ A. Hoàng cấp phó kỹ, thượng phẩm, đừng nói là thiên phủ đế quốc trợn tròn mắt, liền đế triều nhan thanh vương đều thần sắc run lên, cái này thật đúng là đánh cược sao. Cái này sợ là muốn thiên phủ đế quốc thua táng ra bại sản A, thượng phẩm hoàng cấp phó kỹ, đây quả thực liền là bảo vật vô giá, bình thường là mua không được đồ vật, mà hiện tại dĩ nhiên lấy ra xem như tiền đặt cược. Bởi vì có xuất vân đế quốc nguyên nhân, cái khác quốc độ vốn định tùy ý là được, dù sao mục đích chỉ là nhục nhã thiên phủ đế quốc, có thể hiện tại nếu là không lấy ra được đồ vật, bọn họ thật đúng là không có ý tứ nói ra. Thế là, cái khác đế quốc nhao nhao xuất ra vang vọng thiên hạ vật phẩm tiến hành tiền đặt cược. Nghe những cái này tiền đặt cược, quan chiến người sớm cũng đã mắt trợn tròn, mà trên đài cao thiên phủ đế quốc càng là không dám lên tiếng, toàn trường người đều nín hơi liếm thần, liền đế quốc hoàng thất nạp lan gia tộc người, đều dĩ nhiên không dám nói thêm câu nữa. Nếu là thiên phủ đế quốc đánh cược thua, những cái này tiền đặt cược vật phẩm Sợ là muốn đem Thiên phủ đế quốc cho bồi đi vào. A, à, Thiên phủ đế quốc thế nào, đều không nói lời nào làm sao vậy? A, à, ta biết, là cực không nổi a, à, cực không nổi các người nói sớm a, à, nói ra lại không được mất mặt. Lần này mở miệng là Thiên Phong đế quốc, xếp hạng thứ 15, nhưng liền là cái này 15 lại ở trước mặt Thiên phủ đế quốc Diếu Võ Dương Oai. Ta Thiên phủ đế quốc nếu là vì nhà cái mà nói, xác thực cực không nổi, cho nên lần đánh cuộc này coi như thôi. Hoàng thất người cân nhắc liên tục đúng là từ bỏ thế nhưng là thiên phủ đế quốc từ bỏ không có nghĩa là cái khác đế quốc sẽ bỏ qua cho bọn họ ngược lại sẽ khiến bọn họ ngày một thầm tệ hơn đường đường đế quốc hoàng thất lật lọng có thể thấy thiên phủ đế quốc nói không giữ lời khó trách trăm ngàn năm qua chỉ xứng xem như đế triều cuối cùng đại triều đế quốc một tên thánh giả đối xử lạnh nhạt xem xét trong lời nói khinh thường cùng trên nét mặt khinh miệt thật sâu đâm đau thiên phủ đế quốc đoàn người nội tâm mà câu nói này cũng triệt để đốt lên thiên phủ đế quốc lửa giận quốc uy nghiêm không cho phép gây hấn, ta thiên phủ hôm nay liền đáp ứng các người đánh cược, về phần tiền đặt cược, a, à, ta sợ các người 15 quốc, không thường nổi. Đúng lúc này, từ trước đến nay trầm ổn sở nam công trong tay một trượng dẫm một cái, toàn bộ đài cao chuyển đến chấn động. Cỗ này uy nghiêm, cũng làm cho cái khác quốc độ người biến sắc. a, à, thiên phủ đế quốc có cái gì đồ vật là chúng ta không thường nổi. Ta thật đúng là nghĩ kiến thức một chút, bất quá sở nam công, người cũng đừng ăn nói bừa bãi, tốt xấu ngươi cũng là cái này đế triều bên trong có danh vọng thế hệ trước, đừng đập bản thân chiêu bài. Long võ đế quốc một người cười lạnh nói, sở nam công cũng không cùng hắn tranh đấu, bàn tay vừa ra, một mai xích hồng sắc đan dược tản mát ra nồng đậm mùi thơm, đây là kỳ tích đan, có thể cho vùng vẫy dẫy chết người khôi phục lại đỉnh phong khí tức, vô luận là thể lực thực lực đều là như thế, đối thánh giả cấp bậc cũng có chỉ ít một nửa hiệu quả trị liệu, nhưng đối với tôn võ cảnh giới phía dưới người, có thể làm đến khởi tử hồi sinh cấp độ. Kỳ tích đan ra, rung động toàn trường, sở nam công giới thiệu càng làm cho bọn họ tâm thần rung động, liền nhan thanh vương đều toát ra một tia nghi hoặc cùng rung động thần sắc. Sở lão đầu, người thiên phủ đế quốc có thể có loại này đồ vật. Đương nhiên, bọn họ là không tin, có thể vừa mới nói xong, sở nam công mộc trưởng xuyên tim, cái kia mở miệng nói chuyện thiên phong đế quốc thánh giả lại bị mộc trưởng quán xuyên thân thể, toàn bộ thiên phong đế quốc thần sắc đại biến, thiên phủ đế quốc dám động thủ. Nhưng còn không có đám người nhóm lấy lại tinh thần, Sở Nam Công một ngụm kỳ tích đan uy vào người kia trong miệng, một trượng bứt ra, nhỏ máu bằng không thì. Mà cái kia thánh giả vết thương, dĩ nhiên lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thoáng chốc đưa tới tất cả mọi người rung động. Sở Nam Công, ngươi, vừa mới trong nháy mắt, tên này thánh giả kém chút coi chính mình phải chết, bây giờ khôi phục lại, trước tiên lại là phẫn nộ. Có thể nhìn đến Sở Nam Công cái kiêu uy nghiêm thân thể, hắn lại đem muốn nói chuyện sinh sinh nuốt trở về. Tất nhiên ta thiên phủ đế quốc xem như nhà cái, như vậy dự đoán cũng chỉ phân hai loại, liền lấy nhân số tới nói, chỉ cần ta thiên phủ đế quốc có bao quát 5 người hoặc là trở lên người thành công tấn cấp vòng thứ hai, coi như các người thua, nếu chỉ có 5 người trở xuống, coi như ta thiên phủ thua, ta sẽ vì các quốc gia từng cái dâng lên đan dược này một mai. Sở Nam công bá đạo ngôn ngữ quanh quẩn ở mọi người bên tai, tất nhiên muốn cược, như vậy thiên phủ đế quốc không thể thua khí thế, càng không thể để cho những cái này ra hỏa nắm mũi dẫn đi. Sở Nam công cường thế, ngay cả xuất phân đế quốc phạm thiên đại thánh đều không có phản đối, cái này đan dược đối thánh giả đều có thần hiệu như thế, nếu là cho bọn hắn đế quốc trọng yếu thế hệ tuổi trẻ, không thể nghi ngờ là bảo mệnh đồ vật. Cuống hồ, nếu là có thể đem cái này đan dược nguyên lý nghiên cứu đi ra mà nói, đối với các đại đế quốc tới nói đều có lấy khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tốt, ta xuất phân đế quốc cược, Phạm Thiên Đại Thánh vừa mở miệng, cái khác đế quốc cũng nhao nhao nói ra, kỳ tích đan dụ hoặc bất kỳ một cái nào quốc gia đều không cách nào cự tuyệt. Ha ha, các vị, gặp các người náo nhiệt như vậy, thêm ta một cái như thế nào? đương nhiên, ta chỉ đại biểu cá nhân lập trường. Nhan Thanh Vương mỉm cười, kỳ thích đan dụ hoặc, sợ là nhường hắn cũng nhịn không được. Nhan Thanh Vương mặc dù nói đại biểu cá nhân, có thể ai cũng biết rõ, hắn sau lưng liền là đế triều. Đám người ánh mắt đều tập trung ở sở Nam Công trên người. Nhan Thanh Vương có dạng này hào hứng, Lão Phu lại có thể nào cự tuyệt, bất quá sau đó Lão Phu có thể đưa Nhan Thanh Vương một mai. Sở Nam Công biểu hiện ra tương đối khí phách, hơn nữa câu nói sau cùng kia, thế nhưng là đưa tới toàn trường người chú ý. Nhan Thanh Vương ngược lại cũng nghiêm túc, cái kia thực sự là đa tạ sở tiền bối, vô luận trận đầu như thế nào, bản vương thiết yến mở tiệc chiêu đãi thiên phủ đế quốc người. Song Phương lấy lòng, cái này để những người khác quốc độ hơi cảm thấy bất an. Thậm chí xuất vân đế quốc phần thiên đại thánh, trên mặt cũng dẫn động gợn sóng. Bất quá rất nhanh, bọn họ trên mặt liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì trận này giao đấu từ vừa mới bắt đầu, 15 quốc sớm liền phát đạt trở thành nhất trí mục tiêu, kia chính là đối thiên phủ đế quốc người, chém tận giết tuyệt.